Đúng lúc này, không gian phía sau lão ma chợt dao động, một đạo thân ảnh như quỷ mị hiện ra. Vị ma đạo tông chủ này căn bản không cần quay đầu lại, hắn đã sớm dự liệu được chuyện này, đột nhiên pháp quyết trong tay thúc giục, nhưng sau lưng lại xuất hiện một đạo hắc quang bắn ra hướng đỉnh đầu nhân ảnh hung hăng chạm xuống. Đúng là một phi kiếm màu đen khoảng một thước, khoảng một tiếng vang nhỏ bắn ra, bóng người khoát tay một cái, hai thanh trường kiếm màu bạc xuất hiện trong tay giao nhau đón đỡ phi kiếm chạm xuống. Lúc này, âm la tông tông chủ mới quay người lại, Sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía sau. Nhưng khi hắn vừa nhìn thấy rõ ràng thì trong miệng phát ra thanh âm kinh dị. Bởi vì sau lưng người này tuy rằng chính là khuôn mặt của Hàn Lập nhưng như thế nào lại không có chút sinh khí, tựa như một cái xác chết vậy. Hắn ngẩn ra, vừa muốn dùng thần niệm đảo qua một cái thì trên đỉnh đầu hồ quang chợt lóe từ trong người Hàn Lập bắn ra, trong tay tam sắc phú phiến không chút do dự hạ xuống, một cỗ tam sắc hỏa trụ mãnh liệt phun ra. Tuy rằng vị âm la tông tông chủ lần đầu tiên thấy vũ phiến này nhưng trong hỏa diễm ẩn tàng linh lực đáng sợ thì vị đại tu sĩ này không dám chậm trễ mảy may. Thân hình vừa động đầu gối gấp khúc một cái, cả người liền độn tốc bắn thật nhanh về phía sau. Hơn nữa, hắn ngoại trừ né tránh thì một tay còn hướng không chung nhẹ nhàng vỗ một cái. Trên người hắn xuất hiện vài điện xà màu lam, một tiếng sấm vang lên, điện xà chợt lóe bắn về phía hàn lập ở trên không chung, ngay sau đó hắn lại hé miệng phun ra một thanh ngọc bản bóng loáng dị thường vừa ra ngoài đã cuồng trướng lên, đồng thời tay còn lại của lão ma cũng lật chuyển, một mũi nhọn màu vàng xuất hiện trong lòng bàn tay, hắn vung tay về phía không chung một cái, tiếng xé gió vang lên một cách thê lương, mũi nhọn màu vàng vừa chớp động đã đến trước mặt hàn lập đâm đến không chút khách khí, tốc độ bay nhanh ca thể tin nổi. Nếu là nguyên anh tu sĩ bình thường mà nói, tuyệt đối không tránh thoát một kích quỷ dị như thế, nhưng hàn lập lại vừa tu luyện xong tật phong cửu biến, thân hình uốn éo một cách quỷ dị giống như không có xương cốt, né sang một bên liền dễ dàng tránh thoát mũi nhọn màu vàng làm cho nó bắn ra xa. Lúc này, âm la tông tông chủ đã lùi xa hơn 20 thước, vừa nhìn thấy một cảnh như vậy thì giật mình nhìn Hàn Lập chằm chằm. Hàn Lập thân thể sau khi khôi phục bình thường, lạnh lùng nhìn đối thủ một cái, hai tay bỗng nhiên hợp lại, trong mũi hử lạnh một tiếng. Âm la tông tông chủ vốn cảm thấy hành động của Hàn Lập có chút kỳ quái. Nhưng khi tiếng hử lạnh cực kỳ tầm thường vừa lọt vào tai thì trong đầu truyền đến một trận đau đớn khiến hắn không kịp đề phòng, há miệng hết thảm một tiếng, kìm lòng không được hai tay ôm đầu, thân hình co lại, gương mặt trong nháy mắt vặn vẹo cực điểm. Đây đúng là độc môn bí thuật do đại diễn thần quân sáng lập, kinh thần lạt, hiện tại Hàn Lập đã tu luyện tới tầng cuối, hơn nữa tu vi lại giả tới nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, một kích kinh thần thứ này của hắn tựa hồ uy lực đã phát huy đến cực hạn, nếu là chính đại diễn thần quân năm đó thi triển thì uy lực bất quá cũng đến mức này mà thôi. Chẳng qua bí thuật này tuy cực kỳ lợi hại nhưng chỉ khi xuất kỳ bất ý mới đạt được hiệu quả, nếu có tu sĩ hiểu được bí mật của pháp quyết này thì chỉ cần trước đó dùng thần niệm mạnh mẽ bảo vệ đầu lại thì chiêu này hơn phân nửa sẽ không đạt được hiệu quả gì, hơn nữa đối với một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ mà nói hiệu quả càng thêm ngắn ngủi, cơ hồ chỉ cần 2 3 lần hô hấp là có thể phản ứng, mạnh mẽ chân áp cơn đau nhức lại. Nhưng điều kỳ quái chính là Hàn Lập sau khi thả ra kinh thần thứ lại đứng yên một chỗ không làm gì, chỉ dùng một loại ánh mắt như nhìn người chết nhìn vị âm la tông đại tu sĩ. Vị âm la tông tông chủ khôi phục lại còn nhanh hơn những điều hàn lập đoán trước, cơ hồ chỉ đảo mắt qua một cái hai mắt liền khôi phục lại vài phần thần sắc, lúc này trong đầu lại nảy sinh sự kinh sợ. Đúng lúc này hắn nhận ra có điều gì đó không đúng liền quay đầu lại liếc mắt một cái nhưng đã muộn. Nơi cổ chợt lạnh, một cỗ hắc mang quỷ dị bao quanh thân hắn liền nhanh chóng ngã nhào xuống. mươi 1229, mưu Đồ với âm la tông. Hắc mang kia chính là thanh ma tủy phi đao. Lại nói tiếp thanh phi đao này lợi hại vô cùng, đặc biệt là khả năng ẩn tàng đáng sợ, nhưng với khoảng cách gần như vậy thì luôn có dấu hiệu để nhận ra, đặc biệt là đối với một ít đại tu sĩ mà nói, linh giác đã đạt tới cảnh giới khó tin rồi. Cho nên Hàn Lập trước đó đã dùng kinh thần thứ ra tay trước khiến đầu óc đối phương đau nhức, thần niệm buộc phải quay về trong cơ thể, sau đó Hàn Lập mới dùng ma tủy phi đao từ phía sau lưng đối phương ra tay đánh lén, yên lặng bay đến cổ chảm xuống, dễ dàng đem đầu đối thủ gỡ xuống chỉ có thể nói một màn phân thắng bại kia chỉ xảy ra trong nháy mắt ma thôi nếu không cho dù hàn lập có dùng thủ đoạn khác bắt được đối phương lại cũng không phải dễ dàng gì chỉ sợ phải động tay chân một phen lại nói tiếp cũng vì vị này đối với chiến giáp của mình rất tự tin hắn tuyệt đối không ngờ hàn lập lại có ma tủy phi đao loại ma khí kinh khủng này trong tay chiến giáp của hắn một chút hiệu quả cũng không có không cho hắn có cơ hội tranh thủ đến khi có thể nhận thức dùng một kích phản thủ chẳng qua ngay khi sự tình xảy ra đối với âm la tông tông chủ thì nguyên bản hàn lập đang đứng bất động thì hai cánh đột nhiên mở ra hóa thành một đạo thanh quang không thấy bóng dáng ngay sau đó thân hình hàn lập hiện lên bên cạnh thi thể không đầu kia nhưng đúng lúc này thi thể đột nhiên phát sinh dị biến quỷ dị bảnh trướng rồi bạo liệt một cỗ huyết phân bắn tung tóe khắp nơi đặc biệt là hướng hàn lập vừa đứng đón đầu đánh tới hàn lập trong lòng hoảng sợ không chút lưỡng lự giơ hai tay lên ầm một tiếng nổ lớn vang lên hai đạo lôi điện hình cung bắn ra đan sen vào nhau hóa thành một lưới vàng lớn kim quang lập lòe hướng về phía huyết phân huyết phân kia tất nhiên là một loại bí thuật ác độc do tu sĩ dùng chính máu huyết của mình ngưng tụ thành nhưng lại hoàn toàn bị tịch tà thần lui khắc chế kết quả là ngay khi song phương tiếp xúc huyết phân bị kim võng bao vây lập tức biến mất nhân cơ hội này một tiểu nhân đen thui bị một khối huyết phân bao lấy đã sớm phi độn mà chạy tiểu nhân này chính là nguyên anh của âm la tông tông chủ chỉ trong nháy mắt nó liền phi độn ra ngoài 30 trượng, sau đó liền thi triển thuấn di thần thông, liên tiếp lóe lên hai cái liền cùng một đám huyết vân thuấn di ra 10 trượng nữa, từ đó, nới rộng khoảng cách với Hàn Lập chừng trăm trượng, bộ dáng sắp mất tâm mất tích. Hàn Lập thấy một màn như vậy, sắc mặt trầm xuống, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, sau lưng tiếng sấm vang lên, trên hai cánh hiện lên hồ quang hai màu xanh trắng, sau đó một quả lôi cầu hiện lên ngay phía sau, vây quanh đôi cánh đang chuyển động không ngừng. Phong lôi xí run lên một cái, lôi cầu liền bạo liệt ra, hồ quang xanh trắng trong phút chốc liền quán chú vào trong hai cánh. Hàn lập xoay người một cái, một tiếng sấm vang lên, một chút hồ quang bắn ra liền nhoáng lên một cái biến mất. Sau một lần hít thở, hồ quang đã đi được ngoài 30 trượng, lập tức tiếng sấm lại vang lên, hồ quang lại bắn ra và biến mất, tiếp theo hồ quang lại xuất hiện ngoài 10 trượng, lập tức đuổi theo Nguyên Anh. Âm la tông tông chủ đang ở trong huyết phân cố thủ, vừa nhìn thấy hàn lập thi triển lôi độn thần thông thì thần xác hiện lên vẻ kinh hoàng hắn trong lòng phát lạnh, bất chấp tiêu hao nguyên lực, hai tay liên tiếp bấm niệm thần chú, nguyên anh hóa thành một đạo huyết quang biến mất tại chỗ, định liên tiếp sử dụng thuấn di chạy thoát. Lúc này, Hàn Lập đang ở cách đó hơn 40 trượng, thấy vậy không khỏi phát ra một tiếng hừ nhẹ. Trong mắt hắn hiện lên một vết máu mờ nhạt, lập tức khắc quang lóe ra, một con mắt đen thui lặng yên xuất hiện. Đó chính là phá diệt pháp mục mà Hàn Lập luôn luôn bồi luyện trong cơ thể. Con mắt này vừa xuất hiện lập tức trong mắt hắc quang lóe sáng, một đạo ô quang bắn thẳng vào hư không mất dạng. Nhưng ngay lập tức, phía trước truyền đến một tiếng sấm rền bạo liệt. Tiếp theo hắc quang chợt lóe, một cái nguyên anh từ trong hư không xuất hiện, dường như thuấn di đang thi triển một nửa đã bị đánh văng ra. Nguyên anh này vẻ mặt hiện lên sự kinh hoàng, tựa hồ không dám tin việc Hàn Lập có thể phá được thần thông thuấn di của mình. Sắc mặt nó thay đổi một lượt, bỗng nhiên cắn rắn một cái, tay lại bấm pháp quyết niệm thần chú. Hàn Lập nhướng mày một cái, thần sắc thêm âm trầm, trong pháp mục lại bắn ra một đạo hắc quang, hai cánh sau lưng lại chớp động hóa thành một đạo hồ quang tiêu thất. Sau đó, Nguyên Anh lại bị ô quang bước ra từ trong hư không, thân ảnh hàn lập lại hiện lên phía sau Nguyên Anh hơn 10 trường. Nguyên Anh thấy vậy kinh hãi, liền khoát tay, mấy đạo lục ti hướng hàn lập bắn nhanh mà đến. Hàn lập cũng đưa tay ra, mấy đạo hỏa ti theo đó bắn ra, song phương vừa tiếp xúc liền phát ra tiếng nổ. Đùng, lúc này, lục ti hiện nguyên hình là vài cây phi châm màu xanh biếc mảnh như tơ. Nguyên Anh lại muốn nhân cơ hội này độn quang chạy thoát. Nhưng Hàn Lập lúc này đã sớm phòng bị, mặt không đổi hướng tay áo lên, một đạo kim mang hình tia chớp bắn ra, nhoáng lên một cái liền biến mất vô ảnh vô tung. Một khắc sau, một tiếng sét rất nhỏ từ phương xa truyền đến, Nguyên Anh của Âm La tông tông chủ hét thảm một tiếng, hai tay ôm ngực, mấy thanh tiểu kiếm màu vàng đã cắm vào trên đó nhưng không hề xuyên qua mà chỉ cắm vào phân nửa. Nhưng từ trên thân tiểu kiếm này phát ra hồ quang tạo thành kết giới bao vây Nguyên Anh vào giữa. Công pháp chủ tu của vị âm la tông tông chủ này hiển nhiên là một loại ma công, bị kim mang bổ chúng thì toàn thân hắc quang chấp động, trên mặt nguyên anh toát lên vẻ thống khổ. Hàn lập mục quang chợt lóe, thân hình nhoáng lên một cái, nhân ảnh liền xuất hiện như quỷ mị trên đầu nguyên anh. Không nói một lời, hai tay trà sát vào nhau, một đạo kim quang từ song trưởng thoát ra tạo thành tiếng nổ kinh người. Đạo hữu chậm đã, ta có lời muốn nói. Nguyên anh phía dưới thấy vậy, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, kêu lớn một tiếng. Hàn mỗ cũng không có hứng thú nghe gì cả. Hàn lập tựa hồ như không để ý, động tác không chút đình trệ, một tay giơ lên, kim quang hóa thành một con mãng xả phách xuống. Âm la tông tông chủ thật sự hoảng sợ, tuy rằng thân thể Nguyên Anh đã sớm bị thương nhưng tất nhiên sẽ không khoanh tay chờ chết, linh quang lại lóe lên trên người, dường như đang thi triển một loại bí thuật nào đó, định liều chết. Đúng lúc này, bỗng nhiên Nguyên Anh thấy không chung cách sườn một trượng có một chung thanh thi từ trong hư không quỷ dị bắn ra, xuất kỳ bất ý làm cho Nguyên Anh không kịp đề phòng. Trên đầu một cỗ thanh quang chấp động, một cái tiểu đỉnh vô thanh vô tức hiện lên. Đúng là hư thiên bảo đỉnh, phòng đại tu sĩ kinh hãi, bị thanh thi này bó buộc lại, đồng thời pháp quyết trong cơ thể đột nhiên mất linh làm cho tâm hắn trầm hẳn xuống. Mắt thấy không thể né tránh được, kim mãng vừa tới liền há to mồm ra, định đem kim mãng nuốt vào. Trên mặt Nguyên Anh chợt hiện lên một màu vàng đất, ngay tại khi hắn định liều chết thì Nguyên Anh lại bình yên vô sự, ngược lại phía sau truyền đến thanh âm bạo liệt hắn không khỏi ngạc nhiên mở hai mắt ra trong lòng nhảy dựng bởi vì hàn lập không biết từ khi nào đã đến gần trước mặt hắn trong gang tấc nhàn nhạt đánh giá hắn ngươi vị âm la tông tông chủ trong lòng vừa động định mở miệng nói cái gì đó nhưng hàn lập sắc mặt không đổi từ ngón tay bắn ra mấy đạo ngân quang mất dạng vào trong thân thể nguyên anh bất hảo âm la tông tông chủ tất nhiên biết có chuyện nhưng không chờ hắn có ý niệm khác trong đầu thì hai mắt liền tối sầm ngã ra hôn mê bất tỉnh. Mà Hàn Lập một tay vừa lật chuyển, một đám phù triện cấm chế bay ra, tay áo vừa run lên đem Nguyên Anh đang bất tỉnh nhân sự dán đầy người sau đó lại nhìn tiểu đỉnh trong không chung một cái. Nhất thời trong hư thiên đỉnh một trận thanh minh phát ra, đám thanh ti liền quay trở về mang theo cả Nguyên Anh thu vào trong. Hàn Lập lúc này thần sắc mới buông lỏng, hướng mắt xem xét ngũ ma cùng tam thi bên kia. Giờ phút này ngũ ma đang dựa vào uy lực của ma diếm cực hàn gắt gao bao vây tam thi vào trong, hơn nữa, khi hắn nhìn lại thì ngũ ma đồng thời quay một vòng biến ảo thành đầu quỷ, sau khi gào thét một tiếng đều vọt vào trong biển lửa ngũ sắc, hướng tam thi đang cử động chậm chạp lao tới. Hàn lập mỉm cười, đem các loại bảo vật trong không trung bất kể địch ta tất cả thu lại sau đó hướng nhân hình khôi lỗi với một cái rồi tay cầm tiểu đỉnh hướng một đỉnh núi hẻo lánh rơi xuống. Nhân hình khôi lỗi thân hình nhoáng lên một cái, đờ đẫn theo sát sau lưng hắn. Ngay khi ngũ ma đang chiếm thế thượng phong, thân hình hàn lập lại hiện ra, từ chân núi từ từ bay tới, hư thiên đỉnh lúc trước đã không thấy đâu hàn lập nhìn thấy ngũ ma đã cắn nuốt tam thi được bảy tám phần liền lẳng lặng đứng xem ngũ ma tiến công đến cuối cuộc chiến mặt hiện lên vẻ trầm ngâm ngươi thật sự đã quyết định đúng phải tự thân đánh vào âm la tông một chuyến mới được thanh âm đồng tử lại truyền đến vẫn chưa nói cái gì đánh hay không đánh nhưng theo những tin tức lấy được từ việc siêu hồn chỉ cần tránh đi vài loại cấm chế âm la tông đối với ta mà nói cũng chẳng có chuyện gì nguy hiểm hơn nữa hiện nay âm la tông bên trong tông môn chỉ có năm sáu trưởng lão tỏa chấn còn những người khác đều ra ngoài ứng phó với các thế lực khác nhân cơ hội này trước tiên đem các trưởng lão tại tổng đàn giải quyết hết giáo sau đó sẽ ra tay với những tên còn lại thông qua việc siêu hồn tuy rằng không thể xác định chính xác hành tung của các trưởng lão nhưng vị trí đại khái vẫn có thể đoán được sẽ không để cho dư đảng của âm la tông liên kết với nhau đối phó ta hàn lập thanh âm bình tĩnh trả lời Hàn Đạo Hữu đã có thể nắm chắc như vậy là tốt nhất, chẳng qua, Đạo Hữu bây giờ chỉ muốn đoạt Quỷ La Phiên hay vẫn muốn làm cho Âm La Tông suy sụp. Đồng tử chuyển đề tài, thế nhưng vẫn hỏi. Hàn Lập nghe vậy thì trầm ngâm một chút, sau đó mới cười lạnh nói, trong lòng ta suy nghĩ như thế nào cũng không còn ý nghĩa nữa rồi. Đã không có đại tu sĩ tỏa trấn thì còn lại 6 7 tên nguyên anh trưởng lão, thiên chế Đạo Hữu còn cho rằng Âm La Tông còn có thể bảo trì được địa vị thập đại tông môn nữa sao? Chỉ sợ đến lúc đó bỏ đá xuống giếng chính là cầu gia, tự mình tìm đến sinh chuyện, còn cần ta động tay động chân nữa sao? Chương 1230, Lôi chấn tử. Lời này của ngươi cũng có đạo lý, Âm La tông hẳn nhiên theo ma đạo, kết cửu gia tất nhiên đếm đỏ mắt không hết, nếu không, vị Âm La tông tông chủ cũng sẽ không xuất hiện tại đây, đồng tử cười nói ra vẻ đồng ý. Hàn Lập ảm đạm cười, lật tay, trong lòng xuất hiện thêm một viên cầu đen thui. Nhìn vật ấy, hắn trầm ngâm không nói gì, nhưng sau một lúc, hắn vỗ một tay vào túi chữ vật, một cái mộc hạp màu vàng bị lấy ra. Thổi nhẹ một cái, nắp hộp liền tự hành mở ra. Bên trong lộ ra một khỏa khác có chút tương tự, chỉ có điều lại là một hỏa viên cầu, mặt trên được dán vô số phù triện, đúng là bảo vật là Hàn Lập đoạt được trong tay tên ma cư tăng nhân tại huyền ngọc động của tiểu cực cung. Hàn Lập đem viên cầu màu đen đặt vào trong hộp gỗ, cẩn thận đánh giá một phen, chỉ thấy hắc viên cầu kia thoạt nhìn bộ dáng ảm đạm không chút thu hút nhưng khi nhìn kỹ thì thấy mặt ngoài viên cầu có các ký hiệu huyền ảo ẩn hiện, đồng thời khi dùng thần niệm đảo qua liền phát hiện trong lòng nó có một đoàn hắc vụ quay cuồng không ngừng, dường như ẩn chứa một lượng ma khí tinh thuần cực kỳ đáng sợ. Hàn Lập nhìn một lúc lâu, ánh mắt mới từ trên hắc viên cầu rời đi chuyển sang viên cầu màu xích hồng bên cạnh, bên trong đồng dạng cũng ẩn chứa hỏa linh lực kinh người. Hắn sờ sờ cầm, trên mặt tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đó. Thật không nghĩ tới người ở nhân giới này cũng có người luyện chế ra Lôi Chấn Tử, cũng không biết rằng bí pháp là do các thượng cổ tu sĩ của các người nghĩ ra hay do linh giới lén đưa đến, nếu mà trường hợp trước đúng thì cũng không sao, nhưng nếu là trường hợp sau thì người này tâm địa thật bất lương a, à, trong tay Hàn Lập lại truyền đến tiếng thở dài của đồng tử. Lôi Chấn Tử, vật này là của linh giới, nhưng dựa vào thông tin có được sau khi siêu hồn thì vật này tựa hồ có tên gọi là Diệt Tiên Châu, uy lực của nó rất lớn chính là tu sĩ hóa thần kỳ mà bị đánh chúng cũng vô pháp toàn thân lành lặn, Hàn Lập nói có chút kinh ngạc. Ngoại hình thì có chút khác biệt nhưng bản chất đúng là lôi chấn tử, chẳng qua hai khỏa trong tay người quá mức thô thiển, trong lôi chấn tử thì cũng là loại thứ phẩm, diệt tiên châu. Ở nhân giới thì xương hô vậy cũng được rồi, đồng tử không chút do dự khẳng định nói. Đây là pháp khí của linh giới tu sĩ sao? Hàn Lập nhướng mày hỏi. Tu sĩ đương nhiên có thể sử dụng vật ấy, chỉ có điều thứ này ban đầu không phải luyện chế ra cho phàm nhân sử dụng, nhưng sao lại được tu sĩ truyền lưu mà tại linh giới cũng không có nhiều lắm chỉ cần ít pháp lực là phàm nhân có thể sử dụng một lượng lớn uy lực của bảo vật nhưng bởi vì quy trình luyện chế không đổi uy lực của chúng lại lớn nên rất ít tu sĩ luyện chế mà phương pháp luyện chế cũng rất ít người biết tối thiểu là lão phu cũng không biết đồng từ liên giải thích phàm nhân cũng có khả năng sử dụng tu sĩ linh giới vì sao phải luyện chế loại đồ vật này hàn lập nghe ra có chút kỳ quái không khỏi tò mò hỏi hiện nay mà nói cũng không ích gì đợi người phi thăng lên linh giới thì tất nhiên sẽ rõ đồng tử nói ra một câu có chút hàm hồ hàn lập tuy rằng trong lòng kinh ngạc nhưng nếu việc này liên quan giới linh giới thì tự nhiên cùng hắn cũng không có nhiều quan hệ lúc này không nói gì nữa mà đóng nắp hộp gỗ lại cất hai viên cầu đi trong tay có thêm hai kiện bảo vật uy lực lớn tất nhiên là chuyện tốt nói không chừng sau này còn có cơ hội sử dụng lúc này các quỷ đầu do ngũ ma hóa thành đã đem tam thi đánh lăn lộn trên mặt đất cho dù tam thi có tu vi nguyên anh trung kỳ nhưng dưới tình huống di động chậm chạp thì cũng không có sức phản kháng chỉ có thể bị ngũ ma thôn vệ thân thể từng chút từng chút cắn nuốt thi khí bên trong thân thể bọn chúng thấy điều này hàn lập tất nhiên biết số phận tam thi đã được định đoạt lúc này tâm niệm quay lại cẩn thận cân nhắc kế hoạch lẻn vào âm la tông lấy thần thông của hắn mà nói lại biết trước các loại cấm chế của âm la tông thì việc lẻn vào dễ như trở bàn tay vậy nửa năm sau toàn bộ tu chân giới đại tấn đều chấn động xôn xao chỉ ngắn ngủi nửa năm mà âm la tông tông chủ cùng bảy tám trưởng lão cấp nguyên anh lần lượt mất tích mà trong bí địa của tông môn các nguyên thần đăng cũng đã hoàn toàn tắt lịm điều này cho thấy những người này đều đã chết càng kỳ dị là ngoài các tu sĩ của âm la tông bị giết bên ngoài nhưng càng nhiều hơn là ở nội môn âm la tông rất nhiều người mất tích phảng phất như có địch nhân tiềm nhập vào trong tông môn hơn nữa đối với các nhân vật cấp trưởng lão lại hạ độc thủ từng người một Tuy rằng các vị cao tầng vào thời điểm vị trưởng lão đầu tiên ngộ nạn đã truy xét kỹ càng trong ngoài tông môn, cũng đem các loại cấm chế thi triển ra nhưng một chút hiệu quả cũng không có, vẫn tiếp tục một gã trưởng lão khác gặp chuyện không may, làm cho người trong cao tầng Âm La tông đều cảm thấy bất an, thậm chí lúc sau không thể không thu xếp vài tên ở chung một phòng, một tất cũng không dám lơ là. Sự tình lúc này mới ổn định được chút ít, nhưng đến lượt các vị trưởng lão đang ở bên ngoài ngộ nạn, điều này làm cho các tu sĩ của Âm La tông cấp độ nguyên anh đều không khỏi cảm thấy Vừa sợ vừa tức nhưng đành bó tay. Chương 1231, lôi chấn tử tiếp theo. Ngắn ngủi chỉ trong nửa năm, trưởng lão cấp độ nguyên anh của Âm La Tông đã tổn thất hơn phân nửa, cơ hồ mỗi tháng đều có một vị nguyên anh tu sĩ ngã xuống. Hơn nữa Âm La Tông tông chủ cũng đồng dạng mất tích làm cho thực lực của Âm La Tông đã suy yếu hơn phân nửa. Việc này chỉ ngừng khi triệu hồi tất cả các vị trưởng lão quay lại tông môn liên thủ ứng phó nhưng cũng làm cho cao tầng Âm La Tông cảm thấy cực kỳ bất an, chỉ biết thở dài một hơi bởi vì sự kiện này quá mức ẩm ý nên cho dù âm la tông liều mạng ém nhẹm xuống nhưng vẫn không tránh khỏi thông tin bị lộ ra ngoài kể từ đó vốn các tông môn bằng mặt nhưng không bằng lòng bắt đầu kiềm chế không được đều phái ra số lượng lớn tu sĩ xông vào địa bàn của âm la tông bắt đầu quá trình xâm lược còn các vị trưởng lão của âm la tông thì liều mạng tập trung lực lượng phản kích nhưng những người còn tỉnh táo thì đều nhận ra âm la tông đã không thể duy trì được nữa rồi dù sao tại thời kỳ hoàng kim Âm La Tông đã đắc tội với rất nhiều tông môn khác nên với xu thế hiện tại, người bỏ đá xuống giếng tất nhiên không ít. Các thế lực phụ cận với Âm La Tông thì vô luận là chính ma tông môn đều tăng cường hoạt động. Tại một phiến núi hoang vu, có hơn 10 tu sĩ đang tập trung lại, phân chia thành hai phái rõ ràng, đứng ở giữa có hai gã thiếu niên, một người chỉ huy một thanh phi kiếm màu xanh còn người kia thì sử dụng thanh phi dao màu đỏ lửa tranh đấu. Thế công của hai người va chạm vào nhau té lửa đồng thời phát ra tiếng gầm rú, mà các tu sĩ đang quan chiến thì trên mặt đều mang vẻ hưng phấn, khe khẽ trao đổi với nhau không ngừng. Tất cả những người này đều là những nam nữ tu sĩ trẻ tuổi, đều có tu vi luyện khí kỳ, ngay cả một người trúc cơ kỳ cũng không có, nhưng theo trang phục của họ thì có lẽ là đệ tử cấp thấp của một thế gia hoặc tông môn nho nhỏ phụ cận, nhưng chẳng biết tại sao lại tụ tập đến đây tranh đấu. Thanh sắc phi kiếm cùng hỏa hồng phi đao tranh đấu với nhau một lúc, sau đó thanh quang tựa hồ chiếm thế thượng phong, dần dần áp chế hỏa quang lui lại chật chật thanh linh kiếm này uy lực thật không nhỏ xem ra lần này lâm sư huynh lại thắng rồi một cô gái xinh đẹp thấy vậy thản nhiên cười hướng một thiếu niên bên cạnh nói hư cái này thì tính là gì nếu không phải hắn xuất thân từ lâm ra thì làm sao tu vi mới ở luyện khí kỳ mà đã sở hữu một thanh trung giai linh khí nhờ thế khi giao thủ chiếm tiện nghi không nhỏ nếu ta mà có một kiện trung giai linh khí như thế thì tuyệt đối sẽ không bại dưới tay hắn nghe được lời này thiếu niên trong lòng cảm thấy không thoải mái lầm bầm vài tiếng chỉ là thanh âm của thiếu niên cực kỳ nhỏ tựa hồ sợ người khác nghe được cô gái nghe những lời này thì khanh khách cười tuy tuổi tác còn nhỏ nhưng đã phát ra vài phần mỹ ý nhưng chưa chờ cô gái nói gì thì thiếu niên ánh mặt vô ý đảo qua không trung bỗng nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi làm sao vậy thanh âm của cô gái có chút kinh nghi cũng quay lại nhìn phía xa trên gương mặt xinh đẹp của cô cũng đồng dạng phát ra biểu tình chấn động chỉ thấy trách đó không xa lại có thêm một bóng người hư không xuất hiện Nhân ảnh này thật sự kỳ quái, tuy rõ ràng là một gã nam tử nhưng sau lưng lại có một đôi cánh lớn, trên mặt của đôi cánh còn có hồ quang xanh trắng chấp động không ngừng, nhưng lại không hề phát ra âm thanh gì. Các đề dài tu sĩ đang đứng bên dưới thế mà không một ai phát hiện sự tồn tại của người này. Nếu không phải thiếu niên kia vô ý nhìn qua hướng này chỉ sợ vẫn không ai biết gì. Mà nam tử này đang để hai tay sau lưng, đứng cách cô gái không xa, chỉ ngẩng đầu nhìn lại, tựa hồ đang xem xét đồ vật gì đó nhưng bốn phía đều bị bạch vân bao phủ, ngoài ra thì trống rỗng, căn bản không có vật gì khác tồn tại. Đây là cái gì, chẳng lẽ là cao giai yêu thú? Cô gái này xuất thân từ một tu tiên tiểu thế gia, cũng đã từng xem qua một ít điển tịch, tất nhiên biết sự biến hóa của yêu thú, sắc mặt trắng bạch thất thanh nói: "Không có khả năng, hoặc Châu chúng ta mặc dù hẻo lánh nhưng cũng không thể có cao giai yêu thú hiện thân, hơn phân nửa là một vị tiền bối nào đó." Thiếu niên kia trợn mắt há hốc mồm, thế nhưng rất nhanh đã đưa ra đáp án chính xác thật sự là không tệ. Nói cũng kỳ quái, khoảng cách song phương rõ ràng khá xa thế nhưng tên nam tử lưng đeo cánh kia tựa hồ nghe thấy họ trò chuyện, đột nhiên quay đầu lại nhìn bọn họ. Đúng lúc này ánh mắt hai người giao nhau, kết quả là đôi thanh thiếu niên vừa thấy được khuôn mặt của đối phương thì thần sắc hoảng sợ. Đây cũng không phải vì khuôn mặt đối phương khiến người ta sợ hãi. Nói thật thì người này ngoại trừ đôi mắt trong suốt cực kỳ, thế nào cũng chỉ là một gã thanh niên tướng mạo bình thường mà thôi, nhưng làm cho hai người sợ hãi chính là trên mặt thanh niên này lại nhiều ra một con mắt đen thui nữa, con mắt này thần sắc đờ đẫn, không chút biểu tình làm cho người ta vừa nhìn thấy đã phát lạnh. Chương 1232, ngoài ý muốn. Đây là chuyện gì, chẳng lẽ người này thật sự là cao gia yêu thú biến hóa thành? Nếu không thì loài người làm sao mà có thể sinh ra con mắt thứ ba chứ? Điều này cho thiếu niên và thiếu nữ cả kinh, không kìm nổi lòng liền suy nghĩ như vậy khi hai người bọn họ chuẩn bị quay ra mấy vị đồng môn nhắc nhở một hai câu. Trên không trung vị thanh niên quay đầu lại, từ trong con mắt thứ ba một đạo ô quang bắn ra, rồi chợt lóe lên không còn thấy bóng dáng. Lập tức ở khoảng không gần đấy vang lên một tiếng ầm ầm, bạch quang chợt lóe, một đạo nhân ảnh từ trong hư không quỷ dị hiện ra chỉ cách người thanh niên kia có 10 trượng. Nhìn kỹ người này đúng là một vị lão giả khoảng hơn 60 tuổi, trên đầu tóc bối theo hình tam giác, hai chân để trần với một khuôn mặt giống như mặt ngựa thật dài, trông rất là kỳ quái. Nhưng ngay khi lão già này vừa xuất hiện, lập tức không nói lời, mà vung một tay lê, N hướng tới phía đối phương chụp tới một cái. Trên đỉnh đầu người thanh niên, không gian ba động, liền xuất hiện một cái bàn tay màu vàng nhạt thật lớn, nhanh như thiểm điện hướng phía dưới chụp tới. Nhưng người thanh niên này dường như đã có dự tính trước, hai cánh sau lưng vừa động. Thân hình ngay tại chỗ biến thành một đạo ánh sáng biến mất. Sau đó một khắc lại xuất hiện ở một chỗ gần đó với sắc mặt âm trầm nghiêm trọng, phong lão quái người truy đuổi theo ta đã hơn một tháng người cũng biết rõ ràng là không thể nào bắt giữ được hàn mố vậy thì vì sao mà cứ đuổi theo mãi rút cuộc là muốn gì hai hàng lông mày của người thanh niên nhíu lại hét lớn lên một tiếng âm thanh phảng phất giống như một tiếng nổ khiến cả khu vực không trung xung quanh rung động không ngừng phía dưới đang đứng xem cuộc chiến vốn là một đám đê dai tu sĩ không kịp đề phòng liền kinh hãi hướng nhìn lên trên không trung hai lỗ tai kêu lên ù ù rồi cả đám nhao nhao đứng không vững liền ngã quỵ trên mặt đất còn tu vi thấp kém hơn nữa thì ngã ra trực tiếp hôn mê bất tỉnh chỉ có một số ít có pháp khí hộ thân và có tu vi cao hơn là đám luyện khí kỳ tu sĩ là còn có thể duy trì được sự tỉnh táo nhưng toàn thân bọn họ như dã rời mệt mỏi không cách nào đứng dậy được chỉ còn cách miến cưỡng ngước nhìn các vị cao nhân tiền bối trên không trung với sắc mặt trắng bệch những vị tu sĩ còn tỉnh táo này tất nhiên bao gồm cả người đầu tiên phát hiện ra dị dạng trên không trung bọn họ cùng với những vị đồng môn tu sĩ khác đồng loạt âm thầm kêu khổ không ngừng nếu là lúc bình thường bọn họ có thể gặp được một vị cao giai tu sĩ thì đó chính là cơ duyên trời cho muốn cầu còn không được nhưng mà hiện giờ gặp phải hai tên cao giai tu sĩ đang tranh đấu lẫn nhau thì tình hình hoàn toàn trái ngược giống như là tai vạ đang đổ xuống đầu họ vậy tất cả bọn họ đều lộ vẻ kinh hoàng và hoảng sợ bắt nguồn từ đấu pháp đáng sợ của cao giai tu sĩ Mặc dù bọn họ không tận mắt nhìn thấy nhưng từ trong miệng của trưởng bối tông môn kể lại thì đã được nghe rất nhiều lần. Không kể là ai sau khi kể chuyện xong đều luôn cẩn thận dặn dò bọn họ, một khi gặp chuyện này, phải chạy trốn thật xa, càng xa càng tốt. Một khi uy năng cao dài tu sĩ đánh nhau lan đến gần thì bọn họ chỉ có con đường chết mà thôi. Mà trong mắt cao dài tu sĩ, đám đề giai luyện khí kỳ tu sĩ bọn họ không khác gì một con kiến. Vì vậy sẽ không bận tâm tới sự tồn tại của bọn họ. Hừ, Ngươi giết người khác thì không sao, nhưng ngươi lại dám ngay trước mặt giết hậu nhân của phong mỗ ta thì làm sao ta lại dễ dàng bỏ qua như vậy chứ? Thật không thể tin được ngươi chỉ mới là một tên nguyên anh kỳ tu sĩ nhưng mà có thể kiên trì dưới sự truy đuổi lão phu lâu như vậy. Hơn nữa lại làm cho thọ mệnh của lão phu giảm bớt đi hơn 10 năm thọ nguyên. Vì vậy ta muốn giết ngươi đền tội, lão giả mặt ngựa với vẻ mặt đầy sát khí nói, tiếp theo tay chỉ ra xa đại thủ trong suốt màu vàng nhạt nọ xoay tròn một cái hóa thành một đạo hoàng quang hướng tới hàn lập đập xuống. Hai cánh sau lưng của người thanh niên lại chấp động một lần nữa biến mất tại chỗ, rồi lại xuất hiện ở một nơi cách đó 20 trượng, chân mày của hắn nhăn lại lộ vẻ buồn bực. Người thanh niên này chính là người vừa mới đại náo âm la tông một trận hàn lập. Nhưng ở phía đối diện là lão giả mặt ngựa, ở chỗ chém giết tên trưởng lão âm la tông cuối cùng hàn lập không may gặp phải, khiến hắn phải rước lấy phiền toái như bây giờ. Người này đúng là có quan hệ sâu xa với tên Âm La tông trưởng lão kia. Hơn nữa lại là một vị hóa thần kỳ tu sĩ. Nghĩ tới việc này Hàn Lập chính mình cũng thấy hối hận. Lúc đó thần xui quỷ khiến thế nào lại xuất hiện ra người này. Lúc đó nếu như tìm kiếm mấy gã Âm La tông trưởng lão khác để đoạt quỷ La Phiên thì đã hoàn toàn có thể tránh được chuyện này rồi. Nhớ lại, lúc ấy vị phong lão quái này lại đi cùng với vị Âm La tông trưởng lão nọ. Hơn nữa hắn lại chỉ hiền lộ tu vi ra chỉ là nguyên anh sơ kỳ mà thôi hắn âm thầm quan sát cũng không thấy có gì bất ổn. Cho nên cũng không để người này trong lòng, mà chỉ âm thầm lôi kéo vị âm la tông trưởng lão kia dẫn dắt ra ngoài để giết. Đột nhiên có chuyện ngoài ý muốn là lão giả mặt ngựa này lại chạy tới chỗ đánh nhau đó và cũng kịp thấy hắn dùng một kiếm giết vị âm la tông trưởng lão kia. Vì vậy, lão giả mặt ngựa này nhất thời nổi giận hiển lộ ra một thân tu vi hóa thần kỳ kinh người. Rồi bị hắn truy đuổi tới đây, nếu không phải hàn lập có được phong lôi xí cùng với tật phong cửu biến thật sự kỳ diệu, có thể xuất kỳ bất ý thì hắn đã bị vị hóa thần kỳ tu sĩ này giết chết. Nhưng chóc lòng hắn thực sự đã bị dọa cho sợ mất mật. Cho nên không chút do dự thi triển phong lôi độn mà chạy trốn. Nếu dựa theo những tính toán ban đầu thì nếu như âm la tông cho triệu hồi tất cả các vị trưởng lão về tông nội thì nói không chừng có lẽ hắn còn ẩn núp ở khu vực gần đấy của âm la tông thêm vài tháng nữa để tìm xem có hay không cơ hội ra tay tiếp nhưng hiện tại lại xảy ra việc ngoài ý muốn là đụng tới một vị hóa thần tu sĩ nên hắn tự nhiên lập tức từ bỏ suy tính này mà chạy trốn việc này cũng cấp cho âm la tông một con đường sống nhưng tình hình hiện tại thì chỉ có vị hóa thần tu sĩ này làm cho hắn cố kỵ việc này cũng làm cho âm la tông vô tình có được cơ hội nghỉ ngơi và phục hồi lại có thể nói đây chuyện bất đắc dĩ nhất mà hàn lập gặp phải có thể thấy vị âm la tông tu sĩ bị giết này dường như có quan hệ rất sâu xa với lão giả mặt ngựa này bởi hắn đã không tiếc tinh nguyên mà truy đuổi tới bây giờ còn không chịu buông tha. Còn hắn thì triển độn thuật so với phong lôi độn thì kém một chút nhưng dù gì cũng là do một vị hóa thần kỳ tu vi thi triển. Mà trên người hắn không biết có bị đối phương thi triển cái gì hay không mà chỉ cần hắn chạy thoát được đối phương một thời gian ngắn tưởng có thể ẩn nấp trốn thoát thì lại bị đối phương chính xác đuổi theo. Hàn Lập vội vàng kiểm tra lại trên người mình vài lần nhưng cũng không thấy phát hiện ra điều gì khác thường. Điều này làm cho Hàn Lập đối với phong lão quái càng thêm sợ hãi vì vậy hắn mới quyết định cùng với đối phương đánh nhau một trận bởi hắn cũng biết rõ đối phương là hóa thần kỳ tu sĩ có thể cấm chế được hắn vì vậy hắn tính toán sẽ sử dụng vạn niên linh dịch để tiêu hao bớt đi pháp lực của đối phương sau đó lại tìm cách chạy trốn đối phương tiếp nhưng qua hơn nửa tháng hàn lập cũng biết phải làm gì nữa bởi không biết trên người của lão giả mặt ngựa này có vạn niên linh dịch hay không mà đã cùng với hắn đi qua rất nhiều châu quận mà vẫn không thoát được một thân thổ linh khí của hắn không chút nào hạ thấp nhưng với thân phận hóa thần kỳ tu sĩ của hắn chuyện có vạn niên linh dịch mà nói thì cũng không kỳ lạ ngược lại hắn mấy lần thiếu chút nữa thì bị đối phương bắt giữ không thể không dung bảo vật sử dụng một chút lại một lần nữa chạy mất trong mấy lần tiếp xúc này hàn lập cũng đã thử qua vài biện pháp nhằm thuyết phục đối phương buông tha cho việc đuổi giết mình bởi đối phương thực sự cũng không phải là âm la tông tu sĩ nên không cần phải lưỡng bại câu thương làm gì mà vị lão giả mặt ngựa này có tên là phong lão quái dường như cảm thấy mình chậm chạp trong việc truy đuổi theo hắn nên có chút thẹn quá hóa giận nên không chịu thương lượng chút nào ngược lại hắn còn dùng các loại ngôn ngữ uy hiếp hàn lập thúc thủ chịu trói hàn lập nghe xong những lời này tự nhiên phẫn nộ không thèm để ý tới cứ như vậy hai người rượt đuổi nhau mấy ngày cuối cùng thì tới nơi này lúc này rút cục hàn lập cũng ngừng chạy và quyết định cùng vị hóa thần tu sĩ này đánh nhau một trận để xem xem khả năng của mình so với hóa thần kỳ tu sĩ tranh lệch như thế nào. Chỉ cần làm cho đối phương hiểu được nếu có thể giết được hắn thì cũng phải hao phí thật nhiều tinh nguyên mới có thể làm được. Để cho đối phương quên đi chuyện muốn giết được hắn, dù sao sau khi quyết định, do hắn phải thường xuyên sử dụng phong lôi xí, nên tịch tà thần lôi lưu trữ bên trong thanh trúc phong vân kiếm thật không có khả năng duy trì lâu dài được thêm, đến lúc đó thực sự là phiền phức. Tất nhiên Hàn Lập cũng không biết, sau khi hiện thân vị phong lão quái này rất bực bội, trong lòng mắng chửi ca thôi và đồng thời cũng cảm thấy rất đau đầu. Hàn Lập là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ nhưng pháp lực lại cao hơn nhiều so với những người cùng giai khác. Nhìn vào mắt đối phương là biết ngay, ca thể nào che giấu được. Nhưng để cho lão giả đau đầu nhất đó chính là phong lôi xí quỷ dị độn thuật của Hàn Lập. Vị phong lão quái này tự cho rằng độn thuật của bản thân cũng không phải chuyện đùa, nhưng với hóa thần kỳ tu sĩ thần thông mà lại không cách nào ngăn chặn được đối phương thậm chí mấy lần tên tiểu bối Nguyên Anh kỳ này ở ngay trước mặt lại để cho hắn ung dung chạy mất. Điều này làm cho lão giả mặt ngựa thực sự có chút xấu hổ khó chịu. Lại nói, vị âm la tông trưởng lão bị giết kia thực sự ra đối với hắn cũng không có bao nhiêu tình cảm, chẳng qua là một cái hậu nhân thế hệ thứ 10. Nhưng với thọ nguyên của hắn thì cũng không thiếu hậu nhân. Nhưng khi tên kia phán đoán trong nội môn có người âm thầm ra tay với các nguyên anh trưởng lão, nghĩ rằng người ra tay chính là một vị hóa thần kỳ tu sĩ nên vội vã chạy tới trước mặt vị tổ tông này kể khổ nhờ hắn che chở bởi vì số lượng người còn biết được sự tồn tại của hắn cũng không nhiều lắm nhất thời nể mặt mũi nên đã mềm lòng đáp ứng cứu giúp vốn hắn còn cho hóa thần tu sĩ ở đại tấn cũng không có mấy người mà bất kể âm la tông làm tức giận vị nào khiến cho người đó đối với âm la tông trưởng lão ra tay chém giết nếu như gặp được mình thì vì nể mặt có lẽ cũng không ra tay đối con cháu của mình vì thế hắn còn cố thi triển một loại độc môn bí thuật lên người con cháu của hắn nếu như là gặp phải mấy vị hóa thần kỳ tu sĩ quen biết thì liếc mắt là nhận ra đồng thời cũng có thể hướng tới mấy vị hóa thần kỳ tu sĩ này hỏi thăm xem vị rút cuộc là vị nào ra tay làm xong hết tất cả những việc này hắn mới dùng bí thuật che giấu hạ thấp tu vi xuống chuẩn bị đưa tên hậu bối này phản hồi tông môn sau đó cũng không hỏi tới việc này nữa còn về phần âm la tông sống chết thế nào hắn cũng không quản lão giả mặt ngựa hoàn toàn không nghĩ tới ngay trên đường đi nhất thời sơ ý lại bị hàn lập ngay trước mặt hắn lại xuất kỳ bất ý ra tay chém chết vị âm la tông trưởng lão kia nếu là những hóa thần tu sĩ khác lão giả mặt ngựa tự biết không nắm chắc phần thắng chỉ có thể nén giận mà thôi dù sao đến cấp bậc này một khi đánh nhau so với việc mất thọ nguyên thì là mất nhiều hơn được nhưng rõ ràng người động thủ là hàn lập lại chỉ có tu vi nguyên anh hậu kỳ Vị này tự mình thân phận bề trên, đồng thời tính tình nóng nảy nên phong lão quái lập tức tức giận. Ra tay giết chết Hàn Lập, nhưng mà độn thuật của Hàn Lập cùng với những thần thông khác vượt xa ngoài suy đoán của hắn. Hắn truy đuổi liên tục gần một tháng mà cũng không thành công, hơn nữa không những hại hắn mất đi mấy năm thọ nguyên mà ngay cả bình nhỏ vạn niên linh dịch vất vả mới đoạt được cũng buộc phải sử dụng hết non nữa. Nếu như mà buông tay không đuổi theo nữa, thì lão giả mặt ngựa cũng không đành lòng, tức khí trong lòng ngực thật sự khó tiêu. Ở phương diện khác, lão thấy Hàn Lập liên tiếp sử dụng mấy kiện bảo vật uy lực thật không nhỏ, cũng không khỏi động lòng tham. chương 1233, gặp lại hướng chi lễ. Hàn Lập thấy đối phương không có ý định bỏ qua trong lòng sinh ra buồn bực. Từ khi hắn tiến dài đến hậu kỳ tới giờ thì hai kiện thông thiên linh bảo vẫn chưa bao giờ hiển lộ ra toàn lực. Hơn nữa sau khi tập hợp đủ 72 thanh phi kiếm thì một khi triển khai đại canh kiếm trận uy lực như thế nào thì hắn cũng chưa biết được nhưng nếu như hóa thần kỳ tu sĩ lọt vào trong đó vậy hơn phân nữa là sẽ không toàn thân thoát ra về điểm này thì hắn có đủ tự tin hơn nữa còn có hai viên diệt tiên châu mà hắn cũng mới vừa biết được lai lịch của nó mặc dù trong lòng đã suy xét cẩn thận nhưng hàn lập bình tĩnh suy xét thêm lần nữa hắn cảm giác được mình có thể cùng với đối phương đánh một trận lúc này một bàn tay cực lớn màu vàng hướng phía hắn chụp tới không hề vận dụng phong lôi xí để né tránh mà hắn chỉ khoát tay một tầng kim quang trói mắt lóe lên bụp một tiếng kiếm quang đem đại thủ đó chém ra làm hai mảnh sau đó mới tán loạn biến mất. Thấy Hàn Lập phản kích, phong lão quái đứng đối diện ngẩn ra, hai mắt không khỏi híp lại. Nói thẳng là lần này đuổi theo Hàn Lập lại thấy hắn ở trong không trung chờ đợi mà không tránh né nữa, điểm này có phần kỳ quái. Cho nên lần công kích vừa rồi chỉ là thử dò xét mà thôi. Lúc này thấy đối phương phản kích hắn liền hiểu ra là vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ này dường như đã bị hắn bước tới đường cùng vì vậy mới thử cùng với hắn chính thức giao thủ một lần. Thân sắc của Phong lão quái biến đổi nhưng trong lòng không giận mà lại vui mừng ra mặt. Nếu đối phương lại tiếp tục bỏ chạy nữa thì chính hắn cũng không mấy tin tưởng mình có nên giảm bớt thọ nguyên để truy đuổi theo nữa hay không nữa. Nếu bây giờ đã quyết định cùng hắn đánh nhau một trận vậy hắn chỉ cần hao tổn một chút tinh nguyên liền có thể đem đối phương hoàn toàn giết đi. Vì vậy chỉ cần kết thúc trận này sẽ không phải cực khổ truy đuổi theo đối phương nữa. Lúc này Phong lão quái thở dài một hơi, không nói lời nào mà chỉ đưa tay ra hướng tới thiên linh cái của mình chạm một cái. Lam quang chợt lóe rồi một khối ngọc bàn hình lục giác hiện ra có kiểu dáng phong cách rất cổ xưa. Ngoài ra còn có ký hiệu phiêu động, nhiều màu sắc trông rất thần bí. Khi bảo vật này hiện ra, lão giả mặt ngựa nhe răng cười lạnh. Hắn đã tính toán kỹ, không muốn hao tốn nhiều thọ nguyên cho nên chỉ cần đánh ra một kích sấm sét sẽ không cần phải cùng đối phương mất nhiều thời gian. Ngoài ra do lúc trước khi truy đuổi Hàn Lập mấy lần muốn đánh, hắn cũng biết thần thông của đối phương không thấp, bảo vật cũng huyền diệu trong lòng cũng không dám coi thường, cho nên khi vừa ra tay là sử dụng ngay bảo vật đắc ý nhất của mình. Chỉ thấy ngọc bàn quay tròn trên không trung rồi đột nhiên vù vù cuồng bạo biến thành một cái ngọc bàn to khoảng một trượng, cái ngọc bàn này hướng tới phía Hàn Lập đứng đối diện mà tới. Chỉ thấy bên trên làm mang mơ hồ như có vật gì đó hiển hiện. Hàn Lập nhìn thấy vậy trong lòng sợ hãi cũng không dám chậm trễ chút nào. Hai tay đồng thời vung lên hơn 10 khẩu phi kiếm màu vàng từ từ đi ra rồi hóa thành 72 khẩu phi kiếm màu vàng dài hơn một thước xoay một vòng trên đỉnh đầu. Hai tay lần nữa bắt quyết, lúc này 72 khẩu phi kiếm nhoáng lên huyễn hóa thành mấy trăm đạo quang mang trông thật là quỷ dị. Những đạo kiếm quang này vũ động một cái lập tức hóa thành từng mảnh kim hà cùng với kiếm minh vang lên không ngừng thanh thế quả thật kinh người. Đứng đối diện, phong lão quái thấy Hàn Lập xuất ra nhiều phi kiếm như thế cũng có chút kinh ngạc nhưng lập tức khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Phi kiếm của ngươi coi như là rất nhiều nhưng làm sao nhiều bằng phi đao của ta. Giờ hãy kiến thức một chút lợi hại vạn nhật bàn của lão phu đi vạn nhận bàn, ánh mắt của Hàn Lập không khỏi nhìn tới cái lục giác ngọc bàn ở phía xa xa. Chỉ thấy bên trong ngọc bàn ký hiệu chợt lé rồi đột nhiên lao ra một cột ánh sáng màu lam to lớn, lập tức tản ra hóa thành mấy đạo lam mang, mỗi đạo lam mang này chấp động vài cái trong nháy mắt hóa thành một khẩu phi đao màu lam chói mắt. Còn từ trong ngọc bàn, chỗ cột ánh sáng màu lam không ngừng phun ra, trong nháy mắt đã tạo thành một đám phi đao dày đặc giống như là một ngọn núi đao phảng phất như vây lấy đầu của lão giả có thể nói ai nhìn thấy màn này cũng đều phải kinh hồn táng đảm. Còn Hàn Lập mặc dù không phải kinh hồn táng đảm, nhưng sắc mặt cũng lập tức đại biến. Vạn nhận bàn này thật đúng với tên của nó, mặc dù không tới một vạn nhưng cũng phải trên ba bốn ngàn khẩu phi đao. Đúng lúc này phong lão quái hướng tới Hàn Lập vung tay áo lên rồi trong miệng phun ra một tiếng chém. Tất cả linh quang trên lam đao lúc này đại phóng hóa thành từng đạo lam mang đao chém thẳng tới Hàn Lập. Do số lượng phi đao rất nhiều như muốn che kín cả ánh sáng ban ngày, nơi nào cũng thấy đao mang giống như là một núi đao màu lam đang hướng tới hàn lập mà đè xuống vậy trên đỉnh đầu của hàn lập kim quang trói sáng mặc dù không nhỏ nhưng so với cả đám phi đao dày đặc kia lại không thể so sánh được tới đi hàn lập hít sâu một hơi thần sắc khôi phục lại như thường đồng thời trong miệng hét to một tiếng nhưng lại không có thúc giục mảng kiếm quang trên đầu mà hai tay lại đan vào nhau từ đó xuất hiện ra một đoàn ánh sáng xanh biếc bên trong bao lấy một cái lục sắc mộc xích đây chính là kiện bát linh xích linh bảo cái thước vuông này vừa ra khỏi tay liền tự hành vũ động thành một đóa bông sen màu bạc to khoảng một thước, được pháp lực cuồng chú đổ vào càng lúc càng lớn. Ánh sáng của bông sen bạc ánh phát ra thật chói mắt. Chỉ trong giây lát bông sen bạc cuồng bạo tăng lên khoảng 10 trượng đem hàn lập bao bọc vào bên trong. Bát Linh Xích, ngươi chính là hàn tiểu tử xuất hiện ở Côn Ngô Sơn. Lão giả mặt ngựa đối diện thấy cái bông sen này liền cả kinh thất thanh la lên, bởi chỉ liếc mắt qua liền biết ngay đây là bát Linh Xích đồng thời tất cả lam đao như núi lớn trên không trung dừng lại mà không tiếp tục công tới phong đạo hữu biết tại hạ hàn lập nhướng mày rồi nhàn nhạt hỏi ngược lại một câu ta không biết ngươi nhưng khi đi chung với hướng lão quỷ hắn đã nói chuyện của ngươi cho ta nghe một lần nghe nói ngươi cùng với linh giới linh lung yêu phi có quen biết nhau lão giả mặt ngựa ánh mắt chấp động không ngừng không biết suy nghĩ cái gì quen biết thì không dám nói nhưng có gặp qua một hai lần hướng lão quỷ có phải ngươi muốn nói đến hướng chi lễ vừa nghe nhắc tên đến người này trên mặt của Hàn Lập có chút kỳ quái hỏi ngược lại. hư trừ hướng lão quỷ ra thì còn ai vào đây chứ? Giờ không bàn đến việc của hướng đạo hiếu, mà ta muốn hỏi ngươi là trước khi Linh Lung Yêu Phi phản hồi Linh Giới có hay không nói qua cho ngươi biết về việc của không gian tiết điểm, ngoài ra có chỉ cho ngươi biết có con đường tắt nào hay không? Lão giả mặt ngựa hít sâu một hơi rồi hỏi, lời này có ý gì? Linh Lung Đạo Hữu không phải đã nói cho hướng huynh và vạn yêu cốc hùng sư biết rồi hay sao? nếu phong đạo hữu là chỗ quen biết cũ với hướng huynh thì sao mà không biết được việc này chứ hàn lập trong lòng cả kinh nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản có ý gì ngươi hà tất phải giả bộ không biết ta đã cẩn thận nghe qua mọi việc diễn ra lúc đó linh lung yêu phi đó cùng với ngươi quan hệ rất thân cận ta không tin là trước khi nàng trở về linh giới mà lại không cho ngươi vật gì đó để chuẩn bị cho những việc sau này chỉ cần ngươi đem những thứ mà yêu phi kia để lại cho ngươi giao ra cho ta thì lão phu sẽ bỏ qua những việc trước đây mà không nhắc tới nữa. Lão giả mặt ngựa căn bản không tin, ngược lại âm trầm hỏi. Khẩu khí của đạo hữu quả thật rất lớn, không bàn tới việc là hàn mỗ có hay không những vật ấy. Phong đạo hữu thực sự cho rằng chỉ dựa vào một kiện vạn nhận bàn là có thể chiếm đoạt được đồ vật của ta sao? Hàn lập không chút khách khí cự tuyệt, hắn cũng không phải là đứa trẻ ba tuổi, đó chỉ là những lời dụ dỗ nếu như thừa nhận có việc này thì trước mắt có thể tránh được một kiếp nhưng sau này nếu bị mấy người hóa thần kỳ khác tới hỏi thăm thì thật sự là phiền toái vô cùng nghe được hàn lập nói như vậy hai mắt của lão giả mặt ngựa hung quang lóe lên lúc này hai tay vừa động khẽ bấm pháp quyết dường như muốn một lần nữa thúc giục núi đao trong lòng của hàn lập căng thẳng cũng liền niệm thần niệm bông sen màu bạc cũng từ từ chuyển động lớn lên mắt thấy đại chiến sắp xảy ra hết sức căng thẳng bỗng nhiên bên tai của phong lão quái và hàn lập lại vang lên một âm thanh phong huynh và tiểu hàn đạo hữu chậm hãy động thủ vừa nghe lời này có chút quen thuộc hàn lập ngẩn ra lập tức thần sắc có chút cổ quái nguyên bản lão giả mặt ngựa kết quyết ở hai tay đã dừng lại trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái nhưng đột nhiên quay đầu về hướng chân trời phía xa nhìn lại đồng thời từ hừ một tiếng ung dung nói hừ hướng lão quỷ lần này ngươi chạy tới cũng còn kịp đó hắc hắc Lão phu cũng chỉ là đúng dịp đi qua vùng phụ cận Châu quận này, rồi lại nhận được tin của Đạo hữu vì vậy liền đi theo vật lưu lại của Đạo hữu mà tới đây. Nhưng lão phu lại không nghĩ ra là lần này Phong Đạo hữu lại đối phó với Hàn Đạo hữu. Việc này làm cho hướng mỗ có chút khó khăn đây. Người kia cười ha ha một tiếng, lập tức từ phía chân trời chợt lóe lên hoàng quang, một đạo kinh hồng nhanh như điện chớp bắn nhanh mà tới. Sau mấy cái chấp động đã phía trên hai người, quang mang chợt tắt, liền hiện ra khuôn mặt già nua của một lão giả nhưng hai mắt nhỏ lộ ra vẻ đưa đẩy còn khuôn mặt lại tươi cười. Đây đúng là vị hướng chi lễ mà Hàn Lập đã từng gặp qua mấy lần. "Hướng sư huynh." Hàn Lập khẽ thở dài, hai tay liền ôm quyền ân cần hỏi thăm một tiếng. "Năm đó khi ta còn ở Thiên Nam Hoàng Phong cốc mấy năm, xưng hô ta một tiếng sư huynh, thật cũng không gì sai." "Bất quá, Hàn sư đệ, lão phu thật không nghĩ tới năm đó ngươi chỉ là luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, mà bây giờ lại có thể tu luyện tới trình độ như vậy." xem ra năm đó hướng mỗ cũng đã nhìn lầm. Kỳ thật năm đó trong côn ngô sơn gặp mặt hướng mỗ đã muốn cùng với hàn sư đệ nói chuyện một chút, nhưng không nghĩ tới lại có nhiều chuyện xảy ra ngoài ý muốn, mà ngay cả nói cũng không nói được một hai câu. Vị hướng chi lễ này lại đối với hàn lập vẻ mặt ôn hòa và vô cùng hiền lành. Tại hạ cũng thật không ngờ lần này gặp lại được hướng sư huynh. Hàn lập cũng chỉ cười khổ một tiếng, phong đạo hữu hãy nể mặt của lão phu, nếu như hàn sư đệ không làm ra chuyện gì là thâm thù đại hận thì hãy bỏ qua những hiểu lầm nhỏ nhặt này được không bất quá người của ngươi ngã xuống thì xem như là ngộ sát đi thực sự không đến mức cùng với hàn sư đệ liều mạng làm chi vạn nhận bàn của ngươi dù sao cũng chỉ là một kiện phỏng chế linh bảo mà thôi so với chân chính linh bảo thì hãy còn kém xa hướng chi lễ sau khi cùng với hàn lập nói chuyện thăm hỏi một chút liền quay qua phong lão quái mỉm cười nói hừ chỉ là một tên nguyên anh kỳ tu sĩ mà thôi coi như có được thông thiên linh bảo thì cũng chỉ có thể phát huy uy lực đến tầng thứ hai, còn muốn thực sự đả thương tới lão phu thì không thể nào. Phong lão quái vẻ mặt không đổi chỉ cười lạnh một tiếng. Chính xác, nếu như chỉ có một kiện linh bảo như đã nói thì hàn sư đệ tự nhiên không phải là đối thủ của phong huynh, nhưng nếu trong tay có hai kiện thông thiên linh bảo cùng với một vài kiện phỏng chế linh bảo thì thế nào? Hướng chi lễ lại mỉm cười tự tin nói, lời này nói ra liền làm cho phong lão sắc mặt quái biến đổi chương 1234, hợp tác, Hàn Lập nghe xong sắc mặt cũng biến đổi, hướng chi lễ làm sao biết được ngoài bát linh xích ra mình còn có hư thiên đỉnh. Tâm niệm vừa chuyển, hắn suy nghĩ một lát liền hiểu ra. Chuyện này có thể là từ tiểu cực cung truyền ra, năm đó Hàn Kỳ đã biết trên người mình có hư thiên đỉnh hơn nữa trước đó đã cùng với một số tu sĩ trong cung nói về chuyện này rồi. Nếu không chắc là vị hướng chi lễ này biết được từ loạn tinh hải, mà đối phương xuất quỷ nhập thần như vậy coi như là đi qua loạn tinh hải cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Trong nháy mắt Hàn Lập suy nghĩ đến vô số khả năng nhưng trên mặt ngược lại vẫn lộ ra vài phần cẩn trọng. Hàn Sư Đệ không cần suy nghĩ nhiều, thông thiên linh bảo đối với tu sĩ bình thường mà nói thì đúng là bảo vật thế gian khó tìm. Nhưng đối với bọn ta là những hóa thần kỳ tu sĩ thì nguyên bổn đã tung hoành ngang dọc nhân giới, dù cho linh bảo thần thông có to lớn đi nữa thì cũng chỉ như là dệt hoa trên gấm mà thôi không cần thiết lắm. Hơn nữa chúng ta, mấy lão già bất tử ở nhân giới sống lâu như vậy trong tay tự nhiên cũng có vài kiện linh bảo nhưng do khi khu xử những linh bảo này hao phí pháp lực quá lớn nhiều khi nguy hiểm tới tính mạng vì vậy không dám tùy tiện sử dụng để tránh dẫn động thiên địa linh khí mà tổn hại đến nguyên khí của chính mình hướng chi lễ dường như nhìn ra sự sợ hãi của hàn lập nên làm như lơ đễnh nói thì ra là thế thật sự là tại hạ suy nghĩ quá nhiều rồi nghe xong những lời này thần sắc của hàn lập bình tĩnh lại Mặc dù hướng trí lễ nói chuyện có vài phần đạo lý nhưng hắn cũng không hoàn toàn tin cả. Nếu có thể dễ dàng có được các loại linh bảo như vậy thì có lẽ không có ai tự mình buông tha chuyện tốt bậc này. Mới vừa rồi vị phong lão quái này nhìn thấy bát linh xích của mình, trong mắt đã lộ ra vẻ tham lam muốn có được ngay. Nhưng mà qua khẩu khí của hướng chi lễ thì đối với mình có vài phần hòa hảo. Không biết là đối phương thấy mình thần thông không thấp hay là có mưu đồ gì khác hay không nữa. Trong lòng hàn lập thầm tiến toán không thôi, hừ, hướng huynh ngươi đây là có ý tứ gì? Vì sao lại muốn bảo vệ cho hàn tiểu tử này? Ngay cả việc hắn có hai kiện linh bảo thì việc ta có hao tổn đi 10 năm thọ nguyên thì cũng quyết giết hắn. Phong lão quái hử lạnh một tiếng có chút không cao hứng. Hao tổn 10 năm hơn thọ nguyên, Phong huynh thật sự là quá coi thường khả năng của hàn sư đệ rồi. Nếu là Phong huynh muốn động thủ thì cũng không có khả năng dễ dàng giết được hàn sư đệ. Nếu muốn vậy thì cũng phải trải qua một phen khổ chiến. Mới đầu cho là hao tổn 10 năm nhưng thực sự có lẽ phải hao tổn tới trăm năm thọ nguyên cũng không chừng. Phong huynh thực sự chỉ vì là một chuyện nhỏ mà phải tiến tới việc hai bên phải lưỡng bại câu thương hay sao? Hướng Chi Lễ lắc đầu, nghiêm sắc mặt, trăm năm thọ nguyên, hướng lão quỷ ngươi như thế nào mà lại xem trọng tiểu tử này như vậy? Lão giả mặt ngựa cả kinh, xoay chuyển ánh mắt lần nữa đánh giá Hàn Lập với vẻ không tin. Vậy càn tiểu tử cùng với Hàn Ly và những người của Âm La Tông gần đây bị mất tích là do ngươi giết phải không? Hướng chi lễ cười khẽ một tiếng hốt nhiên hướng tới Hàn Lập hỏi. Không sai, bọn họ là bị ta giết. Trong mắt của Hàn Lập Hàn Quang chợt lóe, nhưng bình tĩnh dị thường trả lời. Nghe Hàn Lập trả lời như thế, phong lão quái khẽ nhướng mày. Hàn sư đệ, khi ngươi còn ở trong côn ngô sơn thì hẳn là đã gặp qua thần thông của hóa thần tu sĩ. Hiện tại nếu ngươi cùng phong huynh đánh nhau thì ngươi thấy kết quả như thế nào? Hướng chi lễ lại tiếp tục cười hỏi tới. Nếu như thực sự liều mạng mà nói thì đại khái có một phần cơ hội thắng được, ba phần nắm chắc là cùng nhau đồng vu quy tận còn khoảng năm phần là bị trọng thương mà bỏ chạy hàn lập cẩn thận suy nghĩ một chút rồi tự tin nói nghe hàn lập nói câu này hướng chi lễ không khỏi ngẩn ra lập tức cảm thấy tức cười hàn sư đệ ta biết thần thông của ngươi không thấp nhưng nói vậy dường như có chút khuyến đại những cái khác không nói nhưng mà ngươi nói có ba phần cơ hội cùng với phong đạo hữu đồng vu quy tận không biết hàn sư đệ dựa vào đâu mà dám nói như vậy phong lão quái vừa nghe hàn lập với khẩu khí như vậy cũng chỉ cười lạnh không nói hàn lập nhàn nhạt nhìn hướng chi lễ bàn tay vừa lật trong tay xuất hiện ra một viên cầu màu đỏ đậm viên cầu này ở trong lòng bàn tay chậm rãi xoay tròn diệt tiên châu không hổ là hóa thần tu sĩ hai người này đều đồng thời nhận ra bảo vật này sắc mặt của phong lão quái thì càng trở nên khó coi hơn hàn lập lại không nói gì thêm mà tay kia vừa động lại xuất hiện ra thêm một viên cầu giống vậy trong lòng bàn tay lần này ngay cả bàn tay đang vuốt râu của hướng chi lễ cũng dừng lại thật sự là rất ngạc nhiên hàn mỗ trong lúc vô tình mà có được vài viên diệt tiên châu nếu phong đạo hiếu thực sự ép tại hạ tới đường cùng đánh nhau sống chết thì việc cùng với người đồng vu quy tận ta cũng có vài phần nắm chắc hàn lập chấn định lại nói theo sau đó thanh quang trong tay chợt lóe rồi hai viên cầu biến mất không thấy còn phong lão quái cùng với hướng chi lễ ánh mắt lộ ra vài phần tham lam lại có vài phần kinh nghi từ trong ánh mắt lộ ra vài phần kinh nghi trong thế gian này có thể làm cho hóa thần kỳ tu sĩ e ngại cũng chỉ có một hai loại mà thôi. Mà diệt tiên châu này chính là một hai ba thứ đó. Nếu như bọn họ không đề phòng thì lúc tiếp cận sẽ dễ dàng bị nguy hiểm tới bản thân mà không hay biết. Hiện tại nếu như trong tay Hàn Lập có được bốn năm viên như vậy thì việc hắn nói cùng bọn họ đồng vu quy tận là chuyện có thể chứ không phải là nói quá lời. Không nghĩ ra Hàn Sư Đệ còn có được trọng bảo bậc này. Nhưng mà giờ có lão phu ở đây thì phong đạo hữu cũng không nên tính toán đến những việc trước đây nữa đi. Mấy viên diệt tiên châu này có lẽ không cần phải dùng tới nữa rồi. Thần thông của hàn sư đệ thực sự cao hơn nhiều so với tu sĩ bình thường. Nếu cùng chúng ta ngang hàng tương giao thì cũng không có bôi nhỏ thanh danh của chúng ta. Phong huynh, người thấy thế nào? Hướng lão nhẹn miệng cười hướng tới phong lão quái nói. Hừ, tùy theo định đoạt của hướng huynh đi nhưng sau khi xong việc này thì ta cũng rất muốn biết chi tiết đến những chuyện quan trọng liên quan của tiết điểm không gian. Thân sắc của lão giả mặt ngựa có thay đổi chút ít so với trước nhưng vẫn không cam lòng trả lời. Ha ha, kỳ thật phong huynh không nhắc tới việc này thì hướng mẫu cũng sẽ nói ra. Giờ hàn sư để ngươi không cần phải phủ nhận việc gì cả, lúc này ngươi cũng đã tính toán làm thế nào để đột phá hóa thần rồi. Sau đó còn phải tính toán để làm sao có thể thông qua không gian tiết điểm để đi lên tiên giới nữa như thế không bằng đã nói chúng ta mấy người nên hợp tác lại với nhau một lần xem coi thế nào. Hướng chi lễ cười ha hả nói ra, hợp tác, hàn lập ngẩn ra, nhưng trong lòng dường như có chút khó hiểu. Không sai, hướng mỗ tin tưởng trong tay sư đệ có thể nắm được một chút tin tức mà bọn ta không biết. Hơn nữa hiện giờ phân nửa thời gian là sư đệ dùng để đột phá hóa thần mà không có bao nhiêu thời gian để đi tìm kiếm vị trí của không gian tiết điểm. Mà không gian tiết điểm một khi tìm thấy thì cả bọn ta đều có thể sử dụng như vậy cùng với bọn ta liên thủ thì việc này sẽ dễ dàng thực hiện hơn mà ai cũng có lợi cả hàn sư để có ý kiến gì không phong lão quái cũng nhìn chăm chú hàn lập không tha như muốn nhìn xem hắn sẽ trả lời như thế nào hàn lập nhướng mày mà không có trả lời mà chỉ do dự suy nghĩ hướng chi lễ ở trên không trôi nổi bất động mỉm cười mà không có vội và thúc ép hàn lập dường như đã dự tính trước như vậy rồi hướng sư huynh nói hợp tác y muốn nói là người cùng với phong đạo hữu hay sao sau khi suy nghĩ một chút Hàn Lập mới mở miệng nói Ngọ hoài hai người chúng ta ra còn có thiên ma tông hồ đạo hiếu Nguyên bổn thái nhất môn bạch đạo hiếu Nhưng hiện hắn đang có chuyện quan trọng cần làm Vì vậy không có khả năng hỗ trợ chúng ta Cho nên ta nói liên thủ ở đây là chỉ có bọn ta ba người mà thôi Hắc hắc hàn sư đệ cũng không nên coi thường mấy lão già bọn ta Ở Đại Tấn bây giờ mà nói trừ vạn yêu cốc xa lão yêu ra Thì cũng chỉ còn mấy người bọn ta những hóa thần kỳ tu sĩ còn sống ở Đại Tấn mà thôi Hướng Chi Lễ mỉm cười giải thích, "Hóa thần tu sĩ sao lại ít như vậy? Ta nghĩ là ở Đại Tấn được cho là thánh địa tu luyện ở nhân giới bây giờ ít ra cũng phải có ít nhất 7, 8 vị chứ." Hàn Lập nghe xong dường như không giống như những gì mình nghĩ nói ra. Trước đây khoảng 3, 400 năm lại có thêm hai vị nhưng mà hai người này thấy đại nạn sắp tới nên cuối cùng đã đánh cược một lần đi tu luyện một loại bí thuật cực kỳ nguy hiểm. Chưa có kết quả gì thì cả hai đã bị nổ tan xác không cách nào cứu chữa nữa. Hướng Chi Lễ nở một nụ cười khổ. Hàn Lập nghe được lời này cũng đồng dạng than nhẹ một tiếng, nhưng lập tức trầm giọng nói. Ta nhớ rõ trước đây là Linh Lung Tiên Tử đã cho đạo hữu biết một số tin tức về không gian tiết điểm, hình như có khoảng chừng 10 chỗ. Chẳng lẽ hướng huynh lâu nay vẫn chưa tìm ra được vị trí của nó hay sao? Đương nhiên không phải, mặc dù đại bộ phận vị trí của không gian tiết điểm không còn tồn tại hoặc là không thể tìm ra được, nhưng mà cuối cùng bọn ta cũng đã tìm ra được ba vị trí có không gian thiết điểm nhưng trong đó có hai nơi căn bản không cách nào tiến tới được bởi ngay lối đi vào không gian có phong bạo cực kỳ mãnh liệt nếu chúng ta tiến vào chỉ có một con đường chết mà thôi còn lại một chỗ có thể miễn cưỡng tiến vào nhưng mà không gian tiết điểm này cực kỳ không ổn định một khi tiến vào bên trong thì nó có thể sẽ bị sụp đổ bất kỳ lúc nào vì vậy bọn ta cũng không dám mạo hiểm nhưng mà sau đó lại nghe xa lão yêu tại tiểu cực cung phát hiện ra một vị trí có cửa vào không gian tiết điểm nhưng lại bị tiểu cực cung cung chủ đoán được ý đồ đó và hơn nữa nó có thể dẫn bạo tới tiểu cực cung hư linh điện vì thế bọn họ đã đem nó hủy đi rồi vì vậy xa lão yêu rất là tức giận suýt chút nữa thổ huyết nhưng cuối cùng vẫn nén lại mà trở về vạn yêu cốc lần này thì do phong lão quái mở miệng nói khi nói tới vài câu cuối liền tỏ ra rất là đáng tiếc mà cũng có chút hả hê thì ra là vậy bởi lúc đó ta không hiểu vì sao mà có rất nhiều cao gia yêu thú lại đi tấn công tiểu cực cung. Nhưng mà tiểu cực cung cung chủ làm vậy, sẽ không sợ khiến xa lão yêu huyết tẩy tiểu cực cung để trả thù chuyện này sao? Hàn lập lại có chút nghi hoặc nói ra. Thực tế xa lão yêu không dám làm việc đó. Phải biết rằng yêu tu này là có từ thời thượng cổ Di Lưu ở nhân giới cho tới bây giờ. Nhưng do nhân giới dù sao cũng là thiên hạ nhân tộc chúng ta. Cơ hồ mỗi đoạn thời thời kỳ đều có đủ hóa thần kỳ tu sĩ để trấn áp bọn chúng xuống. Nếu không phải trước đây các vị hóa thần kỳ tu sĩ đều có cảm giác là giết được yêu tu này nhưng giá trả quá nhiều, hơn nữa lão yêu này cũng rất thức thời không nhúng tay vào việc của nhân giới. Vì thế cho nên vạn yêu cốc mới ngông nghênh thành lập và tồn tại lâu như vậy. Mặc dù thế trước đây hóa thần kỳ tu sĩ cũng đã cùng với hắn ước định là chân thân của hắn không được dễ dàng xuất hiện ra ngoài cốc, lại càng không được làm ra mấy chuyện như là đồ diệt tông môn hay tùy ý diệt sát những phạm nhân bình thường. Nếu không hóa thần kỳ tu sĩ chúng ta sẽ liên thủ diệt sát hắn ngay hướng chi lễ mặt lại lộ ra một tia cười lạnh nói. Thì ra là vậy, giờ ta mới hiểu vì sao mà vạn yêu cốc lại có thể tụ tập nhiều yêu tu như thế. Lúc này Hàn Lập mới có chút hiểu rõ trả lời. Bất quá, gần đây ta cũng có nghe nói qua, xa lão yêu dường như cũng đã tìm ra được một chỗ có không gian tiết điểm. Nhưng mà chuyện này không biết là thật hay giả nữa, và cũng không biết không gian tiết điểm này có thể sử dụng được hay không. Phong lão quái bỗng nhiên nói, chuyện này không cần phải nói, không gian tiết điểm đó ta và hô đạo hữu cũng đã từng xem qua rồi nó cũng chỉ có một mình xa lão yêu mới có thể dùng còn bọn ta thì không thể nào tiến vô được cửa vào cũng có không gian phong bạo mặc dù so với trước đây chúng ta có chút mạnh hơn nhưng thật sự mà nói chúng ta vẫn không thể nào vào được nếu vào cũng chỉ có chết mà thôi hắc hắc nhưng mà xa lão yêu thì ngược lại do bản thể của hắn rất mạnh mẽ cho nên lại dễ dàng tiến vào không gian tiết điểm này hướng chi lễ lại nói ra chuyện này thực sự ngoài dự đoán của mọi người chương 1235, Ma Đà Sơn. Sa lão yêu dự định sắp tới sẽ đi vào không gian tiết điểm phải không? Phong lão quái có lẽ cũng là lần đầu tiên nghe đến việc này không khỏi kinh hô la lên. Đúng rồi, nhưng mà việc này nhanh nhất cũng phải mất một hai trăm năm nữa. Bởi dù sau khi tiến vào không gian tiết điểm thì nguy hiểm rất nhiều và cũng chỉ có trời mới biết nó nguy hiểm ra sao. Hướng chi lễ nghiêm nghị nói, nói như vậy thì thọ nguyên của sa lão yêu cũng sắp hết rồi nếu không sẽ không vội vã như vậy mà nên bỏ thêm thời gian để đi tìm một cái không gian tiết điểm khác thích hợp hơn một hồi lâu sau lão giả mặt ngựa thở dài nói xa lão không chịu nói rõ ràng nhưng có lẽ là như vậy lão yêu đó đa mưu túc trí như vậy làm sao mà không thể nhẫn thêm thật ra so với lão yêu đó thọ nguyên đại nạn của mấy người bọn ta cũng chỉ còn có mấy trăm năm nữa mà thôi hướng chi lễ thần sắc âm trầm xuống hàn đạo hữu bọn ta đã nói nhiều như vậy rồi người thấy thế nào Phong lão quái sắc mặt cũng vậy không tốt lắm nhìn tới Hàn Lập đột nhiên hỏi. Hướng sư huynh nói chuyện rất có đạo lý, Hàn mỗ thực sự cũng không có bao nhiêu thời gian để tự mình đi tìm không gian tiết điểm. Phần tư liệu tin tức ta có thể giao ra ngay cho các vị đạo hiếu. Nhưng mà có một điều kiện nếu như là thực sự tìm được không gian tiết điểm thích hợp hy vọng các vị đạo hữu có thể kịp thời thông báo một tiếng để ta đi tới xem xét một chút rồi chuẩn bị chu đáo. Tại hạ không hy vọng các vị đạo hữu có thể giấu giếm ta cái gì đó thân sắc của Hàn Lập nhàn nhạt từ tốn trả lời. Ta nói điều kiện hoặc yêu cầu gì đó thế nào, cho dù Hàn Sư Đệ không nói bọn ta cũng sẽ làm như thế. Nói không chừng mấy người bọn ta sẽ cùng với người tiến vào không gian tiết điểm có gì có thể hỗ trợ lẫn nhau. Hướng chi lễ nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ cao hứng trong lòng không muốn nhiều lời, cũng cảm thấy vừa lòng. Hàn lập gật đầu khoát tay một đạo bạch quang hướng tới hướng chi lễ mà đi tới. Thì ra đúng là một cái ngọc giản màu trắng hai mắt của hướng chi lễ sáng ngời nắm lấy ngọc giản trong tay rồi dùng thần thức quét qua rồi liền lộ ra sắc mặt vui mừng không sai bên trong có chứa không ít tư liệu tin tức quan trọng về không gian tiết điểm ngoài ra còn có cả phương pháp bố trí nghịch hành thông đạo truyền tống trận nếu như có thể phá giải được được pháp trận này nói không chừng bọn ta còn có nhiều lợi ích hơn nữa hàn sư để có công lớn như vậy bọn ta tuyệt đối sẽ không nuốt lời nơi này có hai cái vạn lý phù sư đệ tạm thời nhận lấy một khi tìm được vị trí có không gian tiết điểm ta sẽ lập tức báo tin ngay. Hướng chi lễ trong lòng cao hứng từ trong ống tay áo lấy ra hai khối ngọc phù, ném tới. Hàn lập đưa tay bắt lấy. Phong lão quái một mực nhìn chăm chú tới hành động của Hàn lập thấy Hàn lập giao ra ngọc giản trên mặt vẻ Hàn ý liền giảm bớt đi. Tốt Hàn sư để có một chuyện ta muốn nói cho ngươi biết. Lấy thần thông hiện tại của ngươi bây giờ so với bình thường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cao hơn nhiều và bọn họ cũng không phải là đối thủ của ngươi cho nên nguyên bổn là trong nhóm hòa thần kỳ chúng ta có quy định và cũng muốn áp dụng đối với hàn sư đệ. vì vậy từ nay trở đi hàn sư đệ nên chú ý tới một chút. giống như chuyện liên quan tới âm la tông thì cũng nên bỏ qua đi. hướng chi lễ cũng đồng dạng đem ngọc giản thu vào rồi lại nghĩ tới một chuyện liền vội vàng dặn dò một câu. quy định thần sắc của hàn lập vừa động kỳ thật cũng không có gì, chỉ là thần thông của hóa thần kỳ tu sĩ quá mạnh nếu trong đó có người làm bậy có thể nhiễu loạn trật tự của nhân giới. Cho nên từ thật lâu về trước tất cả cộng đồng tu sĩ hóa thần kỳ tu sĩ đã cùng nhau ký kết một quy tắc. Nếu những ai có tu vi tới hóa thần cảnh giới chẳng những cấm tranh đấu với nhau mà còn đồng thời cấm không được tham gia vào tất cả sự việc của tu tiên giới. Người lần này một hơi đã giết đi nhiều âm la tông nguyên anh kỳ tu sĩ như vậy ngoài ra còn có một tên là đại tu sĩ đối với đại tấn mà nói đã sinh ra một chút hỗn loạn không cần thiết. Thứ nhất ngươi không biết điều cấm chế này và thứ hai là ngươi còn chưa phải là hóa thần kỳ tu sĩ, lần này coi như chưa tính, nhưng hiện tại ta cùng với phong sư huynh đều biết rõ được thần thông của ngươi. Mặc dù so với hóa thần kỳ tu sĩ còn kém một chút, nhưng cũng có thể liều mạng đánh với nhau một trận. Như vậy như đã nói chỉ cần lão phu hướng tới mấy vị đạo hữu khác đưa tin một cái. Vì vậy từ nay về sau ngươi không nên tùy ý xuất thủ, đặc biệt là không nên cùng một lần mà diệt sát nhiều nguyên anh tu sĩ của một tông môn như vậy bởi nó ảnh hưởng tới việc hương suy của một tông môn. Tất nhiên điều cấm này cũng có hai mặt từ nay về sau tất cả các hóa thần kỳ tu sĩ khác cũng sẽ không tùy ý đối với ngươi ra tay. Hướng chi lễ mỉm cười nói, Hàn Lập nghe xong lời này, đầu tiên là sửng sốt một hồi, nhưng lập tức nở nụ cười. Kỳ thật cũng không phải vậy, bởi nguyên bổn là đối với tông môn ta không có hỏi tới những việc này. Cho tới lần này chuyện tình của âm La Tông là do tông môn tu sĩ đi tới thiên nam để nhằm đối phó với Hàn Mỗ. Bất quá tại hạ chỉ là tự bảo vệ mà thôi sau này sẽ không xuất hiện thêm chuyện như thế này nữa hắn liền giải thích âm la tông chuyện tình đã qua rồi thì coi như xong đi hàn sư để có suy nghĩ như vậy là tốt rồi được gần đây có chuyện gì quan trọng hay không nếu là không có việc gì thì không bằng cùng với ta và phong huynh đi một chuyến tới ma đà sơn nhân tiện ta sẽ giới thiệu hô huynh với ngươi một tiếng sắp tới hồ đạo hữu muốn nạp thêm vài vị nguyên anh nữ tu làm thì thiếp hắn cũng đưa cho lão phu một số thiếp mời phong đạo hữu ngươi chắc cũng đã nhận được Hướng chi lễ đột nhiên đổi đề tài nói, tất nhiên là nhận được, nếu không làm sao lão phu lại xuất hiện ở nơi này. Nghe nói lần này hắn muốn nạp tới ba người thì thiếp nhưng cũng chỉ có một người là có tu vi nguyên anh sơ kỳ mà thôi. Hơn nữa những người này đều là tuyệt sắc giai nhân, thật là quá mức đáng yêu. Nói đi cũng phải nói lại lần này do hô lão ma nạp thiếp mà phải đi ma đà sơn tính ra lần này là lần thứ năm rồi, có thể sẽ có lần thứ sáu. Lão ma này thực sự là có bản lĩnh. Ma cung của hắn nguyên bổn có rất nhiều ma tử ma tôn đi tìm rất nhiều tuyệt sắc nữ tử để cho hắn nạp làm thiếp. Phong lão quái nhướng mày rồi bất đắc dĩ nói. Ha ha, Phong huynh không phải không biết là hô lão ma bởi vì tu luyện mà không có nữ thì không được. Nhưng mà phải là nguyên trinh chi thể mới được hắn coi trọng bởi không phải hắn muốn dễ dàng phá đi nguyên trinh của các vị nữ tu sĩ này, cho nên mới đợi những người bạn tốt như chúng ta tới sau đó cử hành nghi lễ nạp thiếp trước vì vậy hắn mới long trọng tổ chức nghi thức nạp thiếp này để cấp cho những vị nữ tu này một cái danh phật lão ma này một khi chính thức chọn làm xong tu bạn nữ thì những vị thị thiếp này rất được coi trọng và so với thị nữ bình thường hơn rất nhiều mỗi người đều nhận được sự sủng ái của lão ma hướng chi lễ lại cười ha ha một tiếng hư hư ai mà lại quan tâm tới việc hắn nạp hay không nạp thiếp chỉ là mỗi một lần được mời thì mỗi lần phải xuất huyết ra làm cho phong mỗ cảm thấy thật là khó chịu mà lão ma này cũng có chút mặt mũi vì vậy khi hắn mời không đi không được. Nếu không thì lại đắc tội với hắn, mà nhãn giới của lão ma này cũng rất cao cho nên bảo vật phải chân quý nếu không hắn cũng không coi trọng. Phong lão quái lộ vẻ cực kỳ buồn bực, đó là ta và ngươi đều ham muốn một số loại linh dược của Ma Đà Sơn. Nếu Phong huynh giống như là Bạch Đạo hữu không muốn nhờ vã gì cả thì việc có đi hay không cũng không sao cả. Hướng Chi lễ thấy vậy cười một tiếng, dường như không quan tâm nhiều tới lời mời hai vị nói đó chính là vị đạo hữu của thiên ma tông rồi tại hạ không được mời mà mạo muội đi dự thì thấy có chút không ổn hơn nữa tại hạ cũng không có chuẩn bị được loại lễ vật thích hợp nào hết hàn lập ngập ngừng một chút rồi nói hàn sư đệ không cần lo ngại hướng mẫu mang một theo một vài người khách tới ma đà sơn thì hô lão ma làm sao có thể nói không được chứ huống hồ nếu như vạn nhất từ trong ngọc giản tìm được một cái không gian tiết điểm thích hợp thì lão ma còn phải cảm kích rơi lệ a à. Còn về phần lễ vật thì có thể tùy tiện xuất ra một hai kiện cổ bảo là được rồi. Thật sự mà nói người cũng không cần phải quá thành thật với hắn bởi lễ vật quá tốt nhiều khi không hay. Lần này đi tới Ma Đà Sơn đối với sư đệ mà nói cũng là một cái cơ hội. Bởi Ma Đà Sơn độc môn linh dược ma luyện thiên nguyên đan rất hữu ích đối với đột phá hóa thần. Đan dược này phải dùng linh dược của Ma Đà Sơn mà luyện chế thành bên ngoài căn bản không thể nào tìm thấy được. Hàn sư đệ cũng nên nhân cơ hội này mà tìm lấy một hai viên cũng tốt. Đột phá hóa thần để cảm ứng thiên địa linh khí cũng dễ dàng hơn. Hướng chi lễ thâm ý sâu sắc nói, "Ma luyện Thiên Nguyên đan, chẳng lẽ từ thời thượng cổ đã sớm thất truyền Ma Nguyên đan?" Hàn Lập nghe được tên của linh đan, cả kinh thất thanh la lên. "Không sai, đúng là loại đan dược này, Ô Hàn sư để cũng biết tới loại linh đan này, như vậy cũng không cần ta phải hao tốn hơi sức để giải thích cho rõ loại linh dược này. Hàn sư đệ cũng nên tính toán đi một chuyến a." thấy Hàn Lập cũng biết lai lịch của loại linh đan này thật là ngoài suy nghĩ của hướng chi lễ. Nhưng miệng thì cười híp lại thử dò hỏi, Hàn Lập thần sắc bất định, có chút trần trừ chưa quyết định. Vụ Nguyệt Sơn mạch ở phía vùng biên giới Tây Bắc của Đại Tấn nằm ở giữa hai châu giao nhau của hai nước, kéo dài ước chừng khoảng 10 vạn dặm. Trong mạch núi này có vô số ngọn núi hung ác hiểm trở mà trong đó đáng kể nhất là một ngọn núi cao khoảng một vạn trượng. Hơn nữa một từ lưng chừng núi trở lên thì bị tuyết phủ trắng xóa một mảnh. Còn ở trên đỉnh của ngọn núi này có một khoảng đất rộng và bằng phẳng hơn 10 dặm mà nó được xây dựng vô số cung điện, lầu các đình đài các loại. Hơn nữa tất cả các loại kiến trúc này đều hoa mỹ tinh xảo, mà tất cả đều sử dụng các loại cây cối quý báu hoặc thế gian hiếm có mỹ ngọc mà luyện chế thành. Hơn thế nữa cả tòa đỉnh núi này không biết được loại đại hình cấm chế nào bảo hộ mà phía ngoài thì gió lạnh gào thét, băng tuyết lạnh thấu xương nhưng mà bên trong cấm chế bốn mùa như xuân, các loại kỳ hoa dị thảo nhiều vô số kể. Mà ở bên trong các tòa cung điện này thì thấy vô số mỹ nữ thướt thai yểu điệu, trên người mặc các loại quần áo nhiều màu sắc sặc sỡ tươi đẹp đang chơi đùa vui vẻ, lại truyền ra các loại âm thanh tiếng cười như chuông rung rất vui tai làm cho người nghe cảm thấy say mê. Nơi này lại phảng phất một cõi nhân gian yên bình vui vẻ. Nơi này chính là Ma Đà Sơn mà tu tiên giới ở Đại Tấn không ai không biết tới. Mà những kiến trúc ở trên đây làm cho người nghe phải cả kinh đó là Ma Cung. Ma Cung chủ nhân, chính là một trong những vị hóa thần tu sĩ còn tồn tại ở Đại Tấn. Và cũng là thiên ma tông thái thượng trưởng lão, Hồ Khánh Lôi ẩn cư. Vị này từ hơn một ngàn năm trước đã từng uy chấn ở Đại Tấn. Chính mình đem thiên ma tông trở thành ma đạo đệ nhất tông trong ma đạo đại tu. Hôm nay trong một ma cung điện to lớn nhất đang mở một buổi đại tiệc chiêu đãi một nhóm khách quý. Nhưng bữa tiệc này số lượng khách nhân không nhiều lắm, chỉ thấy có khoảng 7-8 người mà thôi, chia nhau ngồi ở hai bên. Còn ở trung tâm của đại điện có mười mấy vị cung trang nữ tử dáng người thướt tha mềm mại, hai mắt sáng ngời uyển chuyển ca múa. Cả tòa cung điện như là mảnh xuân sắc rào rạt, trên đại điện nơi chủ tọa, một vị thần sắc xanh sao ốm yếu chính là một quan lão giả nữ ngồi nửa tựa trên ghế, trên mặt hiện ra vẻ đắc ý giạt rào. Chương 1236, khách tới Ma cung. Ở hai bên đại điện là hai hàng khách quý ngồi trong đó có cả nam lẫn nữ. Mọi người ai cũng tươi cười vui vẻ, khí độ trông rất bất phàm chỉ một lúc sau trong cung điện các vị cung trang nữ tử đã ca múa xong tất cả cung kính hướng tới chủ tọa trưởng lão thi lễ rồi từ từ thối lui ra khỏi cung điện hồ tiền bối nhóm thị nữ này của ngươi dường như rất là xuất sắc hay hơn lần trước nhiều xem ra đạo hữu đã bỏ nhiều công sức vào việc bồi dưỡng họ rồi một vị vận áo bảo màu lam nho sinh đột nhiên mỉm cười mở miệng nói hắc hắc đối với lão phu mà nói không có những sở thích gì khác nhưng mà với nữ sắc thì đặc biệt có hứng thú a à. Nếu ngày nào đó tham ngộ được điều này thì có lẽ Tu Vi sẽ có đột phá. Dư sư điệt bọn họ nếu như theo lời của Lão Phu mà nói thì Lão Phu còn hy vọng bọn họ chuyên tâm vào việc tu luyện, có thể cũng có người tiến giai tới hóa thần cảnh giới. Nếu như vạn nhất ngày nào đó ta đây tỏa hóa thì thiên ma tông sẽ bị người khác tới trước cửa mà khi dễ. Một quan lão giả sau khi ho nhẹ một tiếng rồi đột nhiên nói. Hồ tiền bối nói đi đâu vậy, tu vi của các vị đạo hữu ở thiên ma tông cũng chỉ cách có đột phá hóa thần một bước nhỏ mà thôi vì vậy việc đột phá hóa thần chỉ là việc nay mai mà thanh thế của thiên ma tông ngày hôm nay ở nhân giới thì có ai dám tới cửa mà lớn tiếng chứ lam bảo nho sinh vẻ mặt cười cười làm lành nói thật không gần đây nhất nghe người ta nói là ở âm la tông một trong thập ma đạo tông đã bị xóa tên việc này tưởng rằng không xảy ra thể nhưng thực tế đã xảy ra phải nói rằng ma tông này đã ở vị thế ma đạo đệ nhất mấy ngàn năm rồi thanh thế cũng không thua gì bổn tông nhưng lại có kết quả như ngày nay Giờ làm sao mà bảo trụ được truyền thừa nếu không muốn nói là rất xuống nhị lưu tông phái rồi. Một quan lão giả cười lạnh một tiếng, làm bảo nho sinh cùng với những người khác không khỏi kinh ngạc nhìn nhau. Thật sự không biết ma cung chủ nhân muốn nói cái gì, trong lúc này không ai dám tiếp lời nữa. Ta cũng nghe nói gần đây ở âm La Tông có tới 7-8 vị nguyên anh cấp trưởng lão không hiểu đã bị giết thế nào. Ngay cả phòng đạo hữu của âm La Tông cũng không thể may mắn thoát khỏi mà cũng đồng dạng rất xuống ngay cả người nào ra tay đối phó Âm La Tông cũng không có được manh mối gì. Điều này thật có chút cổ quái. Hay là Âm La Tông đã làm tức giận một vị Hóa Thần tiền bối nào đó? Một tên cẩm bào đại hán hốt nhiên đem đề tài liên quan tới việc không tìm ra dấu vết là ai mà nói ra, rồi cười to lên một tiếng. Sau đó nói tiếp, ha ha, lần này chư vị đạo hữu đến đây chỉ sợ hơn phân nửa đều là vì chuyện của Âm La Tông mà đến rồi. Các ngươi có thể yên tâm, mặc dù là không biết ai ra tay xuất thủ. Nhưng tuyệt đối không phải là mấy lão già của Đại Tấn ra tay. Nếu không thì làm thế nào ta không biết chút tin tức gì? Có thể là một lão quái vật nào đó đi ngang qua rồi thuận tay làm một cái. Nhưng mà nếu như ra tay thêm một lần nữa mấy người chúng ta cũng không thể chịu ngồi yên đâu. Hồ Khánh lôi hai mắt tinh quang chợt lóe lên một cái rồi biến mất vô tung vô ảnh. Nghe được được lão giả nói như thế các vị tu sĩ khác đang ngồi đều thở nhẹ ra một hơi rồi sau đó cũng không bàn tới nữa mà chỉ nói đến những chuyện kỳ văn dị sự ở tu tiên giới mà thôi. Đúng rồi, hồ tiền bối, lần trước ngươi nạp thiếp cũng đã qua 200 năm rồi. Lần này đây lại mở rộng ma cung, không biết những nữ tu này là ai mà có thể lọt vào trong pháp nhãn của tiền bối vậy. Một vị lục bào phu nhân trông như khoảng 30 tuổi đột nhiên khẽ cười rồi nói, trông nàng này cũng có vài phần tư sắc. Thấy phụ nhân hỏi như vậy, tất cả tu sĩ còn lại đều lộ ra vẻ hứng thú. Dù sao vị thái thượng trưởng lão của ma tông này mặc dù thích nữ sắc nhưng chân chính làm thị thiếp nữ tu, trong cung này không có được mấy người. Lần này nạp thiếp cũng không phải do lão phu nghĩ tới. Ba vị nữ tu này đều là những người thập toàn thập mỹ. Bất kể là nhan sắc hay là tu vi đều xuất sắc giống như nhau. Đặc biệt trong đó có một vị xuất sắc nhất hơn hai người kia một bậc. Lão phu thực hiện việc nạp thiếp lần này cũng chính là vì vị nữ tu này. Hồ Khánh lôi nghe có người đề cập tới việc lần này muốn nạp ba vị thị thiếp nên trên mặt không khỏi lộ ra hài lòng mỉm cười. Dường như đối với ba vị nữ tu này rất là hứng thú. Ha ha, nếu như được hô tiền bối khen ngợi như vậy, không biết trong buổi lễ này có thể cho chúng ta được gặp mặt một chút không? Một tên đầu đá tóc bạc mặt mũi hung ác nghe vậy chịu không được hỏi. Những người khác nghe vậy trong lòng cũng cảm thấy hứng thú, đều muốn gặp mặt được ba vị nữ tu này là như thế nào. Mà lại có thể làm cho vị chủ nhân của ma cung này động tâm vậy bọn ta là người tu đạo, tự nhiên không giống như là những tên thường nhân kia phải kiêng kỵ. Giờ mấy vị đạo hữu đã nói vậy thì tự nhiên là được rồi. Để ra nói người kêu bọn lên dâng mấy chén rượu tới các vị đạo hữu đây. Một quan lão giả mỉm cười miệng vui vẻ đáp ứng ngay. Lời này vừa nói xong tên đầu đà kia khẽ biến sắc, vội vàng đưa hai tay ra vẻ không dám. Nhưng Hồ Khánh lôi lại khoát tay chặn lại, phía sau một tên cung trang nữ tử lập tức khom người đi tới trước. Đi, đem ba vị tiên tử thỉnh xuất ra đây. Hồ Khánh lôi ra lệnh như vậy. Dạ, nô tỳ vừa này vừa lên tiếng kính cần đáp ứng thì chưa chờ nàng nói xong bỗng nhiên từ bên ngoài điện bay vào một đạo hồng quang. Chợt lóe lên rồi lướt tới vị một quan lão giả. Dĩ nhiên đây là một đạo truyền âm phù. Dị sắc trong mắt Hồ Khánh lôi chợt lóe một tay cua một cái trong hư không lập tức hỏa quang từ lòng bàn tay bay ra lập tức hóa thành một đoàn liệt diễm khi thế mạnh bạo bốc cháy. Ô, thì ra là phong lão quái và hướng lão quỷ tới rồi, hơn nữa còn mang tới thêm vị một khách. Là ai mà có thể làm cho hai lão này coi trọng như vậy chứ? Trên mặt của Hồ Khánh Lôi hiện ra vài phần kinh ngạc nhưng rồi tiện hất tay một cái cả đoàn hỏa diễm liền vụt tắt. Người tới đây chẳng lẽ là ngoại đảo Phong Tiền Bối và Tây Linh Sơn hướng Tiền Bối sao? Làm bảo Nho sinh nghe Hồ Khánh Lôi lầm bầm nói ra như vậy bỗng nhiên cả kinh hỏi. Những vị nam nữ tu sĩ còn lại đều nhao nhao biến sắc. Ngoài hai người này thì còn ai vô nữa chứ? Nhưng mà nghe khẩu khí của bọn họ hình như còn mang theo tới đây một người ngoài nữa lão phu cũng có chút tò mò nếu bọn họ đã tới thì lão phu không thể không ra ngoài nghinh đón một chút Hồ khánh lôi cười hắc hắc ta đây cũng muốn cùng đi bái kiến hai vị tiền bối cẩm bao đại hán vội vàng đứng lên nói những người khác còn lại cũng đồng dạng không dám chậm trễ nói ra như vậy một quan lão giả bất động thanh sắc gật đầu lúc này động thân hướng ngoài cửa điện mà đi còn phía sau thì hai hàng tu sĩ cũng theo sát đi ra ngoài lúc này cả tòa ma đà sơn dường như đều bị băng tuyết phong bạo bao lấy chung quanh nhưng chính trong đám gió lốc này xuất hiện một tầng áng sáng màu vàng bao bọc phía ngoài bảo vệ cho toàn bộ cung điện bên dưới. Xuyên thấu qua tầng ánh sáng này mặc dù có chút mơ hồ thế nhưng vẫn nhận thấy vẻ đồ sộ trong đó. Lúc này quầng sáng trên không trung dừng lại ba đạo nhân ảnh bao gồm hai tên lão giả và một tên thanh niên thần sắc bình thường trôi nổi một chỗ không nhúc nhích. Thì ra đúng là hướng chi lễ, phong lão quái cùng với hàn lập ba người bọn họ. Mà cung này bây giờ được xây lại a à, xem ra còn lớn gấp ba lần lúc trước. Xem ra hồ lão ma rất là xem trọng mấy vị thị nữ này. Ha ha, xem ra mà đạo đệ nhất tông thái thượng trưởng lão vẫn còn rất phong độ A. À. Phong lão quái nhìn nhóm quần sáng dưới cung điện, đột nhiên cười lên ha hả nói. Như thế nào, phong huynh hâm mộ lão ma A. Nếu như chỉ cần ngươi nói một tiếng, hồ lão ma sẽ vì một vị thái thượng trưởng lão là ngươi mà xây dựng một tòa cung điện mới tuyệt đối sẽ không nhỏ hơn ma cung động phủ này. Hướng chi lễ nghe vậy làm như cười mà không cười nói. Tốt. Công pháp của lão phu chính là cần thanh tĩnh, nếu như thực sự ở nơi này thì một thời gian tâm cảnh chắc chắn sẽ lùi một bước. Phong lão quái thở dài một hơi vội vàng lắc đầu, hướng chi lễ cười một tiếng rồi cũng không nói gì thêm nữa. Bởi vì lúc này từ cung điện bên dưới bay ra một nhóm tu sĩ hướng tới bọn họ mà bay thẳng tới. Trên đường đi mặc dù Hàn Lập rất hít nói chuyện, còn giờ phút này thì lại ngưng thần liếc mắt nhìn qua một cái liền nhận ra ngay người cần đầu đó chính là Hóa Thần kỳ một quan lão giả ánh mắt của hắn còn liếc thấy phía sau người này còn có thêm vài vị tu sĩ nữa trên mặt không khỏi kinh ngạc la lên. Như thế nào a, à? hàn sư đệ thấy người quen sao? Hướng chi lễ xoay đầu lại, có chút kinh ngạc, có một người, đã từng gặp qua một lần, hàn lập liền lập tức thu ánh mắt lại, nhàn nhạt nói. Thì ra là thế, hướng chi lễ từ chối cho ý kiến gật đầu, lúc này một quan lão giả bay tới tầng ánh sáng, hai tay kết quyết trong miệng lẩm bẩm. Sau đó tầng ánh sáng trước mặt ba người của Hàn Lập Linh Quang chợt lóe, rồi tự động tách ra tạo thành một vết nứt hướng chi lễ cùng với phong lão quái không có khách khí lập tức bắn nhanh mà vào còn hàn lập sau một chút do dự rồi cũng đồng dạng hóa thành một đạo thanh hồng đi theo vào tầng ánh sáng màu vàng cũng liền lập tức khép lại như cũ một lúc sau độn quang chấp tắt ba người hiện ra trước mặt đoàn người mộc quan lão giả hướng huynh phong đạo hiếu các ngươi lần này hình như đã tới chậm một chút ta nhận được tin tức là các ngươi đã sớm lên đường nhưng sao giờ này các ngươi mới tới chẳng lẽ trên đường gặp phải chuyện gì sao hồ khánh lôi gặp được hai người hướng chi lễ mỉm cười rồi sau đó lập tức lười biếng hỏi hồ huynh suy đoán thật đúng trên đường đi hai người lão phu gặp phải chút chuyện nên phải trì hoãn một chút nhưng chuyện này sau hãy nói giờ trước ta muốn giới thiệu với hồ đạo hữu một vị đạo hữu vị hàn đạo hữu này cũng đã gia nhập hàng ngũ chúng ta cũng đã trở thành một người tồn tại như chúng ta hướng chi lễ cười ha hả một tiếng rồi đưa tay chỉ tới hàn lập mở miệng giới thiệu một chút Lúc này từ đám tu sĩ đứng phía sau một quan lão giả có một vị khi thấy rõ Hàn Lập liền lộ ra vẻ giật mình. Gia nhập vào nhóm chúng ta, một quan lão giả vừa nghe lời nói này có chút động dung, nguyên bản hai mắt hơi khép lại giờ mở ra hoàn toàn nhìn thẳng tới Hàn Lập dò xét mà không nói gì cả. Tại hạ Hàn Lập, ra mắt hô huynh, thân sắc của Hàn Lập bình tĩnh, hai tay ôm quyền thi lễ. Vừa thể hiện không kiêu ngạo mà cũng không xiểm nịnh, tỏ vẻ chỉ là ngang hàng tương giao với nhau. Biểu hiện này liền làm cho đám người của Lam Bảo Nho Sinh mở hai mắt mở to, còn miệng thì mím chặt lại. Khẩu khí lớn thật, hướng lão huynh, phong lão quái các ngươi là lão già hồ đồ hay sao chứ? Đây chỉ là một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ mà thôi, làm gì có tư cách mà tham gia vào nhóm của chúng ta. Hồ Khánh lôi sắc mặt trầm xuống không chút khách khí hỏi lại. Hắc hắc, hướng Mỗ làm vậy là có lý do của mình sắc mặt của hướng chi lễ không chút thay đổi chỉ cười khẽ một tiếng rồi sau đó không nói to thành tiếng mà chỉ mấp máy môi mà thôi. Dĩ nhiên hắn đang sử dụng cách truyền âm, trên mặt của Hồ Khánh Lôi bắt đầu có chút thay đổi. Mới đầu thì có chút âm trầm nhưng sau khi nghe xong vài câu thì trong mắt lộ ra kỳ quang. Đầu tiên là giật mình, tiếp theo là hưng phấn và sau đó thì liên tục gật đầu. chương 1237, Thị Thiếp, Nguyên Lai là Hàn Đạo Hiếu, là người quen của Linh Lung Yêu Phi. Khi còn bên trong Côn Ngô Sơn đã xuất đại lực diệt ma, ngoài ra những chuyện gần đây của Âm La Tông cũng là do Đạo Hữu làm. Thực sự làm cho Hồ Mỗ ngạc nhiên, ta còn nghĩ là do vị hóa thần kỳ tu sĩ nào đó làm ra chuyện này. Vậy thần thông của Hàn Đạo Hữu có thể cùng với bọn ta ngang hàng tương giao với nhau. Sau khi cùng với hướng chi lễ truyền âm với nhau xong, Hồ Khánh Lôi nhìn về phía Hàn Lập với ánh mắt hòa hoãn hơn. Tại hạ cũng đã ngưỡng mộ đại danh của Hồ huynh từ lâu rồi. Lần này mạo muội đến mong rằng đạo hữu không cho đấy là làm phiền lòng. Hàn lập mỉm cười cũng đồng dạng khách khí dị thường nói. Hàn đạo hữu kỳ tài như vậy, hồ mỗ tự nhiên cũng muốn kết giao. Lần này đến chúc mừng cũng có các vị đạo hữu khác. Hai người các người cũng nên làm quen một chút đi. Hồ Khánh lôi lộ ra vẻ tươi cười, rồi lại lập tức hướng tới hai người hướng chi lễ nói. Cả đám nguyên anh kỳ tu sĩ đứng phía sau một quan lão giả vừa nghe Hàn Lập cùng bọn họ nói những chuyện có liên quan tới âm La Tông bây giờ tất cả đều ngẩn ra sau đó thấy một quan lão giả lại muốn cùng với hàn lập ngang hàng tương giao liền nhịn không được lộ ra vẻ kinh hãi rồi lại nghe hô khánh lôi nói như thế những người còn lại lúc này mới có cơ hội nhao nhao tiến lên đi tới hướng chi lễ và phong lão quái làm lễ ra mắt hai vị này khoát khoát tay coi như cho qua nhưng mà trong đó người đó lại có một người sau khi bái kiến hai lão quái xong lại hướng tới hàn lập ôm quyền mặt lộ ra vẻ hâm mộ nói chúc mừng hàn huynh đã lâu rồi không gặp giờ đạo hữu đã tiến giai hậu kỳ a Người này vận lục bào tóc bạc mặt mũi thì còn rất trẻ, người này đúng là người trước đây đã cùng với khôi lỗi của Hàn Lập vì ô Phượng Chi Linh mà giao thủ với nhau một lần, tên là Khổ Trúc Lão Nhân. Giờ đây hắn đã là nguyên anh trung kỳ đỉnh phong bình cảnh, đã qua một thời gian dài như vậy mà vẫn vô phương đột phá bình cảnh tiến giai hậu kỳ. Cuộc đời tu tiên của hắn có lẽ sẽ phải dừng chân ở đây rồi. Hàn Lập cũng không nghĩ tới ở chỗ này còn gặp được Khổ Trúc Đạo Hiếu. Tại Hà Tiến giai chẳng qua là may mắn mà thôi. Hàn Lập đối với khổ trúc lão nhân cũng có chút ấn tượng bình thường nhưng do nhờ ô phượng chi linh của đối phương mà luyện chế thành tam diễm phiến. Vì vậy có trợ giúp không nhỏ nên thấy vậy liền vui vẻ cười một tiếng lên tiếng trả lời. Khổ trúc lão nhân ho khan vài tiếng định nói thêm gì đó nhưng lúc này hô khánh lôi có chút không kiên nhẫn ngắt lời nói, tốt lắm, nơi này không phải nơi nói chuyện, giờ chư vị đạo hữu không ngại cùng ta đi tới bên trong cung điện rồi nói tiếp. Nghe một quan lão giả nói vậy, khổ trúc lão nhân định nói lời gì đó liền ngưng lại mà chỉ hướng tới Hàn Lập cười cười mà không nói gì cả. Vì vậy cả đoàn người liền hướng tới phía dưới bay đi, mục tiêu là chỗ tòa đại điện mà lúc nãy bọn người hô khánh lôi mới vừa đi ra. Sau khi tiến vào đại điện liền phân ra chủ khách mà ngồi. Hồ Khánh lôi trong miệng phân phó công việc lúc này một đám thị nữ lần nữa đem bàn tiệc mới ra thay. Còn Hàn Lập cùng với hướng chi lễ ngồi liền kế tiếp với Hô Khánh lôi, rõ ràng vị trí khác xa với những người còn lại đã cùng với hô khánh lôi người đã tiến tới hóa thần kỳ giống như hướng chi lễ và phong lão quái có được đãi ngộ như vậy tự nhiên sẽ làm cho những khác thấy có chút không nghĩ tới nhưng mà hàn lập chỉ là nguyên anh kỳ tu sĩ mà lại được đãi ngộ như vậy thật sự làm cho tu sĩ khác trong lòng cảm thấy tủi tủi đồng thời không ngừng đánh giá hàn lập và suy đoán lai lịch của hắn vị trí ngồi của tu sĩ ở tu tiên giới không phải là chuyện đua còn trong lòng của mọi người mặc dù oán hận ganh tị nhưng ngoài mặt thì vẫn như thường nhưng có một vị tu sĩ ngồi kế bên khổ trúc lão nhân thì lại tò mò thấp giọng hỏi thăm lai lịch của hàn lập mặc dù chỉ có một người hỏi hơn nữa âm thanh cực kỳ nhỏ nhưng với tu vi của những người trong điện thì tự nhiên ai cũng nghe được rõ ràng nhưng mà năm đó khổ trúc lão nhân cũng chỉ gặp qua hàn lập một lần mà thôi vì vậy khổ trúc lão nhân cũng không có bao nhiêu tin tức về hắn khiến cho nhiều vị nguyên anh kỳ tu sĩ thất vọng còn hàn lập thì vẫn ngồi yên một chỗ thần sắc không có chút thay đổi dường như không để ý gì đến những lời nói đó vậy ở phía dưới, một quan lão giả cùng nói chuyện với hướng chi lễ, còn những vị nguyên anh kỳ tu sĩ khác cũng tán gẫu cùng nhau. Nếu như không có ba vị hóa thần kỳ tu sĩ giới thiệu lai lịch của Hàn Lập thì những người này cũng không dám mạo muội hỏi tới những chuyện liên quan và cũng chỉ có thể giả vờ không biết mà thôi. Nhưng cũng chỉ qua khoảng một lúc lâu sau, thì vị Lam Bảo Nho Sinh bỗng nhiên nhìn thật sâu Hàn Lập rồi đứng lên ôm quyền hướng tới Hàn Lập nói. Hàn Đạo Hiếu, mới vừa rồi nghe hô tiền bối nói những chuyện gần đây xảy ra với âm la tông dường như có liên quan tới các hạ. Không biết biết việc này thật giả thế nào vậy. Hàn Lập nghe đối phương hỏi như vậy cũng không cảm thấy lạ chỉ là bình tĩnh gật đầu, chuyện tình của âm La Tông thật sự có liên quan tới Hàn Mỗ. Đạo Hữu cũng có quan hệ với âm La Tông sao? Tại hạ chỉ là nhất giới tán tu nên cũng không có quan hệ gì nhiều. Nhưng mà âm La Tông phòng đạo Hữu cùng với tại hạ cũng có duyên gặp qua mấy lần. Tại hạ cũng tùy tiện thấy vậy nên hỏi cho biết mà thôi, việc phòng đạo hữu ngã xuống có liên quan gì tới đạo hữu hay không vậy lam bảo nho sinh mắt chấp động liên tiếp mấy lần thần sắc có chút ngưng trọng hỏi ở trong điện những nguyên anh kỳ tu sĩ khác đều nghe rõ việc này lập tức im lặng muốn nghe được hàn lập vị thần bí tu sĩ này trả lời thế nào lúc này đang ngồi một quan lão giả và hướng chi lễ cũng ngừng nói chuyện với nhau và làm như cười mà không cười nhìn về phía này nếu vị đạo hữu này thật sự muốn biết thì tại hạ cũng không có gì để giấu cả Âm La Tông Tông chủ đích thật là bị ta kích sát giết chết. Hai mắt Hàn Lập khép lại nhìn Nho Sinh một hồi rồi mới nhàn nhạt trả lời. Vừa nghe nói như thế, các vị nguyên anh kỳ tu sĩ ngồi hai bên xôn xao lên một hồi, với ánh mắt khác nhau. Thì ra là vậy, Đa Tạ Hàn huynh đã cho ta biết việc này. Làm bảo Nho Sinh cũng đồng dạng giật mình nhưng bên ngoài cũng chỉ biết gật đầu không nói gì thêm nữa mà ngồi xuống không nói tới việc này nữa. Việc này cũng khiến Hàn Lập bất ngờ thế nhưng cũng lập tức cười lên một tiếng, không nói gì đem nữa. Hồ Khánh Lôi nhìn thấy cảnh này chỉ cười hắc hắc không nói gì thêm. Lúc này từ phía ngoài cửa điện một tên cung trang thị nữ nhẹ nhàng đi tới bên cạnh hắn thấp giọng nói vài câu. Vị Thiên Ma tông thái thượng trưởng lão này nghe xong ánh mắt chợt lóe lên rồi tiện tay vuốt râu một cái rồi mở miệng nói, mới vừa rồi ba vị đạo hữu của Hướng huynh chưa tới thì mấy vị đạo hữu đang ngồi ở đây cũng đã muốn gặp mặt qua ba vị thị thiếp lần này. Lão phu cũng đã đáp ứng giờ bọn họ đang ở ngoài điện chờ đợi để ta phân phó bọn họ đi vào ra mắt cùng dâng vài chén rượu tới mấy vị đạo hữu ở đây. Ha ha tiện đây các vị đạo hữu nào đã chuẩn bị xong lễ vật thì cũng nên lấy ra đi để có thể tặng cho các nàng. Đặc biệt là hai người phong huynh nên chú ý một chút là lễ vật của hai người xem ra phải được một chút, nếu lễ vật mà đơn giản vạn nhất mà kém những lễ vật của đám vị vãn bối ở đây vậy sẽ không còn mặt mũi nữa đâu. Hồ Khánh lôi cười rộ lên, hư, người cũng biết lão già ngươi mỗi lần ngươi nạp thiếp lại khiến ta hao tốn biết là bao nhiêu lễ vật để tặng cho ma cung các ngươi thật sự là vô duyên vô cớ lại tiện nghi cho lão gia hỏa ngươi phong lão quái hừ hừ vài tiếng trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ nhưng bàn tay vừa lật liền xuất hiện một cái hộp gỗ nhỏ hướng tới cái bàn nhỏ trước mặt phóng tới hướng chi lễ cũng đồng dạng cười ha ha móc trong người ra một cái ngọc hạp nhưng lại không nói gì cả ha ha các ngươi đưa tặng lễ vật thì ta có khi nào mà cầm lấy chứ toàn bộ đều cấp cho mấy vị mỹ nữ hết nhưng mà nó cũng chỉ là một chuyện tình, hai vị đạo hữu không nên hẹp hòi như vậy. Thật sự mà nói với thân gia các ngươi thì một hai kiện lễ vật cũng không đáng giá bao nhiêu còn không bằng việc là lấy nó đổi mấy nụ cười của gia nhân còn tốt hơn nhiều. Hồ Khánh lôi ngược lại không có nỗi giận mà lại còn cười to lên tỏ vẻ rất là hứng thú. Còn lại những vị tu sĩ khác cũng nhao nhao lên từ trên người lấy ra các loại lễ vật trong đó thì toàn là đồ vật với tài liệu quý hiếm hoặc là các loại cổ bảo sặc sở đầy màu sắc trước khi đến đây hàn lập đã sớm chuẩn bị xong lễ vật rồi từ trong túi chữ vật lấy ra hai bình đan dược đối với việc tinh tiến tu vi cho nguyên anh kỳ tu sĩ thì đây là lễ vật rất hữu dụng nói ra cũng không thể nào là ít được vào lúc hàn lập đang đánh giá các loại lễ vật của những người đưa ra thì từ ngoài cửa điện truyền đến vài bước chân tiếp theo là một đám người vận cung trang thị nữ vây quanh ba vị tuyệt sắc nữ tu từ từ đi vào tất cả ánh mắt của các vị tu sĩ trong điện đều hướng tới ba vị nữ tu này kết quả là đều làm cho mọi người từ hai bên thán phục khen ngợi truyền ra. Ba vị nữ tu này quả nhiên là có dung nhan tuyệt đẹp, phong hoa kinh người. Có một vị thân hình hơi nhỏ xinh một chút nhưng làn da trắng noán, ngũ quan khinh linh, trên người mang một vẻ ngây thơ mà thân thể vóc dáng thì tuyệt mỹ. Còn cặp mắt thì trong sáng lưu chuyển không ngừng, phong tình vạn trùng. Cuối cùng thì có một vị có vóc người cao cao, mái tóc dài đen mượt, mặt mũi thanh nhã nhưng thần sắc thì lại lạnh lùng dị thường vừa nhìn qua thì cả ba vị mỹ nữ này bao gồm luôn cả tu vi và nhan sắc thì thật sự khó phân ra cao thấp được có một vị nữ tu vóc dáng to lớn ngũ quan diễm lệ dị thường nhất cử nhất động đều tạo ra một phong thái quyến rũ không nói được nên lời những thần sắc lại lãnh đạm ánh mắt linh hoạt kỳ ảo quyến rũ cùng với băng hàn pha trộn vì vậy đã tạo ra một loại mị lực đặc biệt bất kỳ ai nhìn vào sẽ đều bị loại hấp dẫn đó thu hút ánh mắt đều dừng lại trên người này Nguyên bổn thì Hàn Lập đang mỉm cười nhưng ngay khi gặp được bạch sắc cung trang nữ tử này thì sắc mặt đại biến. Đến đây, đến đây ba người các ngươi tới đây để dâng lên vài chén rượu cho các vị đạo hiếu. Những vị đạo hiếu này không quản đường xa vạn dặm cố ý đến chúc mừng tin vui của chúng ta. Tử Linh, người hãy tới đây tự mình dâng rượu cho ba người của hướng huynh. Thấy được ba vị nữ tu đưa tay chỉ tới một vị nữ tu vóc người to lớn, nhan sắc tuyệt đẹp, kêu tới. Còn lại hai vị nữ tu kia vừa nghe lão giả phân phó lập tức cười tươi đáp ứng sau đó thì nữ bên cạnh liền bưng ba cái mâm ngọc bên trên có một bầu rượu và một số cái chén rượu nhỏ. Hai vị nữ tử này phân ra hai bên mà đi tới khẽ nhiên người dâng rượu lên cho các vị tu sĩ còn các vị tu sĩ thì cũng không dám chậm trễ vội vàng đứng lên nhận lấy và miệng thì liền tục cảm ơn. Còn vị nữ tử tuyệt sắc có tên gọi là tử linh còn chưa có động thân thì hai mi nhíu lại ánh mắt hướng tới hướng chi lễ cùng phong lão quái phía trên liếc mắt nhìn qua một cái. Khi nhìn tới Hàn Lập đang ngồi ở gần đó thì thân thể mềm mại chấn động, ngây người, người ra hai mắt đột nhiên hiện ra chi quang kỳ dị, ngắm nhìn Hàn Lập mà không hề chớp mắt. Còn khuôn mặt đẹp như ngọc thì càng kích động biến ảo hơn nữa. Đầu tiên là biểu hiện không tin nhưng lập tức mừng rỡ rồi cuối cùng thì lại không biết phải làm thế nào cho đúng. Chỉ cần nhìn thấy cử chỉ lạ lùng của vị tuyệt sắc nữ tử này mọi người đều thấy được là nàng và Hàn Lập là những người đã từng quen biết nhau mà hơn nữa còn có quan hệ rất là thâm sâu. Sắc mặt của một quan lão thì âm trầm xuống, trong đại điện liền im lặng và an tĩnh không một tiếng động hầu hết mọi người đều nhìn về phía cô ta và Hàn Lập với ánh mắt rất là cổ quái. chương 1238, giúp đỡ. Sao vậy, Tử Linh nhận biết được Hàn Đạo Hiếu. Hồ Khánh lôi mở miệng hỏi, thanh âm không lớn, nhưng trong tai Tử Linh lại giống như tiếng sấm. Đúng, thiếp thân cùng Hàn Huynh đúng là có chút quen biết. Tử Linh hai mắt mơ màng tựa hồ có chút tỉnh ra, ánh mắt nhìn chằm chằm Hàn Lập cũng vội vàng thu về, miễn cưỡng cười nói. Nhưng bộ ngực sữa lại phập phồng lên xuống, hiện tại trong lòng nàng kích động dị thường, không thể tự mình kìm nén. Tử Linh cô nương, không nghĩ tới lại gặp nàng ở chỗ này. Hàn lập sờ sờ mũi, một lúc lâu sau, cười khổ một tiếng nói, hắn dù sao không phải người bình thường, thần sắc trong khoảnh khắc đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Ô, nếu Tử Linh cùng Hàn đạo hiếu là người quen biết cũ, lại càng tốt. Tử Linh, người trước hết mời Hàn lập đạo hiếu một ly. Một khi gia nhập ma cung, sẽ cắt đứt mọi quan hệ trước kia, chén rượu này cũng coi như như là chén rượu chấm dứt đi. Hồ Khánh lôi ngạc nhiên trong chốc lát, nhưng lại nói nhẹ nhàng bâng quơ. Giống như căn bản không cần biết quan hệ giữa Hàn Lập cùng ái thiếp tương lai của mình là như thế nào. Vừa nghe thấy lời này, tử linh đang miễn cưỡng tươi cười, chợt đờ đẫn. Bên cạnh một gã ma cung thị nữ, cũng lập tức đi tới trước người nàng. Bày lên bàn một cái bầu rượu cùng một chén rượu xanh biếc. Tử linh cúi đầu nhìn nhìn vật trên bàn, mái tóc đen nhất thời chặn hơn phân nửa khuôn mặt, làm cho không người nào có thể nhìn thấy vẻ mặt hiện tại của nàng sau khi bất động một lúc liền chậm rãi vươn cổ tay nhẹ nhàng đưa tay cầm lên bầu rượu không khí khẩn trương trong đại điện theo động tác của nàng mà nhất thời buông lỏng vẻ âm lệ trên mặt mộc quan lão giả cũng như vậy mà dịu xuống hàn lập sau khi lẳng lặng nhìn tử linh rót một chén rượu đưa tay nhẹ nhàng cầm lấy chén rượu nâng lên không nói một lời hắn liên tục tiêu sái nhẹ nhàng bước đến vẻ khác thường trên mặt tử linh biến mất một lần nữa khôi phục thần thái lạnh nhạt lạnh lùng, ánh mắt nhìn Hàn Lập trong phút chốc cũng giống như thấy người xa lạ bình thường. Hàn Lập khóe miệng run rẩy một chút, nhưng lập tức khôi phục bình tĩnh. "Hàn đạo hữu, mời uống chén rượu nhạt." Thanh âm Tử Linh giống như từ chỗ vô cùng xa truyền đến cực kỳ đờ đẫn, dường như chỉ là một cái xác đang nói chuyện. Mọi người trong điện nghe thấy, nhiều ít đều sinh ra một tia thương tiếc. Hàn Lập nhìn chén rượu gần trong gang tấc, không lập tức đưa tay nhận chén rượu ngay mà ngược lại ánh mắt mem theo chén rượu ở cánh tay nữ tử, thân thể, cuối cùng dừng lại ở trên mặt bàn bằng ngọc tinh xảo trên đất. Hai mắt không biết khi nào lại hít lên, lần này, không khí trong điện vừa mới thoải mái, lại ngưng trọng lên. Nhưng một quan lão giả lần này tuy thần sắc không thay đổi, nhưng trong mắt chợt lóe hàn quang. Một bên hướng chi lễ tựa hồ cảm ứng được có vấn đề, liếc mắt nhìn hô lão ma một cái, không khỏi nhíu mày, mà phong lão quái nhìn thấy tình huống quỷ dị giữa hàn lập và tử linh, chỉ cười hắc hắc, không biết trong lòng rốt cuộc đang nghĩ gì. Còn lại đám nguyên anh tu sĩ, vẻ mặt tuy khác nhau, nhưng phần lớn là vui sướng khi thấy người gặp họa là chính. Hàn lập khoát tay, đột nhiên đem chén rượu trong tay tử linh nhận lấy, nhấc tay, một ngụm uống hết. Cử động của hắn, làm cho tất cả mọi người trong đại điện lâm đều ngẩn ra. Hồ Khánh lôi hai hàng lông mày nhướng lên, nhưng lập tức liền khôi phục như cũ. Tử linh khuôn mặt đờ đẫn lại hiện lên vẻ phức tạp, đôi mắt đẹp nhìn hàn lập trầm chằm trong chốc lát, mới không nói gì tiếp nhận chén rượu không chậm rãi xoay người bước đi chậm đã nếu tại hạ không có nhìn lầm trong cơ thể tử linh cô nương đã bị hạ cấm chế ngay khi tất cả mọi người nghĩ rằng với uy thế của hô khánh lôi việc này sẽ không tiếp tục nữa hàn lập lại bình tĩnh mở miệng tử linh vốn đang muốn đi về thân thể mềm mại liền chấn động dừng chân lại không tự chủ đứng im tại chỗ cả tòa đại điện nháy mắt lặng ngắt như tờ tất cả đều như ngừng hô hấp đến tiếng động cây châm dụng trên mặt đất cũng có thể nghe được Hàn đạo Hữu người uống cũng không nhiều, nhưng có thể là rượu không khiến người say, là người tự say. Trên mặt hồ khánh lôi không chút biểu tình, sau khi đem chén rượu trong tay thong dòng uống hết, lại nói ra một câu như vậy. Lúc này rõ ràng trong giọng nói đã cực kỳ không vừa long. Hồ huynh cứ yên tâm, hàn mỗ mặc dù chưa uống quá hai chén, nhưng người rất tỉnh táo, không đến mức nói năng lung tung. Hàn lập ánh mắt chấp động một chút, cũng không để ý cười khẽ. Phải không tử linh, ta hỏi ngươi một câu, ngươi cảm thấy hàn đạo hữu say hay không say, ta tự mình không rõ. Hồ Khánh lôi cúi đầu nhìn nhìn chiếc nhẫn đỏ đậm trên tay, cũng không ngẩng đầu lên thản nhiên nói. Tử Linh được nghe lời ấy, trong nháy mắt thần sắc xấu đi, môi hồng động đậy hai cái, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không gì. Hồ Khánh lôi tựa hồ cảm ứng được Tử Linh trong lòng trần chờ, chuyển mắt nhìn lại. Kết quả mọi người vừa thấy gương mặt mộc quan lão giả giờ phút này, đều hoảng sợ, trong lòng thêm phát lạnh. Bởi vì thần sắc hô lão ma lúc này tuy vẫn giống như lúc trước, nhưng trên gương mặt lại hiện ra một tầng hắc khí nhàn nhạt, nhạt, đồng thời đôi mắt không biết đã ửng đỏ từ khi nào, cũng chấp động từng đợt hàn quang, căn bản không giống với mắt loài người. Hồ đạo hiếu, ngươi, hướng chi lễ ở bên cạnh muốn nói cái gì, nhưng là tiếng mộc quan lão giả lạnh như băng lập tức chặn lời hắn. Cho dù người là do hướng huynh mang đến, nhưng ngươi cho rằng ta bị khinh thường như vậy, còn có thể coi như không biết sao. Hôm nay hắn không giải thích hợp lý được, cũng đừng nghĩ muốn lại đi ra nơi đây. Hướng chi lễ nghe xong lời này, cũng chỉ có thể cười khổ hai tiếng không khuyên bảo hô lão ma cái gì nữa, ngược lại quay đầu đối với Hàn Lập lắc đầu. Hàn sư đệ, người hẳn là rất rõ ràng mình ở làm cái gì. Việc này, hướng mỗ không thể thay người giải quyết tốt hậu quả. Chính ngươi nên cân nhắc như thế nào cấp cho Hồ Huynh một cái công đạo đi. Ta nghĩ hẳn là sư đệ cũng có lời muốn nói với Hồ Huynh. Nói xong lời này, hướng chi lễ không nhìn lại hai người, thân mình dựa vào phía sau, nhắm mắt dưỡng thần. Tuy rằng hướng chi lễ không nói thêm gì, nhưng Hàn Lập lại có thể nghe ra trong lời nói này ý bảo nói năng cẩn thận. Chẳng qua đều là hóa thần tu sĩ, hướng lão nhân hiển nhiên không muốn cùng hô lão ma trực tiếp xung đột. Cho nên sau khi cảnh tỉnh hắn vài câu, cũng chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Hàn Lập mỉm cười, quay đầu hướng tử linh bên cạnh hỏi. Tử linh cô nương, ta và người tương giao cũng nhiều năm. Cũng là một trong không nhiều vị bạn tốt của Hàn Mỗ, trong cơ thể ngươi có dấu vết của cấm chế, có thể còn bị ép buộc. Hàn mỗ tuy rằng không muốn đắc tội với hồ đạo hiếu, nhưng cũng không thể lạnh lùng ngồi xem mà không để ý được. Chẳng qua trước đó, hy vọng đạo hiếu cho ta một câu trả lời chân thật. Có hay không nguyện ý muốn gả cho hồ huynh làm thiếp? Nếu là cam tâm tình nguyện, tại hạ tự nhiên sẽ không kiêu ngạo làm việc trướng mắt. Nếu là không muốn thì cứ nói hàn lập chưa nói hết lời, nhưng ý tứ đã lộ rõ. Ta, trên mặt tử linh tràn ngập các loại biểu tình chờ mong, do dự. Bất lực đan sen lẫn nhau, giống như đã sẵn sàng để trả lời, nhưng lại nhất thời không biết mở miệng như thế nào. Không cần hỏi nàng, đã tiến vào ma cung của ta, nguyện ý trở thành thị thiếp của ta hay không, không phải nàng có thể làm chủ. Nhưng cho dù là không muốn, thì ngươi sẽ thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn dùng sức mạnh mang nàng rời khỏi ma cung của ta sao? Hồ Khánh lôi một tiếng cười lạnh, trong lời nói tràn ngập ý châm chọc. Quả nhiên là thế, việc này là sự thật, Hàn Lập khẽ thở dài. Nhưng cuối cùng dường như vẫn muốn hỏi lại Tử Linh một lần. Ta mấy năm trước trong lúc vô ý hiển lộ hình dáng, sau đó bị vài vị trưởng lão Thiên Ma tông liên thủ bắt sống, đưa lên núi. Chưa nói tới chuyện Tử Nguyện hay không, ánh mắt Tử Linh dừng ở trên người Hàn Lập, thấy hắn hiện giờ đã là nguyên anh hậu kỳ kỳ đại thành, đối mặt với chủ nhân ma cung là người khiến cho mình sợ hãi dị thường, lại vô cùng trầm tĩnh, không biết thế nào tuy nóng lòng, nhưng lại cắn răng nói ra tình hình thực tế. Nghe được lời ấy, Hồ Khánh Lôi chỉ cười lạnh không nói. Trong điện, những tu sĩ khác cũng không lộ ra chút gì sắc. Loại chuyện ép buộc nữ tu như vậy, nếu là ở trong một môn phái chính đạo, có lẽ sẽ chịu sự chỉ trích lớn. Nhưng ở trong ma đạo cùng một ít môn phái tán tu, lại như chuyện thường ngày, giống như là chuyện tất nhiên. Mà những tu sĩ có thể tới ma cung này, tất nhiên sẽ không có quan hệ với môn phái chính đạo nào. Chẳng trách đối với chuyện này đều tỏ ra thờ ơ, có những lời này của tử linh cô nương là tốt rồi. Hồ Huynh cũng không cần tức giận, Tại hạ cũng không có ý đối nghịch cùng đạo hiếu. Thế gian này tất cả đều có thể trao đổi ngang hàng, không biết tại hạ có thể dùng điều kiện gì mới có thể đổi lấy tự do cho tử linh đạo hiếu. Hàn lập gật gật đầu, thế nhưng đối mục quan lão giả lại nói như vậy. Coi như không thấy vẻ mặt không tốt lành ở đằng kia. Trao đổi, với ngươi, Hồ Khánh lôi đầu tiên mặt ngẩn ra, lập tức trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái như thế nào, Hồ Huynh cảm thấy tại hạ không xứng sao. Hàn lập bất động thanh sắc nói không tồi ngươi cũng xứng cùng hô mẫu trao đổi chút đồ vật cho dù ngươi so với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ bình thường có mạnh hơn một chút nhưng ở trong mắt ta cũng không đáng nhắc tới cũng nghĩ là ngươi được hướng đạo hữu mang ngươi tới đây ngươi liền có thể cùng hô mỗ cùng ngồi cùng ăn huống hồ thế gian này làm gì còn bảo vật gì có thể làm cho hô mỗ động tâm đúng rồi nghe nói ngươi còn có hai kiện linh bảo chỉ cần hô mỗ muốn giết ngươi hai kiện linh bảo này tất cả còn không phải đều thuộc về hô mẫu sao Hồ Khánh lôi âm trầm nói, đồng thời trên thân thể phảng phát hiện ra một tầng ô quang, tựa hồ thực sự động sát tâm đối với Hàn Lập. Linh bảo, xem ra là hướng đạo hữu đã nói lại cho Hồ Huynh. Nhưng không biết hướng đạo hữu có nói hay không cho đạo hữu về Diệt Tiên Châu. Hơn nữa, Hồ Đạo hữu thực sự cho rằng tư liệu không gian tiết điểm ta đã giao ra là toàn bộ sao. Hồ Đạo hữu tự cho rằng, dưới tình huống ta có Diệt Tiên Châu, còn có khả năng bắt giữ, thi triển siêu hồn thuật đối với ta sao. Hàn lập ánh mắt quỷ dị chấp động hai cái, bỗng nhiên môi khẽ nhúc nhích truyền âm với một quan lão giả. Nguyên bản hung thần ác sát hô lão ma, vừa nghe lời này sắc mặt bỗng nhiên đại biến, ánh mắt băng hàn gắt gao nhìn thẳng hàn lập, đột nhiên không nói được lời nào. Phong đạo hiểu, tiểu tử này thật sự có diệt tiên châu sao. Tất cả mọi người đều không biết, một lát sau, ở bên tai phong lão quái vang lên một tiếng nói tinh tế, đúng là tiếng hô lão ma truyền âm. Chính là lão ma này không biết thi triển loại bí thuật nào, Rõ ràng môi không có nhúc nhích, thế nhưng cũng có thể truyền âm mà không ai hay biết. Cho dù là Hàn Lập có thần thức cường đại, cũng không thể phát hiện được điều khác thường. Chương 1239, Hàn Lập trao đổi. Phong lão quái tuy trong lòng có chút bất mãn đối với Hàn Lập, nhưng đối mặt với câu hỏi của lão ma tự nhiên sẽ không nói lời thừa, hơi do dự một chút rồi cũng đồng dạng truyền âm trả lời, hiện giờ thế hắn đang lớn. Tiểu tử này chẳng những có diệt tiên châu, nhưng xem bộ dạng thì hình như không chỉ có một viên hồ huynh nếu thật sự muốn ra tay với hắn thì thật sự có chút khó giải quyết hồ lão ma nghe nói như thế vẻ mặt không chút thay đổi nhưng trong lòng dùng mình đối phương có diệt tiên châu đã gây cho hắn có một tia cố kỵ nếu không chỉ có một viên như đã nói thì như vậy cũng đủ tạo thành uy hiếp nhưng cái này chưa còn khiến hắn phải kiêng kỵ nhất trong lòng thầm nghĩ như thế lão ma bỗng nhiên đổi hướng truyền âm sang hướng chi lễ hướng huynh tiểu tử này cung cấp không gian tiết điểm có thể không được đầy đủ người biết không có biết hay không có cái gì khác nhau nếu đổi lại là ta biết cũng sẽ không giao ra tất cả quan trọng là hắn khẳng khái đáp ứng hợp tác cùng chúng ta chỉ cần qua một lúc hắn tự nhiên sẽ nói ra thêm một chút cái khác ta mặc kệ nếu không nắm chắc có thể bắt sống được người này thì quyết không thể làm tổn thương đến tính mạng của hắn hướng chi lấy mí mắt cũng không nâng một chút nhưng môi khẽ nhúc nhích truyền âm nói hư nhưng hiện tại tiểu tử này lại làm loạt nếu ta lùi một bước chẳng phải là để cho người ta nói rằng ta đây sợ một một gã nguyên anh hậu kỳ tu sĩ hay sao? Hồ lão ma hừ lạnh một tiếng, rất là bất mãn nói ra. Hồ đạo hiếu, ta xem ngươi ở ma cung lâu ngày rồi, nên hiện giờ có chút hồ đồ. Tu vị như chúng ta tới bực này rồi, thì chút hư danh còn gì đáng nhắc tới nữa. Ta xem nữ tử này tuy rằng quốc sắc thiên hương, nhưng người thực sẽ vì một gã thị thiếp mà chịu buông tha cho con đường đại đạo rộng lớn trước mắt hay sao? Chẳng qua, người nếu thật sự lòng dạ hẹp hòi thì chỉ cần không làm thương tổn đến tính mạng của hắn, và cam đoan không để người này cùng với chúng ta trở mặt, thì chỉ cần hơi chút giáo huấn hắn một chút là được. Còn lão phu thì quay mặt xem như không thấy gì là được. Hướng chi lễ nhàn nhạt trả lời, xem ra cái danh ác nhân chỉ có thể để ta làm. Xem hắn có thể sử dụng cái gì, để đổi lấy nha đầu tử linh kia rồi nói sau. Hồ lão ma trầm ngâm một chút, liền kết thúc truyền âm lập tức hắn lại nhìn Hàn Lập ở cách đó không xa, lạnh như băng nói: Nể mặt hướng, phong hai vị đạo hiếu, chỉ cần ngươi bây giờ thu hồi lại những lời đã nói lúc trước, ta liền xem như sự việc lúc trước chưa hề phát sinh. Lúc đó chỉ là ngươi lỡ lời, ý tứ hiếp ý của lão ma lộ rõ không thể nghi ngờ, nhưng cố tình trong lời nói lại cấp Hàn Lập một cái cớ để xuống nước. Nghe nói thế, trong điện Lam Bảo nho sinh cùng khổ trúc lão nhân cấp nguyên anh tu sĩ trong lòng đều ngẩn ra bọn họ đều nghe được vị thiên ma tông thái thượng trưởng lão này tựa hồ đối với hàn lập tựa hồ có vài phần kiêng kỵ nếu không vừa rồi rõ ràng đang cực kỳ nổi giận tuyệt không thể chi nói như vậy liền có thể bỏ qua mọi ánh mắt kinh ngạc đều hướng lên người hàn lập mọi tu sĩ đều muốn xem xem vị này rốt cuộc có năng lực gì mà có thể làm cho một quan lão giả mạnh mẽ thay đổi chủ ý đa tạ ý tốt của hô đạo hiếu nhưng không khéo chính là tại hạ không có thói quen thu hồi lời mình đã nói ra hay là đạo hiếu vẫn nên cân nhắc một chút những điều Hàn mỗi lúc trước đã nói. Hàn lập không chút do dự trả lời. Lần này, một quan lão giả thật sự giận dữ trong lòng, sắc mặt đanh lại, trong miệng liên tiếp nói ba chữ được, ánh mắt như điện đảo qua trên người tử linh cùng Hàn lập, một cỗ khí thế kinh người bùng nổ phát ra, cả người nháy mắt biến thành một cái lốc xoáy thật lớn, trong đại điện linh khí tất cả đều tiêu tán hết. Làm cho tất cả tu sĩ đều cảm nhận được linh áp vô tận trên người lão ma, tất cả trong lòng đều dùng mình, trong lòng mỗi người đều không cầm được một ý nghĩ hiện lên trong đầu lão ma lần này tựa hồ thực sự bị hàn lập chọc giận xem ra sẽ lập tức ra tay ai trong đầu cũng thầm có ý nghĩ như vậy hai gã tu sĩ hơi gần hàn lập liếc mắt lẫn nhau mắt một cái rồi cũng lặng yên không tiếng động đứng dậy về phía sau lui lại mấy bước đi ra ngoài để tránh một khi động thủ thì bị vạ lây tử linh tuy rằng ngưng kết nguyên anh thành công nhưng tự nhiên không thể ngăn cản linh áp kinh người của hóa thần tu sĩ sắc mặt trắng nhợt thân thể mềm mại kinh hoàng lùi lại phía sau hai bước vừa lúc tới ngay trước cái bàn mà hàn lập đang đứng một bàn tay ấm áp không tiếng động động xuất hiện ở trên vai nàng tiếp theo một cỗ pháp lực cực kỳ tinh thuần được rót vào trong cơ thể nàng tử linh lúc này chỉ cảm thấy cả người nóng lên lúc trước vốn đang tổn hao nhiều khí lực đột nhiên trở nên giống như gió mùa xuân tươi mát thổi qua mặt tử linh vô ý thức lau mồ hôi lạnh trên trán chỉ thấy hàn lập đặt một bàn tay dưới chiếc áo rộng thùng thình lên vai nàng cũng hướng về phía nàng mỉm cười Tuy rằng không biết Hàn Lập vì sao lại có vẻ chấn định như vậy nhưng cũng làm nội tâm đang bất ổn của tử linh trước nụ cười đó cũng bình phục lại không ít. Nàng cắn chặt hàm răng, mặt ửng đỏ mang theo một nụ cười nhàn nhạt, nhạt. He he, nếu như ngươi đã thực sự muốn nàng ta, vậy được, lão phu thành toàn ngươi. Đừng nói hô mỗ không để cho ngươi cơ hội, ngươi đã nói thế gian có vật gì đều có khả năng trao đổi. Như liền dùng hai kiện linh bảo trong tay ngươi để đổi lấy tự do cho tử linh nha đầu kia đi. Hồ lão ma thấy vậy không những không giận dữ, ngược lại còn cười rộ lên. Tiếp theo khí thế kinh người liền thu lại, mở miệng dùng công phu sư tử ngoạc. Những tu sĩ khác nghe xong những lời này, cũng không cầm được phải trao đổi ánh mắt với nhau. Ở đây bọn họ xem ra, lão ma quả nhiên căn bản không muốn thả tử linh rời đi. Nếu không, như thế nào lại nói ra cái điều kiện quá đáng như vậy? Thông thiên linh bảo là vật trí bảo ra sao kia chứ, cơ hồ mỗi một kiện xuất thế, nhất định sẽ làm tu chân giới biến thành một mảnh gió tanh mưa máu. Chính là các đại tông môn đại tu sĩ, nếu trong tay có một hai kiện phỏng chế linh bảo, ở bên ngoài liền có thể hoành hành không cố kỵ gì. Vậy mà hô lão ma vừa mở miệng lại đòi lấy của đối phương hai kiện chân chính linh bảo, rõ ràng là một chút thành ý cũng không có. Chẳng qua nói đi nói lại lão ma không có lập tức ra tay, đã xem như cấp cho đối phương mặt mũi không nhỏ rồi. Mà tiểu tử họ hàn này mà trong tay thật sự có hai kiện linh bảo, thì cũng thật là hết chỗ nói rồi. Nhưng nếu có là thật đi nữa thì với sức của một người cũng không thể làm cho âm la tông gà chó không yên như thế được. Chuyện âm la tông tông chủ đã chết, xem ra cũng là chuyện chính xác. Những tu sĩ khác trong lòng không ngừng nghĩ thầm, mà tử linh nghe xong được điều kiện như thế, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Nàng cũng biết giá trị linh bảo lớn đến như thế nào, cũng biết không ai có không thể đáp ứng điều kiện như thế. Dùng linh bảo trao đổi, đạo hữu nói ra điều kiện này không phải rất thái quá hay sao chứ điều kiện này xin thứ cho tại hạ không thể đáp ứng hàn lập khẽ thở dài một hơi quả nhiên không chút nghĩ ngợi từ chối điều kiện này vậy dùng diệt tiên châu trên người ngươi để trao đổi cũng được hồ lão ma cười lạnh một tiếng sau đó nói thêm diệt tiên châu tại hạ cũng vô pháp đáp ứng cho dù ta nguyện ý trao đổi cũng sợ không có bảo vật này hộ thân thì đạo hữu khi trao đổi xong rồi lấy cớ hạ sát thủ thì tại hạ phải làm sao đây hàn lập nhướng mày vẫn là chậm rãi lắc đầu nói ra hắc hắc người vẫn còn có thể tự biết tình thế của mình đấy. Nhưng là trừ bỏ linh bảo cùng diệt tiên châu ra, người còn có thể có bảo vật gì, làm cho lão phu coi trọng đây chứ. Bản tôn sống đã hơn một ngàn năm, cho dù nhân giới còn có vật làm cho lòng ta động lòng, thì cũng không thể có ở trên người của ngươi, hồ lão ma trên mặt mang theo vẻ châm chọc nói. Phải không, điều này thì cũng không nhất định, không biết hồ đạo hữu thọ nguyên còn có bao nhiêu. Hàn lập đột nhiên khẽ cười một tiếng nói, lão phu thọ nguyên cho dù không còn nhiều lắm, nhưng để sống thêm ba bốn trăm năm, vẫn còn dư sức. Mà vấn đề này ngươi hỏi để làm cái gì? Hồ lão ma nghe vậy ngẩn ra, có chút ngoài ý muốn nói. Nghe được lời ấy, hàn lập trên mặt hiện lên một tia thần bí, chỉ thấy môi khẽ nhúc nhích, nhưng không tạo ra âm thanh gì. Thế nhưng lại truyền âm cho hồ lão ma, một quan lão giả bên tai, lập tức vang lên thanh âm đàm thoại. Nếu cho hồ hữu một cơ hội, có thể đem thọ nguyên lại kéo dài thêm bốn năm trăm năm nữa, không biết hô huynh hay không nguyện ý trao đổi phóng thích tử linh cô nương rời khỏi ma cung. Bốn năm trăm năm, thứ ngươi nói chính là hồi dương thủy. Một quan lão giả vốn đang còn vẻ mặt cười lạnh, thân mình liền đứng thẳng lên, thần sắc chợt đại biến. Vốn ở một bên xem náo nhiệt phong lão quái cũng không thể nghe được nội dung truyền âm, nhưng vừa thấy lão ma như vậy cũng sửng sốt vội quay sang bên này xem xét. Hướng chi lễ lúc này cùng đồng thời mở to hai mắt, cũng dùng ánh mắt hồ nghi quét về phía hô lão ma. Hồ lão ma lúc này mới phát hiện chính mình thất thố, tâm niệm vừa chuyển, mặt ngoài thần sắc lập tức khôi phục như thường, nhưng bên tai Hàn Lập lại tiếp theo vang lên thanh tiếng truyền âm của lão ma. Ở nhân giới có thể có linh dược kéo dài thọ nguyên như thế, nghe đồn chỉ có hồi dương thủy. Chẳng lẽ ngươi trong tay ngươi thậm chí có loại thuốc tiên này, nếu thực sự có linh dược này, bản tôn tự nhiên có thể thả cho nha đầu kia rời đi, ngược lại thậm chí còn có thể cho ngươi một ít ưu đãi. Lão ma lời nói đột nhiên trở nên nóng bỏng dị thường dường như hoàn toàn thay đổi thành một người khác hàn mẫu cũng không có thuốc hồi dương thủy này nhưng loại thuốc này muốn luyện chế cần nguyên liệu chủ yếu là hàn thủy nhiều thì không có chữ ít thì tại hạ cũng có được một phần hàn lập bình tĩnh truyền âm trở về chính là có hàn thủy giọng nói lão ma lộ ra vẻ thất vọng hiển nhiên là hy vọng càng nhiều thì thất vọng lại càng lớn tại hạ nếu thật sự có hồi dương thủy pha chế sẵn thì cần gì cùng đạo hữu trao đổi mà trực tiếp xuất ra cùng hướng đạo hữu và phong đạo hữu trao đổi chỉ sợ hẳn là hai người sẽ lập tức mạnh mẽ trợ giúp tại hạ mang tử linh cô nương đi nếu vậy thì đạo hiếu cũng vô pháp ngăn trở đạo hiếu đã nói vậy thì hẳn cũng biết phương pháp luyện chế hồi dương thủy tuy rằng thái dương tinh hỏa khó tìm thật nhưng đã có hàn tủy lấy thế lực thiên ma tông việc luyện chế ra hồi dương thủy vẫn là có hy vọng thế nào hàn mỗ dùng tài liệu này để trao đổi tử linh đạo hiếu rời đi xem ra làm cũng không tính là chiếm tiện nghi của hô huynh hàn lập đã định liệu trước nói ra đối với những hóa thần tu sĩ đã đến đại hạn chỉ sợ linh dược có thể kéo dài tuổi thọ so với một hai kiện linh bảo thì linh bảo thật ra không đáng nhắc tới. Hàn Lập cũng thật không tin Hồ lão ma thực sự không có chút động tâm. Nếu hắn không giữ lại chút bảo vật hộ mệnh thì việc muốn đem theo Tử Linh cùng rời khỏi ma cung quả thật có chút khó khăn. Đương nhiên sở dĩ hắn dám xuất ra vật ấy cũng là bởi vì đối phương đối với mình có vài phần kiêm kỵ. Nếu không hắn cũng không muốn, ngược lại lại kích động một một gã hóa thần kỳ tu sĩ ra tay đối với mình. Hàn Lập phía đối diện truyền âm vừa dứt ánh mắt lão ma chấp động không thôi, mặt lộ rõ vẻ trầm ngâm. Phong lão quái cùng hướng chi lễ liếc mắt lẫn nhau một cái, đều cùng từ trong ánh mắt đối phương thấy được vẻ ngoài ý muốn. Cũng đều không biết, hồ lão ma cùng hàn lập rốt cuộc nói chuyện gì với nhau, thế nhưng lại làm cho khí thế hùng hổ của lão ma biến mất, bây giờ một chút giận dữ cũng không có. Còn lại các nguyên anh tu sĩ khác cũng đồng dạng tò mò vô cùng. Nhưng bọn hắn ai cũng không dám mở miệng nói ra, chương 1240, một kích theo lão phu được biết thì chỉ có tiểu cực cung mới có hàn tủy nếu không phải trước kia tiểu cực cung cũng tồn tại hóa thần kỳ tu sĩ hơn nữa thái dương tinh hỏa vốn là vật khó tìm vậy hàn tủy sớm đã bị mấy lão quái vật khác cường đoạt chiếm đi mất hiện tại tiểu cục cung không có hóa thần tu sĩ nhưng kỳ thực trước đây rất lâu hàn tủy đã bị mất đi một cách bí ẩn ngay chính bản thân lão phu tự mình đột nhập vào tiểu cực cung tìm kiếm một phen cũng không thu hoạch được gì ngươi như thế nào lại có được vật này chẳng lẽ đây chính là một lọ mà tiểu cực cung đã mất đi? Hồ lão ma âm trầm kể lại, tất nhiên là không phải, thế gian này thật có không ít chuyện do cơ duyên xảo hợp mà thành. Bình hàn tủy đã mất kia có lẽ thật nằm trong tay của hàn mố. Do tại hạ lấy được một ít từ trong huyền ngọc động của tiểu cực cung. Nhưng với lần trao đổi này tại hạ tất nhiên không thể giao ra toàn bộ, chỉ có thể giao ra một ít mà thôi, đạo hữu miễn cưỡng cũng có thể luyện chế ra hai khỏa hồi dương thủy. Hàn Lập dường như đã sớm đoán được lão ma sẽ hỏi như thế, nên khi vừa nghe hắn nói xong mặt không đổi sắc trả lời ngay. Hừ, lão phu không quản là vật ấy từ đâu mà có. Thứ này nguyên bản không thể dùng nhiều được nên hai khỏa cũng không tính là ít. Nhưng nếu ngươi thực sự dùng nó làm điều kiện trao đổi thì lão phu vẫn còn một điều kiện khác. Nếu ngươi đáp ứng được, thì lão phu sẽ đồng ý để nha đầu tử linh rời khỏi Ma Đà Sơn. Một quan lão giả xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên ngừng truyền âm mở miệng nói. Điều kiện gì? Hàn Lập liền ngạc nhiên khi thấy đối phương còn nói ra thêm một điều kiện liền nữa. Điều này quả thật nằm ngoài dữ liệu của hắn. Rất đơn giản, trừ những gì đã đáp ứng người còn phải tiếp một kích của Lão Phu mà không được trốn tránh, không được sử dụng diệt tiên châu. Nếu người tiếp nhận được một kích này thì từ nay về sau Lão Phu quyết không làm khó người nữa. Một quan Lão giả hàn quang chợt lóe, liếc nhìn tử linh đảo mắt qua một cái, mặt không chút thay đổi nói hướng chi lễ nghe điều kiện này thì sắc mặt khẽ biến nhưng trong nháy mắt liền khôi phục như thường còn phong lão quái thì kinh ngạc nhìn lão ma liếc mắt một cái những tu sĩ còn lại nguyên bản cũng kinh ngạc không thôi vừa rồi thần thái của hô lão ma đại biến vốn làm cho bọn không hiểu hàn lập xuất ra loại bảo vật gì mà lại làm cho một hóa thần kỳ tu sĩ phải động tâm giờ lại nghe thêm điều kiện này nữa thì liền im lặng không biết phải nghĩ sao cho hợp tiếp đạo hữu một kích mà không được tránh né đồng tử của hàn lập co lại hỏi lại một câu không sai, đó chính là điều kiện, nếu lão phu không cho ngươi thấy một chút bản sự thì chỉ sợ người khác lại cho rằng ta đường đường là một vị đứng đầu ma cung mà ngay cả thị thiếp cũng không giữ nổi, há không nực cười sao. Lão ma âm trầm nói, lúc này trong đại điện liền an tĩnh lại, không ít người thầm cân nhắc, có chăng hô lão ma đã nối sát tâm, muốn nhân cơ hội này một kích giết chết đối phương. Bởi dù sao đi nữa thì Nguyên Anh Kỳ và Hóa Thần Kỳ cũng là hai tồn tại tranh lệch rất lớn, lấy khả năng của một người là Nguyên Anh kỳ lại có thể ngạnh tiếp một kích của hòa thần kỳ tu sĩ. Quả có hơi mộng tưởng, ánh mắt mọi người chợt đổ dồn về phía Hàn Lập, đồng dạng sắc mặt tử linh cũng đột nhiên trở nên trắng bệch. Trầm ngâm một lát liền cắn chặt răng mà nói, Hàn Huynh không cần phải hao tâm thêm nữa, thiếp thân giờ đã thay đổi chủ ý, quyết ở lại ma cung này. Mong Hàn Huynh hãy rời khỏi nơi này. Thanh âm nàng đầy vẻ chua xót và cam chịu, Hàn Lập xứng sốt khi nghe xong những lời này, nhưng liền hiểu ngay tâm ý của tử linh, chỉ khẽ nở nụ cười. Không chờ cho hắn mở miệng thì thanh âm lạnh như băng của hô lão ma lại vang lên. "Ngươi cho rằng ma cung ta là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Lão phu đã muốn có giao dịch này thì ngươi có không muốn cũng không được." "Tiểu tử họ Hàn, ngươi định khước từ điều kiện của lão phu?" Tất nhiên tại hạ sẽ không, nếu đúng như lời nói là chỉ tiếc một khích thì Hàn Mỗ cũng không ngại thử một lần xem sao. Hàn lập hướng Tử Linh lắc đầu, không để ý tới mà liền lên tiếng đáp ứng. Lão ma cười hắc hắc, một tay vừa nâng, hướng tới Tử Linh đang đứng cách đó không xa điểm tới. Nàng liền cảm thấy ở đan điền một trận sao động, không khỏi hoa dung thất sắc thở nhẹ một cái, lập tức thân thể mềm mại rung lên, rồi mấy đạo hắc ti từ trong cơ thể từ từ bay ra, giống như linh xà xoay tròn một cái rồi hướng tới ngón tay của lão ma mà bay vào không còn bóng dáng. Lúc Tử Linh vận động thân thể thì pháp lực trong cơ thể đã sử dụng lại được, liền cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Vốn không thể điều động được linh lực mà giờ lại có thể làm được. Hàn Lập thấy vậy liền hướng tới Tử Linh mà đưa thần thức quét qua một cái, cuối cùng trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Bởi vì trong cơ thể Tử Linh không còn cấm chế nữa. "Đồ vật kia đâu?" Hồ lão ma cũng không chút khách khí, ngay khi hắn vừa giải trừ cấm chế trong cơ thể của Tử Linh liền đưa mắt lạnh lùng nhìn Hàn Lập hỏi tới. Khóe miệng Hàn Lập khẽ nhếch, liền phất tay xuất ra một đạo bạch quang hướng Hồ lão ma mà tới. Hai mắt của Hồ lão ma sáng ngời, nhanh chóng vung tay thu đạo bạch quang này đây đúng là một cái bình ngọc màu trắng ngà. Ánh mắt lão ma chấp động vài cái, tay áo hướng tới nắp bình phất một cái, nắp bình tự động mở ra. Cùng lúc đó một cái vòng hắc mang mở ra bốn phía, hình thành một cái quang cháo màu đen bao lấy nó, để ngừa người khác dùng thần niệm đảo qua. Thái độ mộc quan lão giả cẩn trọng như vậy càng khiến người khác cảm thấy tò mò. Ngay cả hướng chi lễ bàn tay đang vuốt sâu cũng phải dừng lại, trầm ngâm không thôi không lâu sau hồ lão ma đã kiểm tra xong đồ vật bên trong, trên mặt lộ ra một nụ cười. Sau khi đóng nắp bình thì thu ngay vào túi chữ vật. Đến lúc này hắn mới ngẩn đầu nhìn Hàn Lập, rất nhanh vẻ tươi cười biến mất nhường chỗ cho sát khí nồng đậm. Hắc quang quanh thân chợt lóe, cả người hóa thành một đạo ô quan bắn ra ngoài cửa điện. Bên trong chỉ còn lưu lại thanh âm lạnh lùng của hắn. Hàn tiểu tử, ta chờ ngươi ở ngoài điện, đừng để bản tôn chờ lâu. Lời chưa dứt thì ô quang đã biến mất. Thanh âm vẫn còn vang vọng không thôi, Hàn Lập thấy vậy, thần sắc vẫn không bối rối, ngược lại còn thản nhiên rót thêm một chung rượu, uống một hớp rồi mới từ từ đứng dậy. Hàn huynh thực sự muốn đi đón đỡ một kích của hắn. Hắn chính là hóa thần tu sĩ. Hai mi của Tử Linh nhíu lại không khỏi lo lắng nói: "Yên tâm, nếu nói chỉ là một kích thì ta cũng có vài phần nắm chắc." Hàn Lập nhìn Tử Linh liếc mắt một cái, bình thản cười nói: Nhớ lại năm đó chưa tiến dai lên nguyên anh hậu kỳ hắn vẫn có thể ngạnh kháng nhất kích của cổ ma thủy tổ. Giờ đối mặt với hóa thần kỳ tu sĩ dĩ nhiên trong lòng hắn cũng vài thành tin tưởng. Vậy thiếp thân sẽ cùng hàn huynh ra ngoài, đôi mắt của tử linh sáng ngời lên kiên quyết dị thường. Hàn lập nhìn thấy dị sắc trong mắt nàng, khẽ trần trừ một chút rồi gật đầu đồng ý. Linh quang trên người hắn chợt lóe một tay nắm lấy tử linh đồng dạng hóa thành một đạo thanh quang bắn nhanh ra ngoài, sau đó biến mất ở cửa điện. Đám người của Lam Bảo Nho sinh trong điện tay cũng vung lên, hóa thành độn quang rồi hướng cửa điện lao ra. Tràng náo nhiệt này dĩ nhiên bọn hắn sẽ không bỏ qua. Ngay cả hai vị nữ tử tuyệt sắc cùng đi với tử linh sau khi trần chờ một chút cũng liền mang theo cung nữ ra ngoài. Trong phút chốc, đại điện chỉ còn lại hai người hướng chi lễ và phong lão quái. Bọn họ cứ như thế im lặng ngồi tại chỗ, căn bản không động đậy chút nào. Hướng huynh, ngươi thấy thế nào? Phong lão quái mở miệng, thấy cái gì? hướng chi lễ thần sắc không đổi hỏi lại một câu tự nhiên là việc hàn tiểu tử đã dùng cái gì mà có thể làm cho hô lão ma ngay cả việc thị thiết bị đoạt đi cũng không quan tâm đến giờ đây vật có thể làm cho lão ma động tâm thật sự không nhiều lắm phong lão quái nở nụ cười lạnh nếu là không nhiều lắm thì cũng không phải là không có việc này cũng đâu có gì là lạ hướng chi lễ vẫn bình tĩnh dị thường nói hướng huynh thật sự không muốn biết vật kia là vật gì sao chứ nếu nó có thể làm cho hô lão ma động tâm có lẽ nó cũng có tác dụng với chúng ta. Phong lão quái liếc mắt thật sâu nhìn hướng chi lễ đầy thâm ý nói. Cho dù vật kia là vật trí bảo có thể trợ giúp chúng ta đột phá bình cảnh, hoặc có thể nó là tiên dược có thể gia tăng thêm thọ duyên của chúng ta lên vài trăm năm nữa thì tính làm sao chứ? Phong đạo hữu cảm thấy việc trước mắt là tìm cách phi thăng linh giới hay là sống lâu thêm một hai trăm năm để có thể tu luyện tới hóa thần hậu kỳ nếu không làm được việc này thì có lẽ chúng ta không nên để tâm đến ngoại vật mà nên chuyên tâm tìm kiếm không gian tiết điểm chỉ cần có thể tìm được không gian tiết điểm thích hợp thì đám người chúng ta hai người có thể trường sinh rồi cần gì phải để tâm tới những việc khác chứ hướng chi lễ thở dài một cái rồi nói ra một hơi dài như vậy không sai hướng huynh nói vậy thật hữu lý vốn là phong mẫu nhất thời nỗi lòng tham kỳ thật bất kể vật kia là gì một khi tới tay của hô lão ma rồi thì tất nhiên không phải là đồ vật thông thường mà xem qua bộ dáng của hô lão ma có lẽ hắn sẽ không cho bất cứ ai biết được đó là gì. Nhưng lão ma lại muốn hàn tiểu tử đón của hắn một kích, chắc dụng tâm cũng không hề tốt. Có lẽ sẽ nhân cơ hội này mà lấy đi tính mạng của tiểu tử kia. Phong lão quái sau khi suy nghĩ một hồi, cuối cùng thì cười khổ rộ lên nói. Không có việc gì, trước đó ta đã nhắc nhở qua hô đạo Hữu Hơn nữa hàn sư đệ đã dám đồng ý thì có lẽ hắn cũng có vài phần nắm chắc. Nhưng nói gì thì nói, lão ma này tính tình cổ quái, vì để ngừa vạn nhất chúng ta cần phải đi ra ngoài xem một chút cũng mong là hắn đừng có làm việc gì hồ đồ nếu không thì sẽ có việc ngoài ý muốn xảy ra hướng chi lễ dường như nhớ đến việc gì đó nhướng mày lên có chút không yên nói ra phong lão quái gật đầu đồng ý cũng đứng lên theo thân hình hai người nhoáng lên một cái bỗng nhiên biến mất chỉ một khắc sau hai cái thân ảnh xuất hiện ở ngay bên ngoài cửa điện cách bọn họ hơn trăm trượng trên cao hàn lập cùng một quan lão giả đang huyền phù trên đó Thân sắc cả hai vẫn như thường, không chút gì thay đổi. Trên mặt đất ngoài vài tên tu sĩ thưa thớt, chợt cũng xuất hiện mấy trăm ma cung thị nữ vô cùng diễm lệ, tất cả đều nhìn lên không chung mà nói gì đó với nhau, trên mặt đều hiện vẻ hưng phấn dị thường. Quả thật cũng khó trách, bởi cơ hội thấy được đích thân chủ nhân ma cung xuất thủ vốn không nhiều. Nếu là hô lão ma toàn lực xuất thủ, hướng huynh thấy có hay không hàn tiểu tử tiếp được kích này. Phong lão quái hai mắt khép lại, nhìn thẳng lên không chung trong chốt lát, bỗng nhiên quay mặt quỷ dị hỏi chương 1241, núi Thúy Phong. Điều này dĩ nhiên phụ thuộc vào hô đạo hữu nếu là một kích bình thường thì không cần phải nói. Nhưng nếu hắn chịu hao tổn thọ nguyên mà sử dụng kiện linh bảo kia thì hàn sư đệ quả khó bình yên vô sự. Chỉ là hướng mỗ vốn nghĩ hắn sẽ không làm ba cái chuyện lưỡng bại câu thương này. Hướng chi lễ nhíu mày chậm rãi nói. Hướng huynh nói thật hữu lý. Nhưng chính là huynh còn chưa biết gần đây hô lão ma vừa chiếm được một kiện dị bảo. Nghe nói uy lực không hề kém linh bảo chỉ cần dùng bí thuật tế luyện một chút thì mặc nhiên có thể sử dụng. Đến lúc đó, hắn chỉ cần phối hợp chút pháp lực bản thân thì. Hắc hắc, ta xem ra lần này 89 phần là hắn sẽ sử dụng bảo vật này rồi. Phong lão quái cười lên một tiếng nói, lại có chuyện này, hướng chi lễ sắc mặt hơi đổi, hỏi lại một câu. Ngay khi hai người hướng chi lễ đang nói chuyện với nhau thì trên không trung một lão giả cũng đã bắt đầu hành động. Chỉ thấy ống tay áo hắn vung lên, liền xuất hiện một đoàn bích quan chói mắt hóa thành một vật chắn trước người lão giả. Đoàn bích quang này đích thị là một quyển trục cổ xưa, bên trên còn có thúy mang chấp động, mang đến cho người ta một cảm giác đầy thần bí. Lão ma lạnh lùng liếc mắt nhìn hàn lập một cái, đột ngột hai tay nhanh chóng bắt quyết, miệng liên tục khu động chú ngữ. Chú ngữ trầm bổng vang lên, quyển trục cùng từ từ khai mở. Từ trong đoàn thúy quang trói mắt ẩn hiện có hơn 10 tòa tiểu sơn xanh biếc lớn nhỏ, trông như một bức sơn thủy họa đồ vô cùng xinh đẹp, chúng tu sĩ còn chưa thấy rõ bên trong quyển trục là gì thì đã xuất hiện một cỗ lục vụ từ trong quyển trục toát ra nháy mắt đem toàn bộ quyển trục bao vào trong đó. Từ trong sương mù lập tức truyền ra hàng loạt tiếng gió rít vang dội, rồi 18 cột bích lục quang trụ phóng vọt lên cao. Một cảnh không ngờ xuất hiện, quang trụ phóng lên trời cao hào quang chờ tắt, phân biệt hiện ra từng tòa tiểu sơn cao hơn một trượng mỗi tòa đều xanh biếc, linh khí dồi rào, tiếng gió rít khá dĩ là từ đó mà ra. Đây là, vừa nhìn cảnh này, Hàn Lập chợt cả kinh, nguyên bản khuôn mặt vốn bình thản giờ đã trở nên ngưng trọng. Hai tay không hề lưỡng lự lập tức kết quyết, trong tay hắn liền xuất hiện hai kiện bảo vật, chính là Bát Linh Xích và Hư Thiên Đỉnh. Hắn ném Bát Linh Xích ra phía trước, liên ảnh nhanh chóng tỏa ra rồi cuồng trướng hóa thành một đóa ngân sắc cự liên chắn trước người, Bát Linh Xích xoay tròn bên trong, lục quang chói mắt. Cơ hồ trong một khắc, Hàn Lập hướng tới tiểu định màu xanh bắn nhanh ra một đạo thanh quang. Hư Thiên Đỉnh lập tức phát động, bay vọt lên phóng ra từng đoàn thanh ti vi diệu. Thanh quang tràn ngập, hóa thành một cái lưới rộng khoảng 10 trượng từ trên trời rơi xuống bao lấy hàn lập vào bên trong. Hư thiên đỉnh cũng tự thu nhỏ thành vài thước bay trên đỉnh đầu hàn lập. Tiếp theo hàn lập đưa một tay bấm quyết niệm thần chú, kim quang trên người chợt lóe rồi cường hóa trở thành một kim sắc quang cháo bao quanh người. Đây đích thị là kim cương cháo do Phật môn xá lợi biến thành. Hàn lập sau một hơi bày ra ba tầng phòng hộ, trên mặt cũng có vài phần buông lỏng. Hồ lão ma thấy vậy chỉ nhàn nhạt, nhạt nói, ngươi đã chuẩn bị xong thì đến lượt lão phu ra tay. Vừa dứt lời, miệng quát khẽ một tiếng, cùng lúc hai tay liên tục bấm quyết, chờ từ miệng lão phóng ra một hắc sắc quang trụ bắn thẳng vào trong lục vụ. Linh lực hồ lão lại theo tiếng chú ngữ truyền vào quyển trục. Một tiếng oanh ầm trầm nổ ra, lục vụ quay cuồng một trận rồi hóa thành 18 hắc sắc quang trụ phóng lên trời cao hướng tới 18 tòa tiểu sơn mà đi tới, trong thoáng chốc nhập vào mất dạng lập tức 18 tòa tiểu sơn tỏa ra thúy mang chói mắt, không ngừng cuồng trướng chỉ sau vài lần hô hấp đã biến cao thành năm sáu chục trường. Tiếng gió rít thét gào, sơn phong như ẩn như hiện, thấp thoáng như thấy trong núi thân ảnh của một con quái vượt, quả huyền diệu vô cùng. Nhìn thấy cảnh này, chúng tu sĩ bên dưới chỉ biết hít một ngụm khí lạnh. Tử Linh cũng vô cùng lo lắng, đi, hắc khí trên mặt lão ma chợt lóe, đánh ra một chảo nặng tựa ngàn cân, một tòa núi nhỏ run lên rồi hướng phía đối diện bay tới lão ma tiếp tục chảo thêm mấy cái bảy tám tòa tiểu sơn nữa cũng giết lên đồng dạng hướng hàn lập công kích cự sơn này đừng nói gì đến bảy tám tòa ngay chính một tòa thôi cũng đủ khiến nguyên anh kỳ tu sĩ bình thường phải chạy chối chết nếu không muốn vong mạng tuy rằng còn đến 10 ngọn tiểu sơn chưa được khu động nhưng hô lão ma chợt thở ra một hơi trong mắt tinh quang động lại không biết là lão ma này cảm thấy kiêng kỵ hay là muốn cấp cho hàn lập chút mặt mũi mà hai tay cuối cùng cũng ngưng kết chảo kỳ thực Mấy tòa tiểu sơn tiêu hao pháp lực cũng không nhỏ, hắn cũng không muốn hao phí quá nhiều pháp lực. Hàn Lập có chút kinh hãi, hắn cũng biết rất rõ một khi đối phương yêu cầu ngạnh tiếp nhất kích thì kích này dĩ nhiên không đơn giản, nhưng thật không nghĩ tới là lão ma này lại nhiệt tình như vậy. Chưa cần nói tiểu sơn này có hay không ẩn chứa thần thông, chỉ riêng cự lực trùng kích cũng đủ khiến hắn cảm thấy ăn không tiêu. Nếu không có ước định trước kia thì hắn đã có thể dễ dàng thi triển độn thuật né tránh, nhưng hiện tại lại phải đứng yên mà đón đỡ. Việc này quả khiến hắn cười khổ không thôi, nhưng ngay lập tức đã tập trung trở lại, đột nhiên vỗ vào túi chữ vật bên hông. Trong phút chốc một đảo ô quang bắn ra, xoay tròn một cái rồi hiện ra một con tiểu hầu đen thui cao một tấc. Chính là đề hồn thú, kế đến, một hắc sắc tiểu bình cũng đồng dạng được phóng ra. Bên ngoài chấp động yêu khí vô cùng quỷ dị, miệng bình đào ngược đổ ra năm cái khung xương hình người mang theo luồng ma khí màu trắng xuất hiện. Đây đúng là ngũ tử đồng tâm ma hai tay của Hàn Lập nhanh chóng bấm nốt niệm chú, thần niệm nhanh chóng thúc dục. Quanh thân của tiểu hầu hắc mang lưu động, hình thể kịch liệt cuồng trướng trong nháy mắt hóa thành một đại cự viên thân cao khoảng 30 trượng, hai tay nắm lại đập liên hồi vào ngực, miệng giống to một tiếng như sấm động. Cự viên hừ nhẹ một cái, lập tức phóng xuất một đoàn quang hà to lớn, trong chớp mắt đã biến thành một cây cự xoa. Cự viên khoát tay thu lấy cương xoa, thoáng trông phong thái như thiên yêu nhập thế. Còn bên kia năm bộ xương khô cũng đồng thời hướng tới không trung tụ lại, trong ma khí quay cuồng rồi hóa thành một bộ khô lâu cực lớn, thanh thế không kém cự viên, Tả Hữu song thủ cũng đồng dạng cầm hai thanh cốt nhận. Một ma một thú khí thế kinh người chia ra đứng hai bên Hàn Lập. Chính vào lúc này, tòa tiểu sơn thứ nhất cũng đã hùng hổ đánh tới. Không chờ Hàn Lập động thủ, khô lâu và cự viên đã hung mãnh ra tay. Cự viên hít một hơi rồi vung cự xoa lên đón đỡ, hai thanh cốt nhận trong tay khô lâu giao vào nhau chém xuống thanh thế kinh người ầm ầm hai tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên linh quang bạo liệt thân hình cự viên và khô lâu đồng thời trầm xuống ba loại binh khí va chạm vào nhau thế tới của tòa tiểu sơn đột một bị ngăn cản hàn lập hữu thủ khẽ động liền xuất hiện một cây tam sắc vỗ phiến vẻ mặt vô cùng bình ổn vài tiếng nổ lại truyền đến mấy tòa tiểu sơn phía sau đã đánh tới sắp thành một hàng chồng lên nhau ép xuống đế hồn thú và ngũ tử đồng tâm ma lúc này căn bản không thể nào chống đỡ sau tiếng nổ thứ ba thân hình cử vượn run mạnh quỷ đồ sau lưng tản mát thanh cương xoa cũng vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ đồng thời thân thể của cử viên trong hắc mang cũng nhanh chóng thu nhỏ lại còn một trường không còn cử viên hỗ trợ khô lâu cũng nhanh chóng rơi vào thế hạ phong sau tiếng nổ thứ tư cốt nhận trong tay khô lâu đồng dạng gãy nát bốn tòa sơn phong nhanh chóng ép xuống đè lên khô lâu khô lâu mắt thấy hiểm cảnh cho dù bình thường vô cùng bạo ngược cũng phải lộ ra vài phần sợ hãi Sắc mặt Hàn Lập đại biến, tam diễm phiến trong tay khẽ động, chuẩn bị đánh ra thì đột nhiên xảy ra một chuyện khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Ngũ Ma đột một biên cuồng gầm lên giận dữ, miệng phun ra một cỗ ngũ sắc quang diễm hướng đáy của Tiểu Sơn đánh tới. Ngũ sắc quang diễm nhanh chóng cuồng phát ôm lấy Tiểu Sơn, trong nháy mắt thế rơi của tòa Tiểu Sơn liền chậm lại. Bốn ngọn sơn phong đến sau chưa bị hỏa diễm ảnh hưởng, vẫn hung hăng đè xuống. Kết quả sau khi một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, bốn ngọn núi không ngờ tự động đánh tới cùng một lúc, ở giữa không trung liền bộc phát ra một vòng thúy mang cực lớn như ánh mặt trời gay gắt. Phía dưới thúy mang, hỏa sắc quang diễm quay cuồng không ngừng, ngăn cản thúy mang lan đến. Cả hai rằng có quyết liệt, cảnh tượng quả thật diễm lệ vô cùng. Hàn Lập vô cùng kinh ngạc, hắn tuy biết là ngũ hàn chí diễm sau khi dung hợp sẽ có thần thông không nhỏ. Nhưng không nghĩ là nó lại vi diệu dường này, ngay cả những tòa tiểu sơn này cũng có thể ngạnh kháng. Hồ lão ma nhìn thấy cảnh này thì thần sắc khẽ biến, miệng không ngừng đọc chú ngữ, lập tức bốn tòa sơn phong phía sau liền rơi xuống, nhanh chóng mất dạng trong thúy mang trói lọi. Lúc này, một tiếng gió rít càng thêm mãnh liệt vang lên, sau một trận giao động. Không gian bùng lên một trận giao động, mấy tòa tiểu sơn lấy khí thế, thúy dương hùng hổ đè xuống. Ngũ sắc quang hà sau một trận giao động kịch liệt thì tán loạn ra thành nhiều mảnh nhỏ rồi tan biến. Nhưng Hàn Lập đã sớm thúc giục pháp quyết, lập tức bộ xương khô thật lớn hóa thành năm cổ bạch khí bay xuống phía dưới. Lúc này một tiếng phượng ngân vang lên, một con tam sắc hỏa điều từ trong tam diễm phiến tuôn ra hung mãnh đánh tới Thúy Mang. Một quầng sáng lớn hơn 10 trượng bao liệt, tam sắc quang mang liền làm cho Thúy Mang rơi chậm lại. Hai cái này ở không trung va chạm làm cho hào quang đan xen vào nhau vô cùng diễm lệ, nhưng chỉ một lúc sau tam sắc quang diễm liền nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Ánh mắt của Hàn Lập chấp động, điểm một cái lên thanh sắc tiểu đỉnh trên đầu vốn thanh sắc tỳ võng đang bảo vệ quanh hắn chợt biến thành một đoàn linh vân mang theo thanh quang lại hướng phía thúy mang phá không mà phóng lên linh vân gia nhập cùng tam sắc hỏa diễm lúc này mới có thể miễn cưỡng chế trụ thúy mang đúng lúc này hai tòa núi khác cũng vừa đánh tới một trước một sau rơi xuống một lần nữa lại chiếm thế thượng phong hàn lập hít sâu một hơi hướng phía ngân sắc cự liên phất một cái cự liên nhoáng lên liền biến mất tại chỗ ngay sau đó hiện lên trên đỉnh đầu hàn lập huyền bí chớp động thất sắc phật quang lục sắc tiểu xích tại liên tâm lúc này cũng nhanh chóng cuồng trướng không thôi. chương 1242, bát linh xích cùng đề hồn thú. Sau khi làm xong những chuyện này, Hàn Lập cũng không có ý ngừng tay, hai tay hợp lại hướng lên không chung. Một tiếng sét vang lên, tại hai tay hai đạo kim quang hình cung bắn ra sau đó hợp nhất lại hóa thành một con cự mãng, lao thẳng về phía không chung. Cùng lúc đó, trong miệng Hàn Lập lại phun ra một viên trâu trong suốt, nhoáng lên một cái hóa thành cự dao màu tím, đồng dạng hung hăng phóng đi. Mà ngân sắc cự liên cũng từ từ tiến tới không trung. Trong không trung thúy mang chợt lóe, một lần nữa tám tòa núi bay ra, chỉ có điều bốn tòa trong đó đã không toàn vẹn nữa, hào quang ảm đạm, còn những tòa còn lại vẫn bình thường. Nhưng những ngọn núi này lại đột nhiên chuyển động, phát sinh biến hóa không nghĩ tới. Tám ngọn núi hướng phía trung tâm bay đến sau đó dung hợp lẫn nhau tạo thành một tòa cự sơn cao hơn ngàn trượng. Tiếp theo không chút do dự ép xuống phía dưới, cùng lúc này, tử giao cùng điện mãng và ngân liên cùng nhau đón đỡ. Ngay lập tức, linh quang đủ màu sắc bạo liệt, hồ quang, hàn khí, ngân quang, thúy mang đan sen vào nhau làm cho cự sơn có chút dung chuyển. Bất quá cự sơn này thật sự quá lớn, vô luận hồ quang, lôi kích, hàn khí băng phong thì tác dụng đối với cự sơn mà nói dường như không ảnh hưởng nhiều, chỉ khẽ dung chuyển mấy lần liền ép xuống khiến đóa cự liên đang ngạnh kháng kia rơi vào hạ phong. Hàn lập đang đứng bên dưới thấy cảnh này hai mắt nhíu lại, lam quang trong mắt chợt lóe, miệng quát khẽ một tiếng rồi há miệng phun ra một ngụm tinh huyết. Mà đám tinh huyết này không bay vào ngân liên trong không trung mà bị lục thước kia hút vào. Mười ngón tay của Hàn Lập liền vận dụng một loại pháp quyết. Đồng thời, từ trong miệng tuôn ra một chàng chú ngữ tối nghĩa. Chú ngữ vừa nói ra, hướng chi lễ cùng phong lão quái đang đứng quan chiến liền liếc mắt nhìn nhau một cái, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ giật mình mắt thấy cự sơn ngàn trượng kia sắp đem ngân liên đánh tan thì đột nhiên tám loại thanh âm quái dị đồng thời truyền ra từ trong lục sắc mộc thước lập tức chỉ thấy thước này chuyển động xoay tròn tám đạo cự đại hư ảnh liền hiện ra mà các hư ảnh này dưới sự thúc giục của pháp quyết hàn lập đăng nghiệp hình thể đột nhiên cuồng trướng hóa thành tám con linh thú dài hơn 10 trượng toàn thân lục quang minh mông phảng phất như là thực thể vậy mà mỗi hư ảnh bộ dáng đều là các loại linh thú độc nhất vô nhị trong thiên địa Tám đạo hư ảnh này đồng loạt đánh tới ngạnh kháng cùng cự sơn kia làm cho nó chỉ có thể chậm rãi chuyển động trong không trung mà không thể tiếp tục hạ xuống mảy may. Lão ma đang đứng xa xa nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt có chút khó coi. Hắn tuy rằng không thực sự có ý định diệt sát đối phương nhưng tuyệt đối có ý muốn Hàn Lập bị trọng thương. Nếu để cho Hàn Lập chỉ một kích mà dễ dàng chống lại như thế thì kế hoạch của hắn chẳng phải hoàn toàn phá sản sao. Trong lòng vừa nghĩ vậy, hồ lão ma tuy chưa động nhưng thần niệm âm thầm thúc giục đột nhiên cự sơn đột nhiên vang lên một tiếng thanh minh lớn vô số hôi sắc ảnh tử bắn ra hóa thành nhiều con thương viên chừng một trượng mặt mày hung ác dị thường trực tiếp đánh xuống thương viên này cũng không phải là yêu thú gì mà chẳng qua chỉ là huyết tế của yêu thú khi luyện chế bảo vật này hóa thành cơ bản là bất diệt chi thể chẳng sợ bị tấn công chỉ trong một lát uy lực của cự sơn lại tăng lên chóng mặt gặp mạnh thì ngạnh kháng gặp yếu thì yếu bớt khó chơi cực kỳ đột nhiên hắc quang nháy mắt từ bên người hàn lập xuất hiện hóa thành đề hồn thú lớn hơn một trượng hai mắt sáng ngời trong miệng phát ra tiếng minh thanh dài trên thân hình hắc quang một lần nữa lại nổi lên chỉ trong chốc lát đã bành trướng tới hơn 10 trượng sau đó đình chỉ biến hóa mà trong mũi hừ một tiếng một cỗ hoàng hà theo mũi cự viên thoát ra sau đó biến thành hàng trăm đạo hoàng quang hướng lên trời bắn đi sự tình tiếp theo có chút kỳ quái trên mỗi con thương viên đều tràn ngập yêu khí mỗi con tựa hồ đều có tu vi yêu thú cấp 5, Thậm chí có một số cấp 7 đỉnh giai thế nhưng vừa chạm vào hoàng quang liền giống như kiến hôi, rơi xuống hàng loạt. Hơn nữa chỉ trong chớp mắt liền hóa thành một đám lục vụ, bị đám hoàng quang dẫn dắt trở về. Các đám lục vụ này đều bị đề hồn thú nhất nhất hút vào. Mấy trăm con thương viên cứ như vậy bị đề hồn thú hút vào trong bụng. Chẳng qua sau màn thôn vệ này hoàn thành thì hình thể đề hồn thú liền thu nhỏ lại hóa thành một đạo ô quang tự động bay vào trong túi linh thú của Hàn Lập. Hàn Lập đầu tiên ngẩn ra, nhưng sai khi để hồn thú dùng thần niệm truyền tin tức đến thì trong lòng vui vẻ. Khi thấy để hồn thú một hơi thôn vệ nhiều thương viên một cách quỷ dị như vậy thì các tu sĩ đều cảm thấy ngoài ý muốn, cho dù là hô lão ma nhất thời cũng xứng người. Những người khác đều không biết sự lợi hại của các thương viên nhưng bảo vật này là của hắn, biết rõ yêu hồn này rất khó đối phó thì trong lòng cảm thấy giật mình khi chứng kiến một màn viễn siêu như vậy. Mà cự sơn phía không chung dưới sự hợp lực của tám đạo hư ảnh linh thú liền hoàn toàn dừng lại bộ dáng không thể hạ xuống chút nào nữa. Sắc mặt Hàn Lập biến đổi, đang nhìn chằm chằm vào cự sơn mà cân nhắc có nên dùng bảo vật khác để hoàn toàn hủy diệt bảo vật này không. Ha ha, Hàn Sư Đệ cùng hô đạo hữu thần thông quả thật quảng đại. Lần giao thủ này hay là nên dừng lại thôi, cứ tiếp tục như thế sợ rằng sẽ tổn thương hòa khí. Hướng chi lễ đang đứng bên dưới bỗng nhiên cười ha ha, mở miệng nói. Thân hình hắn nhoáng lên một chút liền biến mất tại chỗ, nhưng ngay sau đó đột nhiên xuất hiện chỗ hàn lập cùng hô lão ma, chợt vung tay một cái giống như tùy ý hướng cự sơn đánh một chảo. Một chùm tiếng oanh long vang lên, phía trong hư không một đạo hắc khí quấn quanh quỷ chảo lớn như che trời từ trên không dáng xuống đỉnh núi, năm ngón tay vừa dùng một chút lực liền đem ngọn núi nâng lên gần 10 trượng. Hàn Lập nhìn thấy thần thông của hướng chi lễ thì sắc mặt không khỏi khẽ biến, còn hô lão ma thì thần sắc khó coi. Hừ, thật không thể ngờ linh chảo của hướng đạo hữu đã tu luyện đến cảnh giới này. Nhưng thi triển nơi này chẳng lẽ định thị uy với hô Mẫu sao? Hồ lão mà ánh mắt lạnh băng, âm trầm nói, linh trảo này chẳng qua chỉ là chút tài mọn, như thế nào lại lọt vào mắt của hô huynh được. Chẳng qua tại hạ sợ vạn nhất đạo hữu hứng khởi quên mất ước hẹn một kích thì sao? Hiện nay hàn sư đệ hẳn có thể xem là tiếp được một kích rồi chứ? Hướng chi lễ mỉm cười lơ đễnh nói, hồ mỗ thân là người đứng đầu ma cung, như thế nào lại bội ước cùng một gã nguyên anh tu sĩ? Hàn đạo hữu đích thật là đã tiếp được một kích của ta. Hồ lão ma tâm tình bất định, một lúc lâu mới hướng hướng chi lễ chậm rãi gật đầu. Lập tức khoát tay một cái hướng cự sơn xa xa thu lại. Lập tức cự sơn truyền ra một trận ông minh, đồng thời cả vật thể phát ra thúy mang chấp động không thôi. Hướng chi lễ khóe miệng chấp động, cự chảo đang nắm lấy đỉnh núi kia lập tức tiêu thất. Tiếp theo cự sơn nhìn trượng run lên một trận biến thành tám tòa núi nhỏ, sau đó xé gió vừa bay về vừa thu nhỏ lại. Khi tám ngọn núi bay đến gần quyển trục thì chỉ nhỏ chừng mấy tấc mà thôi, biến mất không thấy bóng dáng. Cảnh tượng đồng dạng xuất hiện tại hơn 10 ngọn núi trên đầu lão ma, trong nháy mắt thu vào trong hỏa quyển sau đó hỏa quyển này linh quang chấp động từ từ khép lại, một lần nữa quay trở lại bộ dáng một quyển trục cổ xưa, không chút bắt mắt. Lão ma hư không đánh ra một chảo, quyển trục liền hóa thành một đạo lục quang biến mất vào trong tay áo. Tuy rằng tử linh nhà đầu kia ta không cưới làm vợ nữa nhưng còn hai nàng còn lại, ba ngày sau sẽ cử hành điển lễ nạp thiếp. Hướng huynh sẽ không như vậy mà rời đi, không uống được một ly rượu mừng chứ. Một quan lão giả ánh mắt đảo qua người Hàn Lập cùng hướng chi lễ nhưng sau đó liền nhoẻn miệng cười, dường như lời nói lãnh đạm đối với hướng chi lễ chưa bao giờ nói ra. Chuyện này là đương nhiên, hướng mỗ đã đích thân đưa tặng vật đến, như thế nào lại không ở lại uống mấy chén. Hướng chi lễ vẻ mặt đồng dạng tươi cười, cũng không có chút kỳ quái nào. Ánh mắt Hàn Lập lóe lên, nhưng tâm niệm nhanh chóng trở lại, trên mặt ẩn giấu một chút dị sắc trả lời, nếu hướng sư huynh cùng hòa phong đạo hữu đã ở lại, Hàn mỗ như thế nào lại ly khai ha ha, tốt, các vị đạo hiếu, chúng ta cùng vào trong điện vui vẻ uống rượu một trận. Hồ lão ma cười to một trận, hóa thành một đạo ô quang hướng cung điện bên dưới vào tới. Các tu sĩ bên dưới chứng kiến thần thông của Hàn Lập cùng hô lão ma vừa thi triển thì tâm thần chấn động, cảm thán không ngừng. Giờ thấy hô lão ma nói vậy thì trong miệng liên tục xưng phải, nối đuôi nhau đi vào. Phong lão quái sau khi cười hắc hắc thì quay trở vào đại điện, phía dưới chỉ còn lại vẻ mặt kinh hỉ của tử linh. Hàn sư đệ, chúng ta cũng vào thôi. Hắc hắc, hồ đạo hữu tính tình hào sảng, nếu ngươi đã tiếp được hắn một kích thì hắn sẽ không tìm cách gây khó dễ với ngươi nữa đâu. Ngươi cùng nhà đầu kia cứ việc ở lại ma cung mấy ngày vui vẻ đi. Hướng chi lễ cười hì hì cùng Hàn lập nói mấy câu, sau đó cũng hạ xuống, nghênh ngang tiến vào trong điện. Hàn lập cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu rồi cũng từ từ hạ xuống. Hàn huynh, ngươi không sao chứ? Tử Linh rốt cuộc nhịn không được lại gần nói, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng cùng cảm kích ta không sao chẳng qua chỉ tiêu hao chút nguyên khí nhưng tử linh cô nương người đinh ly khai ngay hay đợi sau khi điển lễ kết thúc mới rời đi hàn lập nhìn nàng bình tĩnh hỏi hàn huynh định khi nào đi ta có thể cùng hàn huynh ly khai không tử linh suy nghĩ một chốc liền trả lời nếu đã như vậy thì có lẽ ngươi phải chờ mấy ngày rồi ta chỉ sợ không thể lập tức ly khai khỏi đây được hàn lập trầm mặc một hồi sau đó khẽ thở dài chương 1243, hỏa ngục, bây giờ mà bỏ đi thì có chút không ổn, ngược lại sẽ đắc tội với vị hóa thần kỳ tu sĩ Hồ lão ma này. Ta thấy bọn họ đối với Hàn Huynh cũng có chút kiêng kỵ, chắc Hồ lão ma cũng sẽ không lật lọng đâu. Tử Linh hơi do dự một chút rồi cũng chậm rãi gật đầu. Nàng hiện nay đã khôi phục được tự do, trí tuệ cùng sự tỉnh táo một lần nữa quay trở lại, liền không dám một thân một mình làm tử linh tiên tử ngao du thiên hạ. Đối với bộ dáng của nàng, Hàn Lập chỉ cười rồi hướng đại điện đi tới. Tử Linh liếc nhìn bóng dáng Hàn Lập một cái, con mắt sáng lưu động không biết đang nghĩ tới điều gì, hai má chợt đỏ bừng nhưng lập tức cắn nhẹ hàm răng, nhẹ nhàng theo sau. Ba ngày sau, tại Ma Cung cử hành nạp thiếp đại điển của Hô Lão Ma. Đến chúc mừng còn có một ít ma tu tán tu chừng hai ba mươi người, nhưng những người này đều có tu vi nguyên anh trung kỳ, sau đó lại có thêm mấy vị đại tu sĩ nữa. Điều này làm cho nhận thức của Hàn Lập về tu tiên giới đại tấn phải xem lại một phen. Tu tiên giới thiên nam đích xác không thể sánh bằng các tu sĩ đến chúc mừng gặp những ba gã tu sĩ hóa thần kỳ cùng Hàn Lập giao hảo thì đều giật mình. Nhưng khi nghe kể các sự tình về Hàn Lập như thiếu chút nữa đem âm la tông đánh cho tan tác, lại hướng hô lão ma đòi người, còn giao thủ với hô lão ma một phen thì trong lòng mỗi người đều hoảng sợ, cố gắng kết giao cùng Hàn Lập. Mỗi người đều khách vạn phần, không dám có chút chậm trễ. Đã nhiều ngày qua, hô lão ma đối mặt cùng Hàn Lập vẫn bình thường, dường như sự tình liên quan đến tử linh chưa từng diễn ra vậy hàn lập thấy vậy trong lòng buông lỏng vài phần nhưng vẫn không bởi vậy mà hoàn toàn buông thả cẩn thận dị thương tử linh lúc này cũng không dám dễ dàng rời xa hàn lập có một vị đại mỹ nữ theo sát bên người đi tiếp khách tự nhiên đối với hàn lập cũng không phải việc thống khổ gì nhưng đại lễ vừa chấm dứt hàn lập cùng hướng chi lễ lập tức cáo từ mang theo tử linh ly khai ma cung biến mất không thấy tăm hơi ba tháng sau tại đỉnh núi của một tòa vô danh sơn một gã nam tử trẻ tuổi lẳng lặng đứng trên khối cự thạch nhìn ra xa Người thanh niên này khuôn mặt bình phàm, chính là Hàn Lập đã rời Ma Đà Sơn mấy tháng trước. Giờ phút này hai mắt hắn nhìn thẳng nhưng lại ẩn hiện một tia phức tạp cùng do dự. Bỗng nhiên hắn nâng hai tay lên, chăm chú nhìn trong giây lát. Ngay hôm trước, hắn còn cùng tử linh điên cuồng một trận, cái cảm giác ôn nhu này thật sự là dễ chịu vô cùng. Nhưng hiện nay chỉ còn một mình hắn đứng tại đây. Nguyên lai Hàn Lập ngày đó cùng tử linh ly khai khỏi phạm vi thế lực của Thiên Ma Tông, hai người chậm rãi độn quang ôn lại chuyện cũ hai người năm đó chia tay tại trụy ma cốc liền mỗi người một phương không thấy tin tức nghe chuyện của đối phương liền cười rộ lên hai người trong lòng nguyên bản không thể nói là không có một chút tình cảm sau hơn tháng ở chung cũng không kìm long được đã không thể không cùng nhau trải qua chuyện quan hệ nam nữ nhưng sau đó tử linh lại nói rõ hàn lập đã có song tu đạo lữ không thể chính thức cưới nàng mà nàng cũng không nguyện ý làm thì thiếp chẳng qua cả cuộc đời này ngoài hàn lập ra nàng sẽ không động tâm với nam nhân nào khác lại càng không gả cho ai chỉ chuyên tâm tu luyện để có hy vọng đại đạo đại thành nói xong những lời này từ linh thần sắc bình tĩnh thản nhiên rời đi tuy rằng hàn lập có năng lực có thể mạnh mẽ lưu nàng lại nhưng hắn nhìn thấy sự kiên định của nàng thì chỉ có thể yên lặng để nàng ra đi giờ phút này hắn đứng tại đây trong lòng hồi tưởng lại những ngày tháng của hai người tâm tình có một loại cảm giác mất mát không thể nói rõ ngoài ra còn có chút đau lòng Hắn biết rõ tâm tình của mình có chút dấu hiệu bất ổn nhưng vẫn chưa làm gì mà chỉ lặng yên cảm thụ cảm giác này, không biết sau bao lâu, vẻ mê mang trong mắt Hàn Lập biến mất, một lần nữa khôi phục lại sự bình tĩnh. Chuyện này đại khái chỉ là hữu duyên vô phận mà thôi. Hàn Lập thì thào nói một câu, sau đó thanh quang quanh thân hắn lóe sáng, hóa thành một đạo khinh hồng phá không bay đi. Chỉ trong khoảnh khắc, độn quang đã biến mất vô tung vô ảnh tại chân trời. Hỏa ngục, một trong thất đại cấm địa của Đại Tấn, nằm ở phía đông nam, đã tồn tại từ thời thượng cổ. Nơi đây giống như một lò lửa, ngoài hai màu đỏ đen thì gần như không còn màu sắc nào khác. Hơn nữa khu vực này kéo dài hàng ngàn dặm, trên đó xuất hiện dày đặc các loại núi lửa lớn nhỏ. Cao thì vạn trượng, thấp thì chỉ hơn trăm trượng, phảng phất như đồi núi bình thường. Mà các ngọn núi lửa này cái thì sơn khẩu đỏ bừng, ánh lửa chớp động kinh người, cái thì trầm lặng một màu đen thui, còn có những ngọn đang dung chuyển ầm ầm, tuôn ra một đoàn dung nham nóng bỏng. Trên không trung miền đất này một tầng nhiệt phân trải rộng, trên mặt đất đen tuyền một mảnh, lắng động không biết bao nhiêu tầng bụi núi lửa. Tại tầng trời thấp thì đều là đám hơi lưu huỳnh cực nóng, nhiệt độ cao hơn bên ngoài không biết bao nhiêu lần. Một địa phương tàn bạo như vậy người thường căn bản không thể sinh tồn được. Đã có một ít tu sĩ mạo hiểm bay vào, thỉnh thoảng có người nhặt được trên mặt đất thứ gì đó, lại có người trực tiếp bay vào miệng núi lửa mất dạng. Mà đám tu sĩ dám vào trong miệng núi lửa thì tu vi cố nhiên không thể thấp được. Hỏa ngục tất nhiên là nơi hiểm ác, nơi ngòi thường căn bản không thể sinh tồn nhưng cũng là nơi các tài liệu hỏa thuộc tính có khả năng tìm thấy nhất. Nhưng ý nghĩa chân chính của một trong thất đại cấm địa không phải là trên mặt đất mà là các ngọn núi trung tâm của hỏa ngục. Đất trời chốn này tất cả đều bị khói hồng bao phủ, trải dài không biết bao nhiêu ngàn dặm. Chỉ có mảng mây hồng này mới là cấm địa chân chính, tu sĩ tiến vào trong đó rất ít người có thể đi ra. Cho nên tại biển khói gần đấy, bình thường căn bản không có thân ảnh tu sĩ xuất hiện. Nhưng bỗng một ngày, tại bên cạnh hỏa vụ, Linh quang tại chân trời lóe sáng, một đạo thanh hồng bắn nhanh đến. Trong nháy mắt đã đến gần hỏa vụ gần trăm trượng, quang mang chợt tắt, hiện ra thân ảnh của một gã tu sĩ trẻ tuổi. Đúng là Hàn Lập sau khi khôi phục tâm tình liền liên tục di chuyển mấy tháng, chạy tới nơi này. Thân hình hắn vừa xuất hiện, liền đảo mắt quan sát khắp nơi một lượt, sau đó dừng lại trên biển khói cách đó không xa. Phiến hồng vụ này với sương mù trước đây Hàn Lập gặp cô có khác biết rất lớn, bên trong vụ hải không khí hoàn toàn trầm lạ năn một chút tiếng động vang lên. Hàn Lập hai tay để sau lưng, thân sắc nhàn nhạt, nhạt ngóng nhìn trong chốc lát rồi linh quang chợt lóe, bắn nhanh vào trong biển khói em mờ hồng. Vừa tiến vào trong vụ hải, thanh sắc linh quang hộ thể của Hàn Lập vừa cùng hồng vụ tiếp xúc liền phát ra thanh âm bạo liệt kinh người. Hồng quang cùng thanh quang đan xen lẫn nhau, thanh thế cực kỳ kinh người, hơn nữa va chạm càng ngày càng kịch liệt. Hàn lập trong lòng nao nao, nhướng mày một cái liền bay về sau hơn trăm trượng, một tay đột nhiên vỗ vào túi chữ vật một cái. Hồng quang chợt lóe, hơn 10 đạo xích mang bắn ra xoay quanh một vòng, hiện ra hơn 10 vật thể trong suốt hình trụ. Là một cây thước dài, trên mặt hồng quang lập lòe, điều khắc phủ điêu xích sao sống động. Đây là các hỏa long trụ mà Hàn Lập thu được trong côn ngô sơn, sau đó luyện chế thành một bộ bảo vật. Hàn Lập trong miệng lẩm bẩm, một tay hướng các hỏa trụ nhẹ nhàng điểm vài cái các hỏa trụ này liền xoay chuyển, sau đó bắn ra rồi lại quay vào. Cứ vậy đứng yên lơ lửng trong không trung, hồng quang chợt lóe trên các cây cột, xích dao phun ra một cỗ quang mang đỏ đậm tạo thành một cái lồng lửa đem hàn lập bao vào trong. Nói cũng kỳ quái, không vụ đụng phải khái lồng lửa này thanh âm bạo liệt liền dừng lại, tất cả bị quang cháo đánh bạt qua một bên, một chút ảnh hưởng cũng không có. Hàn lập thấy vậy thần sắc có vẻ hài lòng, tốc độ độn quang liền tăng vọt. Tại trong vụ hải này, thần niệm bị hạn chế rất nhiều, với tu vi của Hàn Lập, thần thức cũng chỉ có thể cảm ứng được một khu vực rất nhỏ xung quanh. Đối với hắn sau khi tiến giai đại tu sĩ mà còn gặp khó khăn như vậy thì các tu sĩ khác càng không nói tới. Xem ra tu luyện tới Nguyên Anh Hậu Kỳ mới đến đây quả nhiên là một quyết định sáng suốt. Hàn Lập đến đây tự nhiên là vì Thái Dương Tinh Hỏa dùng để luyện chế Dương Thủy. Hắn thông qua siêu hồn Hàn Ly Thượng Nhân của Tiểu Cực Cung Thu được thông tin có một luồng Thái Dương Tinh Hỏa rơi xuống nhân giới, ẩn thân trong hỏa ngục cấm địa chẳng qua chỗ ẩn than này thật sự là hung hiểm dị thường cho nên hàn lập năm đó cũng không vội vã tìm đến hiện nay đã là nguyên anh hậu kỳ tự mình có điểm nắm chắc nên hắn mới đến dù sao việc dương thủy có thể kéo dài thọ nguyên thật sự quan trọng vô cùng mà hắn tại ma cung vì cứu tử linh đã cấp cho hồ lão ma vài giọt hàn thủy số còn lại cũng đủ phối chế năm sáu phần nữa đương nhiên luồng thái dương tinh hỏa đi lại không thấy bóng thêm nữa thân ở bên trong hỏa ngục càng khó có thể bắt giữ nếu không phải Hàn Ly Thượng Nhân sớm biết rằng luồng Thái Dương tinh hỏa này rơi xuống, cũng là một gã đại tu sĩ, lại như thế nào không đem thu lại. Cơ hội Hàn Lập bắt được Thái âm chân hỏa cũng không phải là không có. Nếu không hắn sẽ không tùy tiện đến đây, nhưng trong phiến vụ hải của cấm địa đại tấn, tất nhiên không chỉ có các loại hỏa linh biến thành lôi hỏa lực thế này mà còn có nhiều thứ nguy hiểm khác nữa. Mà trong phiến hồng vụ sơn mạch này còn tồn tại rất nhiều hỏa thuộc tính yêu thú, nghe nói lục cấp thất cấp đều có đủ. Nếu bị hơn 10 đầu cao dài yêu thú vây công thì chỉ sợ nguyên anh hậu kỳ tu sĩ như Hàn Lập cũng sẽ gục ngã. Huống chi, trong phiến hồng vụ này điều nguy hiểm nhất cũng không phải yêu thú. Hàn Lập đang suy nghĩ thì bỗng nhiên cảm ứng được cái gì đó, hai mắt Hàn Quang vụt lóe, một tay nhấc lên hướng về một bên. Kim Quang theo đó bắn ra, biến mất trong hồng vụ. chương 1244, Pháp Trận, Tế Đàn và Cự đỉnh. Một tiếng kêu to quái dị vang lên, sau đó một đạo hắc ảnh từ trong vụ hải vọt ra hóa thành một con yêu cầm dài vài thước màu đỏ nhạt một đôi mắt màu lam trên đầu có tử quan nhưng một bên cánh vết máu loang lổ có một lỗ thủng bằng nắm tay đang tuôn ra máu tươi yêu cầm này tính tình hung hãn dị thường tuy rằng trọng thương nhưng vẫn hung tợn đánh về phía hàn lập chẳng qua việc này cũng không kỳ quái lắm yêu thú hỏa thuộc tính tính tình căn bản hung ác hơn các loại yêu thú khác rất nhiều hàn lập thở dài năm ngón tay tùy ý duỗi ra tiếng vù vù xé gió liên tiếp truyền ra năm đạo hồng ti theo đó bắn nhanh ra sau khi lóe lên xuyên thủng thân thể yêu cầm lập tức liền quấn quanh ra sức siết chặt lại hồng quang chấp động liền đem yêu cầm này cắt thành một đống lẫn lộn máu thịt hồng quang này cực nhỏ giống như hỏa linh ti bảo vật này đối mặt với đối thủ hơi thấp dài một tí liền hiển lộ điểm đáng sợ của mình hàn lập lại lật chuyển bàn tay hồng ti liền quay về biến mất trong bàn tay càng đi sâu vào trong yêu thú xuất hiện càng ngày càng nhiều chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Hàn Lập đã đánh chết hơn 10 con. Trong đó, có một lần hiện ra 5-6 con hỏa vượn dài cả trượt, đồng loạt đánh tới, nếu là một gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thì tự nhiên sẽ phải luống cuống tay chân một lúc, nhưng đối với Hàn Lập thì không đáng để vào mắt. Hắn chỉ há mồm phun ra mấy thanh tiểu kiếm, đã đem bốn con hỏa vượn đầu đồng tay sắt, một chém liền giết chết một cách nhẹ nhàng. Chẳng qua, sau khi tiến vào sâu hơn một chút hắn đã thực sự gặp phiền toái. Cách hắn hơn 10 trượng, một đoàn quang mang màu đỏ chói hiện lên, biến hóa không ngừng, khi thì mang hình thái hổ sói, chốc lát lại hóa thành ngoại hình của yêu cầm, căn bản không có hình thái cố định, dường như là vật vô hình vậy. Hàn lập lạnh lùng nhìn vật ấy một lát, đột nhiên nhấc tay lên, mấy đạo kiếm khí màu vàng liên tục chém tới. Kim quang rất dễ dàng đem vật ấy chạm thành mảnh nhỏ nhưng sau khi kiếm khí tiêu tán thì hồng quang lại hướng không trung tụ lại, hình dáng không chút sức mẻ. Hàn lập không khỏi nhíu mày một trận, lập tức hai tay lại bấm quyết, trong miệng phun ra một đạo tử sắc quang trụ đem trung tâm quang đoàn xuyên thủng thành một cái thông đạo. Đó chính là một loại bí thuật mới mà Hàn Lập sau khi tiến giai lên Nguyên Anh hậu kỳ nghĩ ra, đem tử la cực hỏa áp xúc sau đó dùng linh lực cường đại phun ra. Kể từ đó, uy lực của nó tăng lên đáng kể, thật sự không thể xem thường. Tuy rằng một lúc sau quang đoàn vẫn khôi phục lại nhưng rõ ràng tốc độ chậm lại rất nhiều. Quả nhiên đúng như tin đồn, đúng là hỏa sát linh. Chuyện này có chút khó giải quyết đây dùng cả cực hàn chi diếm cũng không có nhiều tác dụng. Trách không được hàn ly thượng nhân trong trí nhớ cũng có chút kiên kỵ yêu vậy này, hàn lập thì thảo tự nói mấy câu. Nhưng đúng lúc này, hồng sắc quang đoàn hình thái biến đổi, hóa thành một con quỷ than thể đỏ đậm, miệng phun lửa đỏ phi thẳng đến. Hàn lập sắc mặt trầm xuống, một tay hướng ngư không vỗ một cái, một cự thủ hiện lên trên đầu của hỏa quỷ chụp xuống nhanh như chớp năm ngón tay hơi dùng sức liền đem yêu vật này chộp vào trong lòng bàn tay. Hồng quang chấp động, thân hình hỏa quỷ liền tan dã thành từng mảnh nhỏ. Nhưng ngay sau đó, hồng quang lại hợp lại ở phụ cận, phục hồi như cũ. Khóe miệng hàn lập cười lạnh, một tay vỗ vào túi chữ vật như muốn lấy ra thứ gì đó. Nhưng đúng lúc này, một tiếng thanh minh từ trong thân thể truyền ra, lập tức trên đầu vai xuất hiện một con xích hồng tiểu điểu, chỉ có mấy tấc, bộ dáng xinh đẹp. Hàn lập vừa quét mắt qua tiểu điểu này thì không khỏi ngẩn ngơ. Thì ra đoàn chân hỏa chi linh kia chính là do thái âm chân hỏa biến thành. Trên mặt Hàn Lập lộ ra vẻ kinh ngạc, chưa hiểu vì sao hỏa điểu này lại chủ động hiện ra thì hỏa điểu đột nhiên mở hai cánh ra, bay thẳng đến đoàn hồng quang đối diện. Trên đường đi, hỏa điểu thân hình biến lớn, thân hình chấp động vài cái liền lớn vài thước há mồm hướng quang đoàn bay đến. Nói cũng kỳ quái, đoàn hồng quang vô hình kia lại bị hỏa điểu bắn thủng một lỗ. Liên tục vài lần như thế, vài cái lỗ thủng xuất hiện mà hỏa đoàn cũng vô pháp khôi phục lại như trước. Nhưng hỏa sát linh này tựa hồ linh trí không cao, cũng không có chút bộ dáng đau đớn nào mà chỉ có cảm giác không khỏe liền không ngừng biến hóa chính mình, muốn thoát khỏi thái âm hỏa điều. Nhưng móng vuốt của hỏa điều lại bám chặt vào thân thể của hỏa sát linh, mặc cho nó biến hóa đều không bị ảnh hưởng, ngược lại tốc độ mổ lại càng tăng nhanh, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, hỏa đoàn liền bị mất đi hơn nửa thân thể. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này liền khẽ nở nụ cười, hắn tuyệt đối không nghĩ tới thái âm hỏa điều này lại có khả năng khắc chế hỏa sát linh khiến người ta đau đầu này. Như vậy khiến hắn đỡ phải động tay động chân hàn lập thần sắc thoải mái biểu tình bàng quan theo dõi không lâu sau hỏa sát linh đã bị thái âm hỏa điều cắn nuốt sạch sẽ sau đó hỏa điều phát ra một tiếng kêu dài sau đó bay trở về đầu vai hàn lập rỉa sạch lông cánh của chính mình tựa hồ không muốn lập tức lại quay vào trong cơ thể hàn lập trong hồng sắc vụ hải này hẳn nhiên không chỉ có một đoàn hỏa sát linh này nên hàn lập cũng không mạnh mẽ thu hồi hỏa điều lại Độn quang lại lóe lên biến mất trong vụ hải diện tích bao phủ của phiến vụ hải vài lớn đến mức khó tin hơn nữa thần niệm của Hàn Lập chịu hạn chế nên cũng không dám phi độn quá nhanh. Sau ba ngày mới tới mục tiêu là một tòa núi lửa cực lớn đang lặng yên phiêu phù trong không trung. Mà trên đường hắn đánh chết không một trăm thì cũng bảy tám chục con yêu thú, thậm chí còn có yêu thú thất cấp đỉnh dai, chỉ cách biến hóa cấp tám một đoạn ngắn mà thôi. Khi chân chính hóa thánh bát cấp yêu thú sẽ mở ra linh trí nên đa phần sẽ rời khỏi hỏa ngục kiếm địa phương khác tu luyện. Về phần hỏa sát linh thì cũng không nhiều lắm, chỉ có hai luồng mà thôi. Tất cả chúng đều bị thái âm hỏa điều cắn nuốt sạch sẽ, vẫn chưa có phiền toái lớn nào cả. Nhưng thật ra khi trải qua một khu vực hỏa hồ, độn tốc của Hàn Lập không thể không chậm lại bởi vì trong hồ phun lên nhiều cỗ hỏa trụ uy lực không nhỏ mà lại không có tí báo trước nào cả. Hàn Lập tuy rằng cũng không thực sự sợ hãi hỏa trụ này nhưng tổn hao pháp lực quá lớn để kháng cự lại thì hắn cũng không muốn chút nào. Lúc này hắn đành cẩn thận thong thả độn tốc, chậm rãi bay qua khu vực này. Hiện tại, Hàn Lập đang đứng trên vòng tròn miệng núi lửa hai tay khoanh lại nhìn về phía trước ánh mắt chấp động không thôi. Một tay vỗ vào túi chữ vật bên hông, một đống trận kỳ, trận bàn xuất hiện trong tay, hắn liền hướng về sau ném đi. Lập tức ngân từng đạo quang lóe lên một, một thân hình hàn lập quỷ dị xuất hiện, đưa tay ra, một tảng lớn ngân hà bao phủ trận pháp đó vào trong. Chính là đệ nhị nguyên anh đang khống chế khôi lỗi hình người. Con khôi lỗi nhoáng lên một cái liền hóa thành một đạo ngân hồng phá không bay đi, trong nháy mắt biến mất trong vũ khí. Hàn Lập thì ngồi tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần. Qua thời gian khoảng một bữa cơm, tiếng xé gió chuyển đến, khôi lỗi lại xuất hiện, trên tay trống không. Hàn Lập một mở mắt ra, nhìn nhân hình khôi lỗi gật gật đầu. Khôi lỗi nhoáng lên một cái biến mất không thấy tâm tích. Mà thân hình Hàn Lập đại phóng linh quang, liền hóa thành một đạo thanh hồng bắn đi, chấp lé vài cái, ngừng lại ở trung tâm miệng núi lửa, liền hiện bóng người Hàn Lập. Hàn Lập đánh giá vùng phụ cận một lượt rồi vươn tay lên, một kiện đồ vật màu trắng nhanh chóng phóng ra ngoài vật ấy quay tròn trên không trung, hình thể trong linh quang biến lớn, cuối cùng hóa thành một vật cao hơn 10 trượng, rơi xuống mặt đất. Làm cho vùng phụ cận đều run lên một cách trầm trọng. Đó là một cái tế đàn nhỏ dùng noãn ngọc luyện chế thành, trên mặt ngoài có nhiều phù văn huyền ảo, hiển nhiên đã trở thành cấp bậc pháp khí. Hàn lập lật tay một cái, một cái tiểu đỉnh màu lam xuất hiện tại lòng bàn tay. Chú ngữ trong miệng vang lên, vài đạo pháp quyết đánh lên trên đỉnh.